Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Bình thường càng gần hiển hóa, vậy thì càng ngưng thực. Nhưng lôi đạo thì sao? Lại chỉ là một đường viền. Đương nhiên, thánh năng khác biệt, trình độ hiển hóa cũng khác biệt. Nhưng chỉ là một đường viền mà thôi, lại có thể hiển hóa đến trình độ nào? Yên Diệt chi thủ, lôi đạo lại không hề bị lay động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Yên Diệt chi thủ không thể nghi ngờ càng cường đại hơn thoạt nhìn vẫn chỉ là hình dáng, nhưng trên thực tế đã mạnh hơn đạo thể tầng 7 rất 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 nhiều. Lúc đạo thể thất trọng, yên diệt chi thủ của Lôi đạo vẻn vẹn chỉ là có một chút đường viền mà thôi. Mà bây giờ, đường nét yên diệt chi thủ đã phi thường rõ ràng. Hơn nữa, Lôi đạo mơ hồ có một loại cảm giác, tựa hồ cho dù yên diệt chi thủ ngưng thực thế nào, cũng vẻn vẹn chỉ hiển hóa những hình dáng này. Bởi vì ở giữa hình dáng yên diệt chi thủ, tất cả đều là lực lượng yên diệt kinh khủng. Những lực lượng chôn vùi này không có thực chất nhưng lại có thể chôn vùi tất cả, hủy diệt tất cả, phá hư tất cả. Yên diệt chi thủ càng lúc càng lớn, Tôn Lôi đạo lên giống như một vị ma thần. Cùng lúc đó, dịch vô cực cũng thi triển bạo liệt chi diễm. Lôi đạo tâm niệm vừa động, yên diệt chi thủ lập tức mạnh mẽ bay ra. Bạo liệt diễm cũng đồng thời bay ra, một đoàn hỏa diễm, một bàn tay hơi mờ cứ như vậy ở trong hư không va chạm vào nhau. Ầm ầm, bạo liệt chi diễm ầm ầm nổ tung, vốn bạo liệt chi diễm chính là thánh năng vô cùng bạo liệt, tính công kích vô cùng mạnh lần này bộc phát đủ để xé rách bất kỳ lực lượng nào bất luận kẻ nào cho dù một đoàn bạo liệt chi diễm này so với bạo liệt chi diễm thời kỳ toàn thịnh đã rút nhỏ gần nửa nhưng uy năng vẫn khủng bố như cũ biết đặc tính của bạo liệt chi diễm năm vị thánh tử đều lắc đầu trên thực tế bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết bí mật của dịch vô cực dịch vô cực có loại dị năng thứ hai một khi để bạo liệt chi diễm nổ tung vậy đủ để xé rách hoặc là tiêu hao bất kỳ thánh năng nào đến lúc đó thánh năng của lôi đạo cho dù còn thừa lại một chút thì có thể thế nào? Căn bản là không ngăn được dịch vô cực, dịch vô cực có được hai loại thánh năng, là tồn tại cường đại có thể chém giết cùng dai. Cho dù là thánh tử khác biểu hiện ra không phục, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm cũng vô cùng kiêng kỵ dịch vô cực. Ngay cả huyền không tử sau khi thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đã nhắc nhở lôi đạo, dịch vô cực có hai loại thánh năng. Nhưng nhắc nhở thì nhắc nhở, vẫn không có cách nào, bạo liệt chi diễm nổ tung, như vậy tất cả đều kết thúc. Huyền không tử nhìn thấy trận chiến này đã kết thúc, tiếp tục chiến đấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, lôi đạo nhất định sẽ bị thua. Thậm chí huyền không tử cũng chuẩn bị cho người vận dụng lực lượng trận pháp, bảo vệ lôi đạo ở thời khắc mấu chốt. Không đến mức để cho lôi đạo bị dịch vô cực chém giết. Chỉ là, theo bạo liệt chi diễm thoáng cái bộc phát, bàn tay lớn trong hư không kia tựa hồ cũng lập tức bành trướng, mãnh liệt một chảo, thiêu chảo, bạo liệt chi diễm đến trong tay. Mặc cho bạo liệt chi diễm nổ tung như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, Căn bản là không chống đỡ được Yên Diệt chi thủ của Lôi đạo. Thậm chí, ngay cả Bạo Liệt Diễm cũng bị Yên Diệt chi thủ của Lôi đạo trực tiếp chôn vùi. Hóa thành hư vô, hoàn toàn sụp đổ, đồng thời, dư thế không giảm, Yên Diệt chi thủ vẫn như trước trùng trùng điệp điệp, gào thét hướng Dịch Vô Cực mãnh liệt vỗ tới. "Không, không, sao có thể?" Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chấn kinh, nhất là bản thân Dịch Vô Cực, càng khiếp sợ đến mức độ tột đỉnh. Hắn biết rõ Bạo Liệt chi diễm cường đại đến cỡ nào, một khi bạo liệt chi diễm hoàn toàn nổ tung, bất kỳ thánh năng nào cũng sẽ bị xé rách, dù là trước đó cùng phi hồng thánh nữ đánh một trận, hắn chính là dựa vào bạo liệt chi diễm không ngừng nổ tung, nổ tung đại khái chừng 10 lần, đem phi hồng thánh nữ thánh có thể tiêu hao hết. Mà bạo liệt diễm của hắn cũng mới vẻn vẹn chỉ tiêu hao một nửa thôi. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy gì? Trước kia bạo liệt chi diễm mọi việc đều thuận lợi, thế mà bị yên diệt chi thủ của Lôi đạo trực tiếp bắt lấy, mặc cho bạo liệt chi diễm nổ tung cũng không làm nên chuyện gì thậm chí ngay cả bản thân bạo liệt diễm cũng trực tiếp bị chôn vùi ngay cả dịch vô cực cũng không thể cảm ứng được nữa điều này có ý nghĩa gì điều này có nghĩa là bạo liệt diễm thật sự đã tán loạn hoàn toàn biến mất bị chôn vùi thánh năng của lôi đạo lại có thể dễ dàng chôn vùi một loại thánh năng khác hay là ngọn lửa bùng nổ cực kỳ cường đại chắc chắn là bạo liệt diễm của ta tiêu hao quá lớn cho nên không có bao nhiêu uy lực thánh năng của ngươi cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi ngươi cho rằng bản thánh tử thua không, bản thánh tử sao lại thua? Bạo liệt diễm không còn, nhưng bản thánh tử còn có vòng phong cấm. Sau một khắc, trên người dịch vô cực bộc phát ra một loại thánh năng khác. Phong cấm chi hoàn, thoạt nhìn giống như một vòng sáng thật lớn, giống như vòng tròn, một vòng lại một vòng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng không có bất kỳ người nào dám khinh thường vòng phong cấm này. Bởi vì, đây là thánh năng, bất luận là thánh năng gì, đó đều không phải là bình thường, tuyệt đối không thể khinh thường bất kỳ một thánh năng nào ánh mắt dịch vô cực thâm thúy như là ngôi sao khí thế trên người như cầu vồng như bài sơn đảo hài. vòng phong cấm sau lưng hắn càng từ từ bay lên như là ánh sáng hàng tinh đem dịch vô cực phụ trợ giống như thiên thần dịch vô cực kinh ngạc nhìn lôi đạo lạnh lùng nói vốn dĩ bản thánh tử không muốn thi triển loại thánh năng thứ hai nhưng không ngờ ngươi lại có thể bước ra loại thánh năng thứ hai của bản thánh tử ngươi đã đủ kiêu ngạo rồi bản thánh tử chưa bao giờ thi triển loại thánh năng thứ hai trước mặt người khác ngươi là người đầu tiên đi đi phong cấm chi hoàn phong cấm dịch vô cực quát nhẹ một tiếng lập tức phong cấm chi hoàn che khuất bầu trời phảng phất che lại nửa bầu trời khí thế bài sơn đảo hải bao phủ yên diệt chi thủ vào trong đó chỉ là luật khí thế này đã có thể chứng minh phong cấm chi hoàn này tuyệt không kém hơn bạo liệt chi diễm thậm chí còn càng thêm cường đại dưới loại thánh năng cường đại này bàn tay xám xịt kia chỉ là một bàn tay nửa trong suốt dường như cũng không dễ thấy như vậy dường như tất cả mọi người đều đã dự đoán được kết cục Dịch vô cực vận dụng loại thánh năng thứ hai, còn là thánh năng thời kỳ toàn thịnh, vòng phong cấm mênh mông cuồn cuộn kia che đậy nửa bầu trời, chỉ sợ trong nháy mắt có thể triệt để phong cấm lôi đạo. Chỉ là Yên Diệt chi thủ, ở trước mặt phong cấm chi hoàn, không chút thu hút, phảng phất trong khoảnh khắc sẽ bị triệt để phong cấm. Âm, um, rốt cục, phong cấm chi hoàn chụp về phía Yên Diệt chi thủ, trong nháy mắt liền phong ấn Yên Diệt chi thủ ở bên trong. Không có xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, tới bước này thì rất nhiều người đều biết kết quả, có vài người tiếc nuối có vài người thì cảm thấy đương nhiên. Mặc dù lôi đạo biểu hiện kinh diễm, nhưng người đoạt giải nhất Thánh Yến Đại Bỉ đã bao giờ rơi vào tay hắn. Bất kể là Thánh Yến thi đấu lần nào, người đoạt giải nhất đều là bán thánh của năm thánh địa lớn. Lần này, dường như cũng không có bất ngờ gì, chỉ có lôi đạo, tựa hồ không hề bị lay động, ánh mắt rất bình tĩnh. Xoẹt, bỗng nhiên, dường như có một âm thanh lạ từ trong phong cấm chi hoàn truyền ra. Xoẹt, âm thanh lạ ngày càng dày đặc, khiến sắc mặt dịch vô cực hơi đổi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều thấy được phong cấm chỉ hoàn trùng trùng điệp điệp kia phảng phất có thể phong cấm hết thảy chấn áp hết thảy thế mà vỡ tan toái triệt để nát không thậm chí không chỉ là vỡ nát đơn giản như vậy mà là chôn vùi triệt để chôn vùi vô tung vô ảnh đó là một bàn tay một bàn tay chỉ có hình dáng yên diệt chi thủ từ trong phong cấm chi hoàn đột nhiên thò ra dưới tay yên diệt chi thủ phong cấm chi hoàn trong nháy mắt liền hoàn toàn chôn vùi gần như là sụp đổ làm sao có thể vòng phong cấm của ta đây chính là thánh năng thậm chí đều có thể phong cấm thánh năng khác làm sao có thể không phong cấm được thánh năng của ngươi dịch vô cực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi phong cấm tri hoàn của hắn đã từng thử qua bán thánh khác trong thánh địa tuyệt đối có thể phong cấm thánh năng khác cũng chính vì vậy dịch vô cực mới tràn đầy tự tin như thế mặc kệ gặp phải địch nhân gì lần thánh yến này hắn đều muốn đoạt giải nhất thậm chí dịch vô cực còn nghĩ tới thánh yến kết thúc chém giết lôi đạo, chiếm linh nguyên bảo châu của linh nguyên thánh địa làm của riêng. Hắn có hai loại thánh năng, phối hợp với nhau, cũng hoàn toàn chính xác có thể chém giết bán thánh. Chỉ tiếc, gặp phải lôi đạo, ai có thể ngờ được, yên diệt chi thủ của lôi đạo lại khủng bố như vậy, liên tục phá hai đại thánh năng của hắn, cho dù là vòng phong cấm thời kỳ toàn thịnh cũng không phong được yên diệt chi thủ. Những nơi yên diệt chi thủ đi qua, tất cả đều chôn vùi. Loại lực lượng có khả năng, lực lượng thuần túy kia, quả thực làm lòng người sợ hãi dịch vô cực còn chưa từng nhìn thấy thánh năng thuần túy như thế thánh năng có phân chia cao thấp mạnh yếu thánh năng thức tỉnh hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận khí cho dù bán thánh chủ động thức tỉnh thánh năng vậy cũng không cách nào biết rõ rốt cuộc là thánh năng gì dù sao sâu trong bản nguyên trong cơ thể con người có nhiều tinh thể như vậy trên thực tế chính là thánh năng trong mỗi một tinh thể đều có thánh năng ai có thể biết thánh năng trong cơ thể tinh thể là cái gì đừng nói võ giả đạo thể cho dù là cường giả thánh thể cũng không biết. Bởi vậy, thức tỉnh thánh năng hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận khí. Vận khí tốt, có thể thức tỉnh ra một môn thánh năng cường đại. Vận khí không tốt, thánh năng cũng rất bình thường, nhưng mà, cho dù thánh năng bình thường, đó cũng không phải chuyện nhỏ, nếu vận dụng được, vẫn có thể hiển thánh, thành tựu thánh thể, có được uy năng vô biên. Nhưng mà, giờ này khắc này, yên diệt chi thủ của Lôi đạo, không thể nghi ngờ đã khiến dịch vô cực tỉnh ngộ, hiển nhiên thánh năng mà lôi đạo thức tỉnh chính là thánh năng đỉnh tiêm. Loại thánh năng này, lấy một phá hai thậm chí phá ba cũng không tính là gì. Đối mặt với loại thánh năng này, trừ phi thật sự có thể thành tựu thánh thể, hoặc là có thể có thánh năng giống nhau, hoặc là số lượng thánh năng đủ nhiều, có thể hoàn toàn mài mòn hết. Bằng không mà nói, tiếp tục đối kháng, chỉ có một con đường chết. Phong cấm chi hoàn của dịch vô cực đã bị phá mất, hiển nhiên, hai loại thánh năng của hắn đều đã bị phá mất, hiển nhiên đã không thể tiếp tục được nữa hắn ta bại rồi một bại này mất đi không chỉ là mặt mũi thậm chí còn có lòng dạ của hắn ta nhận thua sắc mặt dịch vô cực rất khó coi nhưng hắn vẫn nhận thua nếu hắn không nhận thua chỉ sợ chỉ có một con đường chết tuy nhiên dịch vô cực mặc dù nhận thua nhưng lôi đạo lại không có ý dừng lại chút nào không ngươi muốn giết bản thánh tử dịch vô cực mở to hai mắt phảng phất không thể tin được lôi đạo lại dám giết hắn hơn nữa còn là trước mắt bao người hắn đã nhận thua lôi đạo lại còn muốn giết hắn lôi minh chủ dừng tay lại lúc này người linh lung thánh địa đã phản ứng lại tuy trong thánh yến cũng sẽ xuất hiện tử thương nhưng đường đường thánh địa đệ nhất thánh tử nếu thật xuất hiện tử thương vậy chính là phiền toái cực lớn ngay cả linh lung thánh địa cũng phải chịu áp lực vào lúc này bất kể như thế nào cũng không thể để cho lôi đạo chém giết dịch vô cực thế là trận pháp giáng lâm người của linh lung thánh địa chuẩn bị vận dụng trận pháp đem lôi đạo cùng dịch vô cực triệt để cách ly chỉ là lôi đạo há có thể để cho trận pháp giáng lâm Dịch vô cực, hôm nay hắn nhất định phải chém. Âm, um, ngay sau đó, một chút Mệnh Châu còn lại bị Lôi Đạo lập tức dẫn nổ. Cùng lúc đó, thần nhãn trên trán Lôi Đạo cũng bị Lôi Đạo nháy mắt kích hoạt. Hào quang màu đỏ thắm bao phủ Lôi Đạo, lập tức, giống như hết thảy chung quanh đều triệt để đứng im, trong tầm mắt Lôi Đạo, cho dù là lực lượng trận pháp linh lung thánh địa, tựa hồ cũng đứng im. Đương nhiên, đó không phải là sự bất động thật, mà là tốc độ của Lôi Đạo tăng nhanh. Linh lung thánh địa xác thực đã khởi động trận pháp dựa vào lực lượng trận pháp một khi ngăn cách song phương lôi đạo cho dù có yên diệt chi thủ cũng không cách nào chém giết dịch vô cực nhưng có thần nhãn lại khác có lẽ lôi đạo mệnh châu chỉ duy trì lôi đạo thi triển một lần hơn nữa thời gian vô cùng ngắn ngủi gần như chỉ trong chớp mắt dựa vào một cái chớp mắt này lôi đạo đã đi tới trước mặt dịch vô cực yên diệt chi thủ của hắn thuộc về bản năng có thể thu hụt trong nháy mắt tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt lần nữa thi triển yên diệt chi thủ Dịch Vô Cực chỉ còn lại một chút thánh năng, lấy cái gì để ngăn cản Yên Diệt chi thủ của Lôi Đạo? Vù, Lôi Đạo một lần nữa trở về, tất cả giống như đều khôi phục lại, thân ảnh của Lôi Đạo trong nháy mắt bị trận pháp bao phủ lại, Dịch Vô Cực cũng giống như vậy, bị trận pháp bao phủ lại. Dịch Vô Cực trên mặt một bộ thất hồn lạc phách, tựa hồ còn đắm chìm trong thất bại vừa rồi, căn bản cũng không ý thức được nguy cơ đã tới. Diệt, Lôi Đạo thấp giọng quát khẽ một tiếng, suy, cùng lúc đó, Yên Diệt chi thủ lại thật sự xuất hiện dường như còn lập tức xuyên qua trận pháp xuất hiện trên người dịch vô cực đồng thời trực tiếp biến toàn bộ thánh năng còn sót lại trên người dịch vô cực thành cho tàn không không sao ta có thể chết ở đây được lôi đạo người dám giết ta dịch vô cực hoảng sợ tới cực điểm thật sự tất cả đều là sự thật vừa rồi hắn cũng cảm giác được nguy cơ tử vong nhưng bởi vì có trận pháp linh lung thánh địa bảo hộ hắn thực sự nghĩ không ra có người nào có thể đánh vỡ trận pháp linh lung thánh địa từ đó mang đến nguy cơ sinh tử cho hắn bởi vậy Dịch Vô Cực cũng cảm thấy có thể là quá nhạy cảm. Dù sao, hắn mới bại trong tay Lôi Đạo, tâm tình kích động, nói không chừng là cảm ứng sai. Nhưng bây giờ, Dịch Vô Cực biết, không phải hắn sai, mà là thật sự có nguy cơ sinh tử. Thậm chí, liền đến từ Lôi Đạo trước mắt, thậm chí trận pháp Linh Lung Thánh Địa cũng đã khởi động, đem hai người ngăn cách, Yên Diệt chi thủ của Lôi Đạo vẫn rơi vào trên người Dịch Vô Cực. Dịch Vô Cực lúc này, đâu còn dáng vẻ đệ nhất Thánh tử Bế nghế chúng sinh. Bị Yên Diệt chi thủ bao phủ, mất đi thánh năng, dịch vô cực cũng chỉ là võ giả đạo thể viên mãn cửu trọng mà thôi, căn bản là không ngăn được yên diệt chi thủ. Ngay cả thời gian nửa hơi thở cũng không có, dịch vô cực đã bị yên diệt chi thủ hoàn toàn biến thành cho tàn. Dịch vô cực đã ngã xuống, giờ khắc này, người tận mắt thấy hết thảy đều có chút ngây ngẩn cả người, mặc kệ là người linh lung thánh địa. Hay là lão tổ đạo thể cửu trọng khác, hoặc là thánh tử khác. Cho dù là người của nguyên sơ thánh địa cùng thiên nguyên thánh địa, hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn, Thậm chí đánh ra chân hỏa lưỡng bại câu thương đều chủ động bỏ quyền nhưng dù vậy song phương ở linh lung thánh địa cũng không có bất kỳ tử thương mà bây giờ dịch vô cực đã chết bị lôi đạo chém giết cho dù là trận pháp của linh lung thánh địa cũng tham gia lại cũng không cách nào ngăn cản lôi đạo dịch vô cực bị thánh đạo có thể trực tiếp chém giết hắn giết dịch vô cực thật sự là ghê gớm dịch vô cực tốt xấu gì cũng là đệ nhất thánh tử của thái dịch thánh địa lần này chính là đâm vào sọt đã nhiều năm như vậy có bao nhiêu năm không có đệ nhất thánh tử ngã xuống. Lôi đạo thật đúng là, tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn. Nhìn thấy lôi đạo vẫn chấn định như trước, thậm chí trong ánh mắt còn rất lạnh nhạt. Lúc này, cho dù là thánh tử cũng rất khâm phục lôi đạo. Chỉ là, ai cũng biết, hành động lần này của lôi đạo tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Lôi huynh, ngươi chém dịch vô cực, thái dịch thánh địa há chịu từ bỏ ý đồ. Sắc mặt huyền không tử có chút khó coi, dịch vô cực chết rồi, hơn nữa chết ở trên thánh yến linh lung thánh địa tổ chức thái dịch thánh địa tự nhiên sẽ tìm linh lung thánh địa tuy linh lung thánh địa cũng không sợ nhưng cuối cùng là có một ít phiền toái đương nhiên điểm phiền phức này linh lung thánh địa còn gánh vác được nhưng mấu chốt là lôi đạo há có thể chống đỡ được thái dịch thánh địa a đây chính là một tòa thánh địa khổng lồ thậm chí có thể xưng là đệ nhất thánh địa nguyên châu đệ nhất thánh tử trong thánh địa đều chết vậy ảnh hưởng đến cỡ nào cho dù là làm dáng một chút cho dù là vì giữ gìn uy nghiêm thái dịch thánh địa cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lửa giận của một tòa thánh địa khó có thể tưởng tượng. Cho dù là tổ sư thiên nguyên lúc trước, bị nguyên sơ thánh địa cũng phải làm cho thoát khỏi nguyên châu, cuối cùng thành tựu thánh thể mới về tới nguyên châu, khai sáng thiên nguyên thánh địa, chống lại nguyên sơ thánh địa. Nhưng trước đó, thiên nguyên tổ sư cũng bị nguyên sơ thánh địa truy sát, vô cùng chật vật. Tuy nhiên, lôi đạo lại rất chấn định, hắn từ tốn nói, chém thì đã sao, thánh tôn của thái dịch thánh địa sẽ đích thân ra tay. Huyền không tử cười khổ lắc đầu nói, thánh tôn, không thể nào, đừng nói chết một thánh tử, cho dù chết 18 thánh tôn cũng không thể ra tay. Dưới thánh tôn đều chỉ là việc nhỏ mà thôi, thánh tôn sao có thể dễ dàng động thủ, nhưng thánh địa thái dịch là thánh địa cao quý nhất, đó không phải là chuyện đơn giản. Bề ngột, dịch vô cực là thánh tử đầu tiên, nhưng trên thực tế dịch vô cực lại không phải là cường giả mạnh nhất trong thánh địa dưới chướng thái dịch. Mỗi một tòa thánh địa đều có một số bán thánh cổ xưa, thậm chí đang bế quan, chỉ vì hiện hóa thánh thể, trở thành thánh tôn. Những người đó, có lẽ rất khó thành tựu thánh thể, thậm chí đại nạn cũng sắp đến. Nhưng không thể phủ nhận, những người đó mới thật sự là cường đại, cường giả bán thánh đỉnh phong cũng không ít. Một khi những người đó xuất động, chỉ sơ, khuya không tử không nói tiếp, hắn đã nhắc nhở lôi đạo. Còn lại, còn phải do lôi đạo tự mình gánh vác. Không sao, chỉ cần không phải thánh tôn, bán thánh khác có mạnh hơn. Tới cũng không làm nên chuyện gì, lôi đạo đứng chắp tay, vẻ mặt chấn định thong rong không có một tia bối rối mặc dù biết trêu chọc một quái vật khổng lồ như thái dịch thánh địa cũng vẫn chấn định như thế trong lúc nhất thời huyền không tử tựa hồ có chút hoảng hốt hắn cảm thấy dường như chỉ có lôi đạo mới có một ngày có thể trở thành thánh tôn huyền không tử thánh yến luận bàn đã kết thúc bổn tọa thu được khôi thủ có thể tiến vào linh lung thánh địa mượn thánh ngân xem qua hay không lôi đạo dường như không để ý đến sinh tử của dịch vô cực ngược lại rất quan tâm đến thánh ngân hắn tới tham gia thánh yến lần này không phải là vì đi lĩnh hội thánh ngân sao tìm hiểu thánh ngân khuyên không tử trầm mặc dịch vô cực đã chết vô ích thái dịch thánh địa tất nhiên sẽ tức giận nhưng như vậy thì sao chẳng lẽ để cho linh lung thánh địa trói lôi đạo mang đến thái dịch thánh địa đó mới là chuyện cười lớn linh lung thánh địa cũng không phải phụ thuộc thái dịch thánh địa huống chi nghiêm khắc mà nói dịch vô cực chết trên lôi đài thánh yến là phù hợp quy tắc dù sao trên lôi đài ngẫu nhiên có tử thương lại quá bình thường lôi đạo có thể là lỡ tay chém giết dịch vô cực ở trên đạo nghĩa không có bất cứ vấn đề gì linh lung thánh địa ngu ngốc mới có thể đi tranh vũng nước đục này nếu như lôi đạo chỉ là võ giả bình thường vậy linh lung thánh địa không ngại làm cái này thuận nước rong thuyền nhưng lôi đạo yếu sao không chỉ có không yếu ngược lại là cường giả trong bán thánh cho dù là hiện tại linh lung thánh địa xuất thủ lợi dụng đại trận muốn vây khốn lôi đạo chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng ai cũng không biết lôi đạo đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu thánh năng. một khi lôi đạo thoát khỏi linh lung thánh địa, nói không chừng lại là một thiên nguyên tổ sư khác. đến lúc đó linh lung thánh địa mới là tai bay vạ gió. bởi vậy chuyện này vẫn là để cho thái dịch thánh địa đi đau đầu đi. đương nhiên lôi minh chủ chính là khôi thủ thánh yến thi đấu. tự nhiên có tư cách tiến vào thánh ngân chi địa, đi lĩnh hội thánh ngân. huyệt không tử quyết định thật nhanh, lập tức đưa ra quyết định. thánh tử cái này. Một vài trưởng lão linh lung thánh địa có chút băn khoăn. Dù nói thế nào, Lôi đạo cũng đã chém giết dịch vô cực, bọn họ lại đưa Lôi đạo vào Thánh ngân chi địa cảm ngộ Thánh ngân, chẳng phải là đắc tội thái dịch thánh địa sao? Thế nào, có dị nghị đối với quyết định của ta? Các ngươi có thể đi bẩm báo tông chủ." Ánh mắt Huyền không tử lạnh lẽo, hắn chính là đệ nhất thánh tử Linh lung thánh địa, địa vị tôn sùng, gần với lão tổ cùng tông chủ thánh tôn, huống chi thánh yến lần này cũng là Huyền không tử phụ trách. Hắn có quyền quyết định. Các trưởng lão Linh Lung Thánh Địa khác cũng không dám nói nữa, Huyền Không Tử đã làm ra quyết định. Vậy thì không cho phép sửa đổi, huống chi, Huyền Không Tử nói cũng có đạo lý, Linh Lung Thánh Địa không phải phụ thuộc Thái Dịch Thánh Địa, không cần phải nhìn sắc mặt Thái Dịch Thánh Địa. Lôi Đạo cho dù chém giết dịch vô cực, đó cũng là ở trong quy tắc, không có trái với quy tắc Linh Lung Thánh Địa. Dù sao, Linh Lung Thánh Địa vừa rồi đã làm ra biện pháp bổ cứu, chỉ là tốc độ Lôi Đạo quá nhanh. Hoặc là nói Dịch vô cực quá yếu, trong nháy mắt cũng không thể chống đỡ trụ liền chết. Cái này có thể trách ai, lên lôi đài, vậy thì phải làm tốt chuẩn bị tử vong. Đạo thể cửu trọng có thể chết, thánh tử tự nhiên cũng có thể chết. Tạ Huyền không tử, thế là, Lôi Đạo lại quay người đi về phía đám người Nguyên lão tổ. Giờ phút này, đám người Nguyên lão tổ có chút bối rối, vừa cảm thấy kinh hỉ rung động vì Lôi Đạo, lại cảm thấy Lôi Đạo quá lỗ mãng, chém giết dịch vô cực, vậy chính là đắc tội thánh địa thái dịch a. Đắc tội một tòa thánh địa bọn họ thậm chí đã không dám tưởng tượng kết cục lôi đạo đương nhiên không sợ nhưng nhà bọn họ lớn nghiệp lớn mỗi người đều có cơ nghiệp khổng lồ không thể so với lôi đạo một thân một mình muốn đi cũng đi không được lôi đạo cũng an ủi yên tâm thánh địa thái dịch sẽ không ra tay với các ngươi chỉ tìm bồn tọa thôi đường đường là thánh địa sẽ không ngu ngốc như vậy bọn họ rất rõ ràng để mặc cho một vị bán thánh ở bên ngoài nguy hiểm cỡ nào chỉ cần bồn tọa không chết vậy các ngươi có thể gối cao đầu cao không lo có lôi đạo an ủi và bảo đảm, đám người Nguyên lão tổ lúc này mới yên lòng lại. Cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, lôi đạo cũng sẽ không tránh né, Thái Dịch Thánh Địa tùy thời đều có thể tìm được. Trước khi đối phó lôi đạo, Thái Dịch Thánh Địa chắc chắn sẽ không đi liên lụy liên minh thương hội Nguyên Châu. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ chọc giận lôi đạo. Chọc giận một vị bán thánh, đó không phải là hành động sáng suốt. Dù là Thái Dịch Thánh Địa động sát tâm, vậy cũng phải giải quyết lôi đạo trước. Bởi vậy, chỉ cần lôi đạo còn sống như vậy liên minh thương hội nguyên châu ngược lại sẽ rất an toàn sắp xếp xong đám người nguyên lão tổ lôi đạo liền theo huyền không tử đi về phía thánh ngân chi địa thánh yến lần này cũng kết thúc rất nhiều lão tổ đạo thể cử trọng cùng với thế lực đều được cho là mở rộng tầm mắt trong nội tâm còn chập trùng không chừng tựa hồ có chút không dám tin tưởng lần thánh yến này thế mà lại kiệt liệt như vậy bọn họ không chỉ thấy được trận quyết đấu đặc sắc của thánh tử va chạm giữa thánh năng thậm chí còn thấy được thánh tử vẫn là hơn nữa còn là bán thánh bên ngoài thánh địa chém giết dịch vô cực bị lôi đạo giết chết đây không phải là một chuyện nhỏ theo những lão tổ đạo thể cửu trọng này nhao nhao rời đi nhất định sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ nguyên châu lôi đạo thậm chí đều sẽ trở thành truyền kỳ của nguyên châu nhưng mà rất nhiều người biết thái dịch thánh địa sẽ không từ bỏ ý đồ lôi đạo có thể chống đỡ hay không cũng không nhất định giờ phút này lôi đạo giống như căn bản không có bất kỳ lo lắng gì hắn đi theo phía sau huyền không tử cùng huyền không tử đi về phía thánh ngân chi địa huyền không tử dọc theo đường đi đều không nói gì bất quá ánh mắt chớp động hiển nhiên là muốn nói lại thôi lôi huynh ngươi thật sự là võ giả bên ngoài thánh địa ngay cả huyền không tử cũng không nhịn được hỏi điều này thực sự quá truyền kỳ võ giả bên ngoài thánh địa thành tựu bán thánh chém giết đệ nhất thánh tử của thái dịch thánh địa dịch vô cực hơn nữa còn là thức tỉnh hai loại thánh năng đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi thậm chí nhìn thấy lôi đạo chém giết dịch vô cực huyền không tử lúc này mới tỉnh ngộ thậm chí có chút nghĩ mà sợ hắn còn phải cảm kích ân không giết của lôi đạo dù sao nếu lúc lôi đạo chiến đấu với hắn đã dùng toàn lực thì chuyển ra thánh năng chỉ sợ hắn cũng đã chết cho dù có trận pháp lôi đạo có thể chém giết dịch vô cực vậy nhất định có thể chém giết huyền không tử huyền không huynh ngươi và ta không cần như thế lôi đạo từ tốn nói có mấy lời hắn không nói nhưng không có nghĩa là hắn không biết huyền không tử kỳ thật cũng thay hắn gánh vác rất nhiều áp lực lôi đạo chém giết dịch vô cực cố nhiên rất thư sướng, rất thoải mái, nhưng dù sao cũng là đệ nhất thánh tử thái dịch thánh địa, một ít ảnh hưởng tiếp theo vẫn là rất lớn. Nếu như linh lung thánh địa không cho lôi đạo tiến vào thánh ngân chi địa, lôi đạo cũng không thể làm gì. Nhưng huyền không tử vẫn cho lôi đạo cơ hội tiến vào thánh ngân chi địa. Lôi đạo cảm thấy huyền không tử là người đáng giá kết giao. Khác với các thánh tử khác, điểm này lôi đạo ghi tạc trong đáy lòng. Huyệt không tử cười nói, ha ha ha, lôi huynh khách khí rồi. Huống chi, Ta rất xem trọng Lôi huynh thành tựu Thánh thể, thậm chí không kém Thiên Nguyên lão tổ lúc trước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải sống sót, lúc trước Thiên Nguyên lão tổ cũng là trốn ra bên ngoài Nguyên Châu. Thành tựu Thánh thể mới trở về, thậm chí khai sáng Thiên Nguyên Thánh địa, rửa sạch nhục nhã. Huyệt không tử có ý riêng, nhưng Lôi đạo lại không tỏ ý kiến, trốn, Lôi đạo chân thật sự không nghĩ tới, nếu hắn thật sự trốn, không ai có thể chống đỡ được. Chỉ là, luyện võ đến nay Đi đến tình trạng như hôm nay, Lôi đạo đã từng trốn qua sao? Chưa từng có, đến rồi, bên trong chính là Thánh ngân chi địa. Rất nhanh, Lôi đạo và Huyền không tử đi tới một sơn động thoạt nhìn sâu thẳm tối đen. Dưới sự dẫn dắt của Huyền không tử, Lôi đạo cũng bước vào trong sơn động. Ông, theo Lôi đạo bước vào Thánh ngân chi địa, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt, thậm chí ngay cả yên diệt chi thủ trong cơ thể hắn cũng dục dịch. Cho dù bây giờ yên diệt chi thủ của Lôi đạo còn lại một chút xíu, lúc này không ngờ bên ngoài thân lôi đạo cũng nổi lên thủ hộ lôi đạo ở trong đó đây là cảm nhận được uy hiếp chí mạng yên diệt chi thủ chủ động hộ chủ không chỉ có lôi đạo là như thế huyền không tử cũng là như thế thánh có thể chủ động hộ thể đó chính là cảm thấy nguy hiểm nhưng bốn phía sơn động trống rỗng nơi nào có nguy hiểm ngoại trừ nguy hiểm ra còn có một loại có thể sẽ để thánh năng chủ động hộ thể đó chính là kích thích thánh năng bị kích thích lôi huynh không cần khẩn trương Thánh có thể chủ động hộ chủ là bởi vì thánh ngân nơi này. Nhìn, bốn phía có từng đạo thánh ngân, chính là thánh ngân các lão tổ thánh Tôn Linh Lung thánh địa ta lưu lại, ẩn chứa huyền bí thánh năng hiển hóa. Theo huyền không tử giới thiệu, Lôi đạo cũng nhìn thấy trên vách tường bốn phía, hoặc là trên mặt đất. Có một đạo lại một đạo dấu vết, những dấu vết này đều không giống bình thường, trong mỗi một dấu vết đều ẩn chứa một tia khí tức bản nguyên, trên thực tế, đó chính là thánh năng. Lôi đạo đếm một chút, những vết tích này tổng cộng có 18 vết. Nói cách khác, Linh Lung Thánh Địa đến nay tổng cộng sinh ra 18 vị cường giả thánh thể. Huyền không tử cười giải thích, lôi huynh, Linh Lung Thánh Địa ta đến nay tổng cộng sinh ra 18 vị cường giả thánh thể. Mỗi một vị đều lưu lại thánh ngân ở thánh ngân chi địa, ẩn chứa một tia khí tức thánh năng. Nếu có thể tìm hiểu, vậy chỗ tốt đếm mãi không hết. 18 vị cường giả thánh thể, lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm trong lòng thực tế cũng rất khiếp sợ. Hắn biết nội tình của thánh địa đều không phải chuyện đùa. Nhưng tổng cộng 18 vị cường giả thánh thể cũng vô cùng chấn động. Đương nhiên, 18 vị cường giả thánh thể này không phải cùng một thời đại, hiện tại Linh Lung Thánh Địa cũng chỉ còn lại có một vị cường giả thánh thể mà thôi. Thời kỳ đỉnh phong, Linh Lung Thánh Địa có hai vị cường giả thánh thể tọa trấn. Thời kỳ suy yếu, thậm chí còn không sinh ra một vị cường giả thánh thể. Nhưng tổng thể mà nói, Linh Lung Thánh Địa vẫn duy trì một vị cường giả thánh thể tọa trấn. Chỉ cần có cường giả thánh thể, vậy liền có thể bảo đảm địa vị của Linh Lung Thánh Địa đây chính là nội tình của thánh địa lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng chỉ khí tức phát ra từ 18 đạo thánh ngân này đã có thể kích thích yên diệt chi thủ của hắn nếu là võ giả đạo thể cửu trọng bình thường cũng thật sự có một tia hy vọng có cảm ngộ thậm chí thức tỉnh thánh năng thánh địa chính là dựa vào loại nội tình này duy trì ván thánh không ngừng thậm chí là duy trì thánh thể không ngừng lôi huynh người ở thánh ngân chi địa ba ngày nhưng cũng chỉ có ba ngày người có thể hảo hảo tìm hiểu một phen đối với thánh năng có lợi thật lớn Ta cáo từ trước, ba ngày sau sẽ chờ ở ngoài động. Huyền Không tử đã tới Thánh Ngân Chi Địa, đối với Thánh Ngân Chi Địa đã rất quen thuộc. Tự nhiên, như Thánh Ngân này đối với Huyền Không tử mà nói, cũng không có tác dụng, dù sao, Thánh Ngân kích thích trên cơ bản chỉ có một lần, lần đầu tiên đi tới Thánh Ngân Chi Địa, kích thích lớn nhất, cũng có khả năng có lĩnh ngộ nhất. Về phần sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, hiệu quả liền không rõ ràng, thậm chí đến cuối cùng, hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngũ đại thánh địa muốn tổ chức thánh yến. Chính là muốn cho thánh tử nhà mình đi lĩnh ngộ thánh ngân chi địa của thánh địa khác. Nói không chừng có thể có lĩnh hội, thậm chí trực tiếp hiển hóa thánh năng, thành tựu thánh thể. Lôi đạo gật đầu, huyền không tử lập tức rời khỏi sơn động, chỉ để lại một mình lôi đạo tham ngộ 18 đạo thánh ngân. Lôi đạo đứng ở trong sơn động, xung quanh hắn đều là một đạo lại một đạo thánh ngân. Mỗi một đạo thánh ngân, đại biểu cho một vị đã từng là cường giả thánh thể những cường giả thánh thể này đều đã từng là người nổi bật trong thời đại kia. Bọn họ hiển hóa ra thánh thể, có một không hai ở thời đại kia. Nhưng bây giờ thì sao? Các cường giả thánh thể cao cao tại thượng, cũng vẫn không ngăn cản được sự ăn mòn của thời gian, biến mất ở trong dòng sông thời gian. Thánh thể vẫn không phải điểm cuối, thánh thể vẫn sẽ có đại nạn. Lôi đạo chỉ có thời gian 3 ngày, hắn nhất định phải tìm hiểu 18 đạo thánh ngân này, ít nhất cũng phải có chút thu hoạch. Thánh ngân chính là một đạo vết tích lưu lại sau khi cường giả thánh thể hiển hóa ra thánh năng, ẩn chứa một tia khí tức của thánh năng. Mặc dù chỉ là khí tức, nhưng trung quy là do cường giả thánh thể chân chính lưu lại, bởi vậy, trong đó có khả năng có một tia huyền bí do thánh năng hiển hóa ra. Nhưng có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem cá nhân. Trong năm tháng dài đằng đẵng, dựa vào lĩnh ngộ trong thánh ngân, cường giả hiển hóa thánh năng, trực tiếp thành tựu thánh thể tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Đương nhiên, Càng nhiều hơn là không thu hoạch được gì. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn tới gần đạo thánh ngân thứ nhất. Càng tới gần, yên diệt chi thủ trong cơ thể Lôi đạo càng sôi trào, giống như gặp phải đối thủ đáng sợ nào đó. Hiển nhiên, khí tức của đạo thánh ngân này khiến yên diệt chi thủ cảm thấy uy hiếp kịch liệt, dù sao, đây là thánh năng do cường giả thánh thể chân chính lưu lại, xa xa không phải thánh năng Lôi đạo hiện tại có khả năng đánh đồng. Lôi đạo thần niệm đột nhiên dung nhập vào trong đạo thánh ngân này. Âm, um, lập tức lôi đạo giống như cảm nhận được cuồng phong vô biên đang gào thét ở trong ý thức của hắn cảm ứng khắp nơi đều là cuồng phong phá hủy hết thảy hiển nhiên thánh năng trong đạo thánh ngân này nhất định có liên quan đến gió lôi đạo cảm ngộ trong chốc lát không có cảm giác gì không phải tất cả mọi người đều có thể có lĩnh ngộ về phần trực tiếp thánh năng hiển hóa đó càng là không thể nào dù sao cho dù thánh năng hiển hóa lôi đạo cũng sẽ không đi hiển hóa nguyên nhân rất đơn giản thánh năng hiển hóa xong vậy sẽ dẫn dắt thân thể nhanh chóng từ đạo thể chuyển hóa thành thánh thể. Mà ngưng tụ thánh thể, cần tiêu hao đại lượng linh dược dược lực, không phải linh dược vạn năm, căn bản là không cách nào chống đỡ chuyển hóa làm thánh thể. Bởi vậy, muốn thành tựu thánh thể, cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải có hai bước. Bước đầu tiên, phải để thánh năng tiến thêm một bước, đạt tới cực hạn. Thậm chí có thể đạt tới tình trạng tùy thời hiển hóa, đến trình độ này, đó chính là tùy thời đều có thể thành tựu thánh thể. Bước thứ hai, đó chính là tìm được linh dược vạn năm do đó có đầy đủ dược lực linh dược, ngưng tụ ra thánh thể. Chỉ cần hai bước đều có thể đạt tới, vậy thì có thể thuận lý thành trương thành tựu thánh thể. Chỉ là, vô luận là bước đầu tiên hay là bước thứ hai, đều rất khó khăn. Bước đầu tiên, chỉ sợ phải ngăn cản chín thành chín võ giả. Cho dù là lôi đạo, cũng xa xa không có đem yên diệt chi thủ tăng cường đến cực hạn, càng không có khả năng tùy thời tùy chỗ hiển hóa. Mục đích hắn đi tới thánh ngân chi địa, chính là hy vọng có thể đem yên diệt chi thủ tăng cường đến cực hạn đạo thánh ngân thứ nhất, lôi đạo không có lĩnh ngộ gì. Để cho nhanh chóng đi về phía đạo thánh ngân thứ hai. Bên trong tựa hồ là thánh năng hỏa diễm, là thuộc tính hỏa, ngược lại là có hiệu quả giống như thánh năng của dịch vô cực. Nhưng vẫn không thể khiến lôi đạo xúc động, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, từng đạo thánh ngân của lôi đạo đi cảm ngộ, nhưng vẫn không có cảm xúc gì. Chẳng lẽ thánh ngân ở đây đều không thể khiến lôi đạo có lĩnh ngộ? Thánh có thể đến tình trạng lôi đạo bây giờ, hắn cũng liền còn có một lần cơ hội. Đó chính là tăng lên tới đạo thể cửu trọng, hắn còn có một lần cơ hội tiến vào nhục thân bổn nguyên, từ đó để Yên Diệt chi thủ lại tăng cường một chút. Nhưng sau khi tăng cường thì sao? Hiển nhiên, cho dù là Lôi Đạo hiện tại đã tăng lên tới đạo thể cửu trọng, Yên Diệt chi thủ của hắn cũng xa xa không có đến cực hạn. Lúc này, phải dựa vào Lôi Đạo lĩnh ngộ, đạo thứ 10, đạo thứ 11, đạo thứ 12, đạo thứ 13. Lôi Đạo chân càng lúc càng nhíu mày sâu, theo hắn xem xét từng đạo thánh ngân thứ 18, kết quả lại không thu hoạch được gì thời gian vẻn vẹn mới qua một ngày mà thôi, không có cảm ngộ, lôi đạo biết, cảm ngộ dựa vào vận khí, hơn nữa nói không rõ, ai cũng không biết tiến vào thánh ngân chi địa có cảm ngộ hay không. Có cảm ngộ mà nói, đó là may mắn, không có cảm ngộ cũng là bình thường. Không có cảm ngộ, vậy nhất định là phương pháp không đúng. Lôi đạo cho tới bây giờ cũng không tin vào vận khí. Nếu muốn thành tựu thánh thể, tuyệt không thể dựa vào vận khí. Cho dù là thức tỉnh thánh năng, cũng tuyệt không phải bởi vì vận khí. Cảm ngộ cũng như thế, không thể cảm ngộ là dựa vào vận khí. Không có cảm ngộ, vậy nhất định là phương pháp không đúng. Chỉ là, phải dùng phương pháp nào mới chính xác. Lôi đạo không biết, có thể ngay cả thánh địa cũng không rõ ràng. Phải nghĩ cách, lôi đạo nhớ lại, lúc trước thánh năng của hắn tăng cường, là tăng cường như thế nào? Tựa hồ mỗi một lần đều là tại lúc đánh vỡ gông cùm xiềng xích thân thể, dựa vào bí pháp cơ cấu hoàn mỹ, sau đó theo linh dược lực thẩm thấu vào sâu trong thân thể. Từ đó nhìn trộm đến bản nguyên, chỉ cần tiến vào trong bản nguyên lại có lượng lớn linh dược như vậy thánh năng có thể tăng cường nhưng biện pháp như vậy chỉ có thể hữu dụng khi đánh vỡ gông cùm xiềng xích nếu như không phải đánh vỡ gông cùm xiềng xích thân thể hơn nữa nhất định phải nhanh đặt tới viên mãn mới có thể có một tia cơ hội như vậy nhìn trộm đến bản nguyên loại biện pháp này hiển nhiên không thể sử dụng như vậy lôi đạo cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác trước đó hắn đã phát hiện lúc đại chiến giữa thánh năng và thánh năng dường như cũng có một chút chỗ tốt đối với thánh năng Dường như có thể kích thích thánh năng, nơi này có nhiều thánh ngân như vậy, có thể kích thích thánh năng hay không? Lôi đạo cảm thấy không có vấn đề gì, lúc trước khi hắn vừa mới bước vào thánh ngân chi địa. Trên thực tế yên diệt chi thủ trong cơ thể đã bị kích thích, chủ động hiển hóa ra, chủ động hộ chủ. Chỉ là, một đạo thánh ngân dường như không đủ, kích thích còn chưa đủ, như vậy liền hai đạo, ba đạo, thậm chí 18 đạo thánh ngân. Đến đây đi, thử một lần, Lôi đạo biết, một khi dẫn động 18 đạo thánh ngân đích xác sẽ tạo thành kích thích đối với yên diệt chi thủ của hắn. Nhưng cũng có thể tạo thành một ít thương tổn đối với hắn. Khí tức trong thánh ngân, đó chính là khí tức thánh năng mà mỗi một vị cường giả thánh thể lưu lại, đều là thánh năng hiển hóa, cường hãn đến cỡ nào. Cho dù chỉ là một tia khí tức, cũng đã vô cùng khó lường. Không cẩn thận sẽ bị trọng thương, thậm chí thánh năng cũng không cách nào tiến thêm một bước. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ lựa chọn dùng loại phương thức điên cuồng này kích thích thánh năng. Huống chi, còn có thể không có tác dụng gì, ngay cả lôi đạo cũng chỉ thử một phen mà thôi. nhưng đối với lôi đạo mà nói, bất kể như thế nào, thật vất vả mới đi tới thánh ngân chi địa này, dù sao cũng phải thử một lần. ông, sau một khắc, lôi đạo lập tức hành động, hắn thi triển yên diệt chi thủ, trực tiếp tới gần đạo thánh ngân thứ nhất. nhất thời, trong thánh ngân tản mát ra một cỗ khí tức đáng sợ, để sắc mặt lôi đạo đô trắng bệch, mà yên diệt chi thủ càng là điên cuồng cảnh báo. chỉ là cũng chỉ thế thôi. Yên Diệt chi thủ vẫn không có tiến thêm một bước, không đủ, vẻ mặt Lôi Đạo kiên định, lập tức bắt đầu tới gần đạo thánh ngân thứ hai. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Sau khi Lôi Đạo kích phát ra mười đạo thánh năng, luồng khí tức kinh khủng đó, ngay cả Lôi Đạo tựa như cũng có chút không chịu nổi. Không phải thân thể Lôi Đạo không gánh được, là Yên Diệt chi thủ không gánh được. Mặc dù trong những thánh ngân này, có vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức, nhưng khí tức mười đạo thánh ngân cộng lại, khủng bố cỡ nào? vậy tương đương với đối mặt với 10 vị cường giả thánh thể. Cho dù chỉ là khí tức, lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Bởi vậy, yên diệt chi thủ đã bị áp chế, ở sau lưng lôi đạo. Tạo thành một hình dáng cự trường, không còn khí thế chôn vùi tất cả, hủy diệt tất cả, phá diệt tất cả nữa. Thì ra, yên diệt chi thủ cũng không phải vô địch. Mặc dù lôi đạo rất rõ ràng, đặc tính yên diệt trong tay yên diệt hẳn là vô cùng đáng sợ, trong công phạt thánh năng, chỉ sợ là đứng hàng đầu. Có rất ít thánh năng có tính công phạt, có thể so sánh được với yên diệt chi thủ. Dù sao, yên diệt chi thủ chính là hai loại thánh năng liên phá dịch vô cực, thậm chí chém giết dịch vô cực. Nhưng so với thánh năng đã hiển hóa, đối mặt với khí tức của cường giả thánh thể, yên diệt chi thủ vẫn kém xa tít tắp. Cũng chính là những thánh ngân này, vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức mà thôi. Nếu thật sự đối mặt với cường giả thánh thể, chỉ sợ một vị, yên diệt chi thủ của lôi đạo sẽ mãi cho đến cực hạn. Thậm chí sẽ sụp đổ, người đạo thánh ngân hội tụ lại với nhau, mơ hồ áp chế yên diệt chi thủ của lôi đạo đến cực hạn. Thậm chí lôi đạo cũng có thể cảm giác được, đây quả thực đã là cực hạn. Chỉ là, còn chưa đủ, 11 đạo thánh ngân, âm, um, theo 11 đạo thánh ngân bị kích thích, nhất thời, đạo thánh ngân thứ 11 liền thành một cây rơm dạ cuối cùng đè sập lạc đà. Tay yên diệt rốt cuộc gánh không được, mơ hồ có dấu hiệu tán loạn, răng rắc, giống như là thủy tinh, lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể có thứ gì đó vỡ vụn. Sau một khắc, Lôi đạo như phúc trí tâm linh, ý thức của hắn nhanh chóng đắm chìm ở sâu trong thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, sâu trong thân thể tựa như có thứ gì đó đang vỡ vụn. Đó là bản nguyên tinh thể, cũng không biết qua bao lâu, trước mắt lôi đạo sáng tỏ thông suốt. Hắn thấy được một màn quen thuộc, lại gặp được từng viên tinh thể, vô cùng khổng lồ, vô cùng lóe sáng. Lôi đạo rất rõ ràng, mỗi một viên tinh thể, vậy đại biểu cho một loại thánh năng. Đây là đã đi tới bên trong bản nguyên nhục thân, đây là lần đầu tiên lôi đạo không có linh dược không vận chuyển bí pháp hoàn mỹ, không có đạo thể viên mãn, tiến vào trong bản nguyên thân thể. Răng rắc răng rắc, chỉ là âm thanh vỡ vụn kia giờ phút này lại trở nên vô cùng to lớn, lôi đạo tâm niệm vừa động, rất nhanh liền thấy được viên tinh thể quen thuộc kia, phía trên đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn. Khối tinh thể này đại biểu cho bàn tay chôn vùi thánh năng của lôi đạo. Theo yên diệt chi thủ tan vỡ, tinh thể cũng sẽ tan vỡ. Một khi tinh thể tan vỡ, như vậy lôi đạo sẽ không còn cách nào thức tỉnh yên diệt chi thủ nữa giờ phút này mặt ngoài tinh thể rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là vết dạn tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn lôi đạo hít một hơi thật sâu nhưng trong lòng lại rất hưng phấn mục đích của hắn đã đạt được lôi đạo một lần nữa mâm sát đến sinh mệnh bản nguyên đây chính là mục đích của lôi đạo tuy dùng loại biện pháp này vô cùng nguy hiểm có khả năng sẽ để cho yên diệt chi thủ triệt để tán loạn đều không thể ngưng tụ nữa nhưng cuối cùng vẫn đáng giá lôi đạo đi mạo hiểm hiện tại tinh thể bản nguyên của yên diệt chi thủ đã trồng chất vết thương mặt ngoài tinh thể hiện đầy các loại vết dạn tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn nhưng lôi đạo cũng không nóng này hiện tại đã tiến vào trong bản nguyên như vậy để tinh thể khôi phục thậm chí để yên diệt chi thủ tiến thêm một bước cũng không còn phiền phức nữa vù, gần như trong nháy mắt lôi đạo đã tiến vào trong tinh thể hắn nhìn thấy một điểm sáng màu trắng đó chính là bản nguyên chính là bàn tay của thánh năng yên diệt lôi đạo hít một hơi thật sâu ý thức mạnh mẽ kéo dài vào trong đoàn ánh sáng này âm um, sau một khắc lôi đạo, kích hoạt, thánh năng, thậm chí, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, thánh năng đang nhanh chóng tăng cường. Không phải bổn nguyên tăng cường, mà là lôi đạo có thể điều động lực lượng thánh năng tăng cường. Chính là từng bước một, để cho chùm sáng trong tinh thể hoàn toàn hiển hóa ra, như vậy chính là hiển thánh chân chính, thành tựu thánh thể. Lôi đạo hiểu rất rõ, cái gọi là cảm ngộ, chính là để cho người ta có thêm một cơ hội tiến vào nhục thân bản nguyên. Chỉ có tiến vào bản nguyên, mới có thể kích thích thánh năng tăng cường. Có thể hiển hóa càng nhiều, khoảng cách hiền thánh càng tiến một bước cho đến nay lôi đạo đã tiến vào bản nguyên mấy lần mà mỗi lần tiến vào thánh năng liền cường đại một phần những thánh tử kia trên cơ bản đều là đến đạo thể cửu trọng mới thức tỉnh thánh năng mà lôi đạo thì sao hắn hiện tại đều mới chỉ có đạo thể bắt trọng hắn thức tỉnh thánh năng thời gian rất sớm bởi vậy tính toán ra trên thực tế thánh năng của lôi đạo đã không kém nhưng còn chưa đủ khoảng cách hiền thánh còn có một khoảng cách rất dài theo lôi đạo nhìn trộm được bản nguyên một lần nữa tiến vào trong bản nguyên tinh thể cũng nhanh chóng khôi phục mà sau lưng lôi đạo bàn tay vốn đã sắp tán loạn kia trong nháy mắt đã ngưng tụ lại thậm chí đường nét càng thêm rõ ràng lực lượng chôn vùi cũng càng thêm khổng lồ điều này có nghĩa là yên diệt chi thủ thật sự trở nên mạnh mẽ âm um, sau một khắc ý thức của lôi đạo hoàn toàn rời khỏi bản nguyên sinh mệnh bá lôi đạo mở mắt trong mắt lóe lên một đạo thần mang thánh ngân quả nhiên hữu dụng chỉ tiếc 18 đạo thánh ngân đã không thể để cho ta lần nữa tiến vào bản nguyên. Trừ phi, có thể tiến vào thánh ngân chi địa của thánh địa khác, có lẽ có thể để cho ta tiến vào trong bản nguyên lần nữa. Lôi đạo có chút động tâm, thậm chí trong lòng còn có chút dự định. Tăng yên diệt chi thủ lên, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, thậm chí bước đầu tiên cũng không có đi hết. Lôi đạo hiểu rất rõ, hiển thánh không phải dễ dàng như vậy. Hắn lại cẩn thận tra xét mỗi một đạo thánh ngân, những thánh ngân này đều ẩn chứa thánh năng chân chính hiển thánh. Lôi đạo cũng dần dần có một tia tâm đắc, thì ra, nếu muốn triệt để hiển thánh, còn cần một con đường của mình. Khi thánh năng tăng cường đến cực hạn thì không thể tăng cường nữa. Lúc đó, cần một con đường, một con đường cường đại mới có thể hiển hóa thánh năng. Con đường kia, hoặc là nói, hẳn là tín niệm. Có rất nhiều loại tín niệm, cũng có rất nhiều loại biện pháp. Mỗi một vị cường giả thánh thể đều đi con đường khác nhau, đều dùng tín niệm khác nhau, như vậy nếu Lôi đạo muốn hiển thánh, hắn nên đi con đường nào? Hoặc là nói, Lôi đạo có bao nhiêu tín niệm, phải là tín niệm kiên định nhất, tín niệm không thể phá vỡ mới có thể hiển thánh, bằng không mà nói, bất quá là tăng thêm chê cười mà thôi. Lôi đạo từng lần một để tay lên ngực tự hỏi, tín niệm của hắn là cái gì? Tín niệm mạnh nhất của hắn là cái gì? Hắn phải đi con đường như thế nào? Thậm chí, đi con đường gì, cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng đến thánh thể ngưng tụ. Những điều này đều là Lôi đạo mơ hồ hiểu được từ trong 18 đạo thánh ngân. Những thánh ngân này, trên thực tế ẩn chứa rất nhiều tin tức đều là tin tức liên quan tới thánh thể, chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra. Lôi đạo không thể nghi ngờ là triệt để hiểu ý. "Con đường của ta." Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm, hắn để tay lên ngực tự hỏi, trong đầu hiện lên một ý niệm, từ lúc trước ở Lôi gia bảo mắc bệnh lao phổi, lại đến chậm rãi luyện võ thành tự ngoại công đỉnh phong, cực hạn thân thể, thậm chí trở thành luyện thể tông sư, vân vân. Một đường quật khởi từ Lôi gia bảo, cuối cùng chế bá cự Liễu quốc, thậm chí chế bá cả đại lục cho dù là xuyên qua biển tử vong mênh mông đi tới hải loa đảo đi tới nguyên châu lôi đạo trải qua thiên tân vạn khổ không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ rốt cục dựa vào cố gắng của mình thành tựu bán thánh thậm chí thánh thể có hy vọng tín nhiệm của hắn là gì mạng sống luyện võ quyền thế tất cả đều không phải dần dần ánh mắt lôi đạo càng ngày càng sáng trên người hắn loáng thoáng tản mắt ra một cỗ khí thế một cỗ khí thế quen thuộc mà xa lạ vô địch ý cảnh đây là ý cảnh vô địch của lôi đạo lúc ẩn nước cự liễu lôi đạo gần như chưa hề bại trận bởi vậy mới có ý cảnh vô địch chỉ là sau khi tới nguyên châu mặc dù vẫn bách chiến bách thắng nhưng ý cảnh vô địch cũng dần dần mất đi tác dụng mà bây giờ ý cảnh vô địch lại xuất hiện một lần nữa đây là bởi vì lôi đạo đã tìm được tín nhiệm của hắn tìm được tín nhiệm kiên trì nhất ở sâu trong nội tâm của hắn hoặc là nói tìm được con đường của hắn hắn muốn đi con đường vô địch vô địch lộ chỉ có đi qua con đường vô địch có được tín nhiệm vô địch mới có thể tại lúc yên diệt chi thủ đạt tới cực hạn, đem yên diệt chi thủ triệt để hiển hóa ra, từ đó đạt tới tình trạng hiển thánh. Đây là con đường lôi đạo, không thay đổi được, giống như 18 đạo thánh ngân này, trên thực tế bên trong mỗi một đạo thánh ngân đều ẩn chứa một con đường. Mỗi một vị thánh thể đều có một con đường đặc biệt của riêng mình. Đi không lại, vậy cả đời cũng đừng nghĩ hiển thánh, cả đời cũng đừng nghĩ thành tựu thánh thể. Đi qua, đó chính là vùng đất bằng phẳng, gần như đã bước vào cánh cửa thánh thể. Chỉ là lôi đạo phải đi con đường vô địch lại vô cùng gian khổ bởi vì hắn nhất định phải vô địch bán thánh đây là khó khăn cỡ nào dịch vô cực chỉ là đệ nhất thánh tử trong ngũ đại thánh địa ở trong ngũ đại thánh địa còn có một số bán thánh bế tử quan những bán thánh kia tùy thời đều có thể liều mạng hơn nữa thậm chí một loại thánh năng không cách nào hiển thánh dứt khoát liền thức tỉnh loại thứ hai thậm chí loại thứ ba thánh năng chỉ là bởi vì đại nạn sắp xảy ra bởi vậy bế tử quan ở trong thánh địa sẽ không dễ dàng hoạt động ở bên ngoài mà thôi đây chính là nội tình của thánh địa. Nếu lôi đạo muốn chân chính bước ra một con đường vô địch, có được niềm tin vô địch chân chính, vậy chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh. Hoàn toàn đánh ra tín niệm vô địch, cũng hoàn toàn đánh ra con đường vô địch của mình. Điều này vô cùng khó khăn, một khi thất bại, lôi đạo gần như là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ, thậm chí tín niệm sụp đổ, vĩnh viễn cũng đừng hỏng hiền thánh thành thánh thể. Nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất của lôi đạo, là con đường hắn nhất định phải đi qua để đạt tới thánh thể. Tuy nhiên, Mặc dù thực lực Lôi Đạo rất mạnh, bây giờ Yên Diệt chi thủ lại tăng cường thêm mấy phần, cho dù gặp được dịch vô cực thời kỳ toàn thịnh, Lôi Đạo cũng vẫn có tự tin chém giết hắn. Chỉ là, nếu muốn vô địch, vậy còn xa xa không đủ. Ít nhất, bây giờ thực lực của Lôi Đạo không đủ. Hắn còn kém một chút, tu vi kém một chút, đạo thể bát trọng nghịch chảm bán thánh, nghe tựa hồ rất rung động, nhưng cái này cũng không thể che giấu Lôi Đạo là đạo thể bát trọng. Hắn vẻn vẹn chỉ là đạo thể bát trọng mà thôi, nếu hắn muốn đi con đường vô địch Vậy phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Ít nhất thực lực phải tăng lên, đạo thể cửu trọng nhất định phải đạt tới, Lôi đạo rất rõ ràng, bí pháp đạo thể cửu trọng thượng thừa, quá ít quá ít, muốn gom góp mười mấy môn, trong thời gian ngắn cơ hồ không có khả năng. Nếu như thời gian dài một chút, ngược lại là có thể. Nhưng Lôi đạo lại không muốn chờ lâu như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, thái dịch thánh địa cũng sẽ không cho Lôi đạo thời gian lâu như vậy. Mặc dù hiện tại thực lực Lôi đạo đã rất mạnh, tự hỏi có thể ứng phó bất luận khiêu chiến gì nhưng vẫn phải chuẩn bị chu đáo. Nhưng chuyện bí pháp, lôi đạo tự nhiên có biện pháp, dù là nhẫn nhịn một lần nữa, sử dụng công năng thôi diễn, hắn cũng có thể nhanh chóng đạt tới một môn bí pháp đạo thể cửu trọng hoàn mỹ. Mặc dù lôi đạo đã hạ quyết tâm, không còn tùy tiện sử dụng công năng thôi diễn. Nhưng giờ phút này mũi tên đã lên dây, lại không thể không bắn. Bí pháp hoàn mỹ có thể giải quyết, mà linh dược 9.000 năm thì sao? Cho dù là phát động toàn bộ lực lượng của Nguyên Châu Thương hội Liên minh đi tìm linh dược 9.000 năm, chỉ sợ ngay cả một gốc cũng không có được. Người đại thương hội tuy rằng cũng từng được linh dược 9.000 năm, nhưng đã sớm sử dụng. Hơn nữa, Liên minh thương hội Nguyên Châu muốn thu hoạch được linh dược 9.000 năm, cũng phải dựa vào vận khí, cơ duyên thích hợp. Mới có thể đạt được, lôi đạo cần 9.000 năm linh dược, không phải một gốc hai gốc, mà là ít nhất mười mấy gốc 9.000 năm linh dược, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn gom góp. Đây là chuyện tương đối phiền phức, tương đối khó khăn. Chỉ có thánh địa mới có năng lực trong thời gian ngắn như vậy, gom góp những linh dược 9.000 năm này. Dù sao thánh địa có linh dược viên chuyên môn, thậm chí ngay cả linh dược vạn năm cũng có thể bồi dưỡng, chỉ là tương đối khó khăn mà thôi. Vạn năm niên đại trở xuống linh dược, thánh địa nhất định có, hơn nữa số lượng còn không ít. Nếu không, thánh địa dựa vào cái gì sẽ có nhiều đệ tử cùng trưởng lão đạo thể cửu trọng như vậy? Chỉ là, muốn đả động thánh địa, lại không phải dễ dàng như vậy. Cho dù lôi đạo cảm thấy huyền không tử có thiện ý với hắn, nhưng cũng không thể để huyền không tử đưa cho hắn hơn 10 gốc linh dược 9.000 năm, cho dù là huyền không tử cũng không làm chủ được như vậy. Dù sao, thiên lụy tới mười mấy gốc linh dược 9.000 năm, lôi đạo cũng phải trả thù lao tương ứng, hoặc là nói, là giao dịch, chỉ là, trên người lôi đạo có thứ gì có thể trị giá hơn 10 gốc linh dược 9.000 năm. Ánh mắt lôi đạo híp lại, dần dần trong đầu hắn dần dần xuất hiện một ý niệm, hoặc là nói, linh quang lóe lên, lôi đạo đã có biện pháp. Chỉ là, quyết định này lại rất khó. Hắn tin tưởng, một khi xuất ra cái thẻ đánh bạc này làm giao dịch, cho dù là linh lung thánh địa đều nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là món đồ kia quá quý giá, không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi đạo sẽ không dùng để giao dịch. Nhưng nếu Lôi đạo muốn trong thời gian ngắn đột phá tới đạo thể cửu trọng, cũng chỉ có thể lấy ra món đồ kia giao dịch, nắm chắc hiện tại mới là quan trọng nhất. Một khi Lôi đạo thành công đi con đường vô địch, có được tín niệm vô địch, thậm chí thành tựu thánh thể, trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Trong lòng Lôi đạo đã hạ quyết tâm, thế là Bỗng nhiên đứng dậy, mặc dù hắn còn có thể ở Thánh Ngân Chi Địa mang theo hai ngày thời gian, nhưng đã tăng cường qua một lần yên diệt chi thủ, lại tiếp tục ở trong Thánh Ngân Chi Địa cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lôi Đạo dứt khoát trực tiếp rời khỏi Thánh Ngân Chi Địa, đồng thời cho người đi thông báo cho Huyền Không Tử. Hắn có một chuyện rất quan trọng cần phải tự mình trao đổi với Huyền Không Tử. Trong động phủ của Huyền Không Tử, Lôi Đạo và Huyền Không Tử đều ngồi xuống. Huyền Không Tử quan sát kỹ càng Lôi Đạo, sau đó lắc đầu nói: "Lôi huynh, lúc này mới vẻn vẹn một ngày người có thể ở lại thánh ngân chi địa ba ngày cho dù không có lĩnh ngộ gì cũng kiên nhẫn nhiều một chút nói không chừng khi nào đó linh quang lóe lên sẽ có lĩnh ngộ nguyên lai like, huyền không tử còn tưởng rằng lôi đạo ở trong thánh ngân chi địa không có tham ngộ gì lúc này mới vội vội vàng vàng rời khỏi thánh ngân chi địa nhưng huyền không tử lại biết tác dụng của thánh ngân chi địa này có thể ở bên trong bao lâu thời gian thì ở lại bấy nhiêu cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bỏ lỡ thì không có lôi đạo cười nói ta đã lĩnh ngộ được một chút, 18 đạo thánh ngân của linh lung thánh địa đã không còn tác dụng quá lớn đối với ta nữa, bởi vậy, ngốc một ngày hay là ngốc ba ngày, đều không có gì khác nhau. Có lĩnh ngộ, vậy thì chúc mừng lôi huynh, huyệt không tử có chút khiếp sợ, thánh ngân chi địa tuy rằng rất kỳ lạ, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể có lĩnh ngộ. Lôi đạo chỉ dùng một ngày thời gian là có thể có lĩnh ngộ, đích thật là có chút không thể tưởng tượng. Tuy nhìn dáng vẻ, lôi đạo không đạt tới trình độ hiển thánh, nhưng chỉ cần có lĩnh ngộ, vậy đại biểu thánh năng của lôi đạo lại tăng cường một chút mà thánh năng trước đó của lôi đạo đã đủ cường đại thậm chí có thể lấy một địch hai liên tiếp phá hai loại thánh năng của dịch vô cực giết dịch vô cực hiện tại lại tăng cường một chút chẳng phải là càng mạnh hơn đúng rồi không biết lôi huynh tìm ta có chuyện gì lôi đạo trầm ngâm trong chốc lát sau đó ngẩng đầu trong mắt lóe lên một tia tinh mang trầm giọng nói ta đã tìm được con đường thành thánh rồi lôi huynh tìm được con đường thành thánh rồi Huyền Không Tử bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Điều này thật sự quá chấn kinh, quả thực so với Lôi Đạo chém giết dịch vô cực còn muốn khiếp sợ hơn, Huyền Không Tử thân là đệ nhất Thánh Tử Linh Lung Thánh Địa, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Lôi Đạo theo như lời tìm tới con đường thành thánh ý nghĩa như thế nào. Vậy có nghĩa là, thành tựu thánh thể không chỉ có phương hướng, mà là có một con đường quang minh. Chỉ cần dọc theo con đường này đi tiếp, đi đến cuối cùng, như vậy liền có thể hiển thánh, thành tựu thánh thể. Đây là ước mơ của bao nhiêu bán thánh Muốn đạt tới cảnh giới, nhưng có thể tìm được con đường thành thánh của mình lại rất ít bán thánh. Có thể tìm được con đường thành thánh hay không, cùng thức tỉnh tập trung thánh năng không có quan hệ gì. Rất nhiều người cho dù đã thức tỉnh ba loại thánh năng thậm chí là càng nhiều hơn, cũng không thể tìm được con đường thành thánh, cuối cùng chỉ có thể đại nạn tiến đến, không lưu lại một lời tiếc nuối. Có ít người thì là một con đường đi đến cuối cùng, cho dù chỉ thức tỉnh một loại thánh năng, thậm chí bản thân đều không có đạt tới đạo thể cửu trọng, liền có thể tìm tới con đường thành thánh. Hiển nhiên, lôi đạo chính là như vậy, bản thân mới chỉ là đạo thể bắt trọng, lại đã tìm được con đường thành thánh. Đây cũng không phải chuyện đùa, một khi đến một bước này, cho dù là thánh tôn cũng sẽ không khinh thường. Thậm chí, thánh tôn còn sẽ coi bán thánh như vậy là cùng thế hệ để đối đãi. Đừng nhìn Huyền Không tử ở Linh Lung Thánh Địa chính là đệ nhất thánh tử, cũng là bán thánh, nhưng hắn còn xa xa không thể tìm được con đường thành thánh của hắn, đến nay vẫn là một đoàn rối loạn, không có chút đầu mối nào. Không nghĩ tới Lôi Đạo lại đi tới trước mặt hắn, hơn nữa còn vượt xa hắn. Trong lúc nhất thời, tâm tình Huyền Không Tử cũng rất phức tạp. Nhưng mà, Huyền Không Tử trung quy vẫn là bán thánh, cũng là đệ nhất thánh tử Linh Lung Thánh Địa, hắn rất nhanh liền bình phục lại nỗi lòng, nhìn Lôi Đạo, trầm giọng nói, "Chúc mừng Lôi huynh, có thể tìm được con đường thành thánh của mình, như vậy ở trên thành tựu thánh thể chính là con đường thanh thang. Một đường bằng phẳng, sẽ không còn bất kỳ hoang mang nào nữa. Chỉ cần kiên định đi tiếp, nhất định sẽ thành tựu thánh thể." Huyền không tử hâm mộ, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có chút cao hứng. May mắn, quan hệ giữa hắn và Lôi đạo rất tốt. Thậm chí, hắn còn chống đỡ được một ít áp lực, điểm này, Lôi đạo rất rõ ràng. Một khi Lôi đạo ngày sau thành tựu thánh thể, vậy đối với Huyền không tử khẳng định có chỗ tốt lớn lao. Lôi đạo hít một hơi thật sâu nói, "Tuy ta đã tìm được con đường thành thánh của mình, nhưng Huyền không tử nên biết, con đường này không phải là một con đường bằng phẳng thật, vẫn có rất nhiều phiền phức." Bởi vì con đường ta phải đi là con đường vô địch. Ta muốn tích lũy tín niệm vô địch, từ đó trùng kích thánh năng, để thánh năng hiện ra triệt đề. Điều này cần phải chuẩn bị tốt toàn bộ phương vị, ta nhất định phải nhanh chóng tăng lên đạo thể cửu trọng. Bởi vậy, ta cần huyền không tử trợ giúp, hiện tại ta thiếu nhất chính là 9.000 năm linh dược. Lôi đạo ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm huyền không tử. Hắn cũng không có dấu giếm bao nhiêu, trực tiếp nói ra mục đích của hắn. Lôi đạo cần 9.000 năm linh dược, mà 9.000 năm linh dược chỉ có thánh địa mới có thể gom đủ trong thời gian ngắn chỉ là ánh mắt huyền không tử lại hơi ngưng tụ lôi huynh người muốn đi chính là con đường vô địch không sai con đường vô địch này cũng không dễ đi trên thực tế trong năm đại thánh địa có một ít bán thánh đã từng đi lên con đường vô địch nhưng cuối cùng đều thất bại một khi con đường vô địch thất bại một lần vậy thì công sức đổ sông đổ biển không còn khả năng hiển thánh huyệt không tử hiển nhiên có chút hiểu biết đối với con đường vô địch rất nhiều bán thánh đều phải đi ra một con đường độc nhất vô nhị của mình. Trong đó, kỳ thật con đường vô địch vẫn tương đối phổ biến. Dù sao, một khi con đường vô địch thành công, vậy thì tích xúc tín niệm to lớn, dựa vào cỗ tín niệm này, đủ để cho thánh năng hiển hóa. Chỉ là, tuy rằng tương đối phổ biến, nhưng người chân chính lựa chọn đi con đường này lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù có, vậy cũng đều thất bại, con đường vô địch không phải dễ đi như vậy. Thất bại một lần, liền phí công nhọc sức, huống chi, 9.000 năm linh dược, cho dù là ta, cũng chỉ có một gốc. Một gốc này, ta có thể tặng cho lôi huynh, nhưng còn lại, ta cũng lực bất tòng tâm. Huyền không tử lắc đầu, 9.000 năm linh dược, thánh địa hoàn toàn chính xác có, nhưng người bình thường há có thể có được. Cho dù là đệ nhất thánh tử như hắn, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có một gốc mà thôi. Lôi đạo tắc lắc đầu nói, huyền không tử hiểu lầm rồi, ta không muốn trực tiếp lấy linh dược, huống chi một cây cũng không đủ, ta muốn 15 cây linh dược 9.000 năm. Nhưng mà, ta có thể dùng đồ vật để giao dịch. Giao dịch, lôi huynh có bảo vật gì? Trên thực tế huyền không tử không thể nào tin được. Thánh địa có bảo vật gì mà không có? 15 gốc 9.000 năm, đó quả thực là khó có thể tưởng tượng. Lôi đạo có thể lấy ra bảo vật gì để giao dịch? Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, một gốc linh dược vạn năm thì sao? Cái gì, linh dược vạn năm? Huyền không tử mở to hai mắt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Linh dược vạn năm, đây chính là linh dược vạn năm coi như là huyền không tử cũng phải dùng đến linh dược vạn năm. Là linh dược vạn năm mà tất cả võ giả cửu trọng, bán thánh đều coi như chân bào. Nguyên nhân rất đơn giản, dược lực của linh dược vạn năm có thể ngưng tụ thánh thể. Nếu muốn thành tựu thánh thể, như vậy linh dược vạn năm ắt không thể thiếu. Chỉ có dược lực của linh dược vạn năm mới có thể tái tạo thân thể, ngưng tụ đạo thể. Lôi huynh, ngươi không nên nói giỡn, nếu thật sự có linh dược vạn năm, ngươi cần gì giao dịch linh dược 9.000 năm? Huyền không tử cười khổ nói có vạn niên linh dược, đều có thể trực tiếp nuốt vạn niên linh dược. Căn bản không cần lại đi giao dịch 9.000 năm linh dược, như thường có thể đột phá đạo thể cửu trọng. Lôi đạo lắc đầu, ta nói đến vạn niên linh dược, là một gốc vạn niên linh dược chưa hoàn toàn thành thục. Trong linh nguyên thánh địa, còn mấy chục năm nữa mới hoàn toàn thành thục. Một gốc vạn niên linh dược chưa hoàn toàn thành thục, giao dịch 15 gốc 9.000 năm linh dược, tin rằng linh lung thánh địa sẽ không cự tuyệt chứ. Lôi đạo trực tiếp nói, hắn biết rõ, khoản giao dịch này đối với linh lung thánh địa mà nói đây tuyệt đối là kiếm lớn linh dược chín ngàn năm mặc dù rất khó có được nhưng nội tình thánh địa thâm hậu tích lũy đông đảo 15 cây linh dược chín ngàn năm vẫn có thể lấy ra nhưng mà linh dược vạn năm thì lại khác linh dược vạn năm có liên quan mật thiết đến thánh thể cho dù là thánh địa muốn bồi dưỡng một gốc linh dược vạn năm cũng không phải dễ dàng như vậy dù sao không chỉ có thời gian rất dài hơn nữa linh dược vạn năm giống trồng cũng rất khó có được nếu quả thật là linh dược vạn năm, sau khi ta bẩm báo tông chủ, hẳn là có thể đổi. Huyệt không tử cắn răng nói, nếu thật sự có linh dược vạn năm, vậy thì vẫn là một công lớn đối với thánh địa. Linh lung thánh địa có thể tùy thời đi linh nguyên thánh địa kiểm tra thực hư. Kiểm tra thực hư thì không cần, ta tin tưởng lôi huynh, tin tưởng tông chủ cũng tin tưởng lôi huynh. Huyệt không tử ngược lại rất tin tưởng lôi đạo, dù sao, lôi đạo đã tìm được con đường của mình, đó là bán thánh đỉnh tiêm sắp thành tựu thánh địa nói chuyện tự nhiên tính toán. Huống chi, nhiều năm như vậy, ngũ đại thánh địa còn chưa bao giờ xuất hiện người dám lừa gạt thánh địa. Lôi đạo cũng không ngoại lệ. Lôi đạo gật đầu, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, hắn tin tưởng, linh lung thánh địa sẽ đáp ứng. Sau đó, huyền không tử rời đi, đi xin chỉ thị của tông chủ thánh địa. Liên lụy tới 15 gốc linh dược 9.000 năm, hắn cũng không cách nào làm chủ. Thời gian trôi qua từng chút một, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ước chừng qua năm canh giờ, thậm chí sắc trời đã tối xuống, rốt cục, huyền không tử đã trở về. Huyền không tử mang trên mặt nụ cười, hơn nữa, khi huyền không tử trở về, trên người còn mang theo 15 gốc linh dược, đó đều là linh dược 9.000 năm. Lôi huynh, thánh địa đã đồng ý giao dịch, đây là 15 gốc linh dược 9.000 năm, ta sẽ theo lôi huynh đi hồng vận thành, tận mắt nhìn thấy gốc linh dược vạn năm kia, cũng làm cho thánh địa an tâm. Ha ha, cực tốt, huyền không tử có thể tới hồng vận thành làm khách, đó là cực tốt việc này không nên chậm trễ, ta chuẩn bị rời khỏi Linh Lung Thánh Địa, trở về Hồng Vận Thành. Lôi đạo thu 15 gốc linh dược 9.000 năm vào. Hắn không có dự định ở trong Linh Lung Thánh Địa sử dụng những linh dược này. Dù sao, nơi này là Thánh Địa, là địa bàn của người khác. Cho dù lôi đạo muốn sử dụng những linh dược này, cũng sẽ trở về Hồng Vận Thành, trở về Linh Nguyên Thánh Địa. Chỉ có địa bàn của mình mới an toàn nhất. Đúng rồi, ta cũng có một gốc linh dược 9.000 năm, tặng cho lôi huynh, xin lôi huynh không nên chối từ hiện tại ngươi nên dùng. Chuyện này, lôi đạo nhìn gốc linh dược 9.000 năm trước mắt. Đây là của huyền không tử. Ha ha, những lôi huynh cảm thấy thua thiệt. Vậy sau này lôi huynh thành tựu thánh thể, đưa ta 10 cây 8 cây linh dược vạn năm cũng không sao. Ha ha ha. Huyệt không tử chỉ là một câu nói đùa, nhưng lôi đạo lại ghi tạc trong lòng. Nếu thật có một ngày kia, cho dù thực dâng lên 8 cây linh dược vạn năm thì như thế nào? Huyền không tử đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lôi đạo tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Hồng vận thành, linh nguyên thánh địa hiện tại hồng vận thành có trần thị gia tộc có hồng vận thương hội nhưng tổng bộ của nguyên châu thương hội liên minh lại không ở hồng vận thành hoặc là nói cũng coi là hồng vận thành nhưng lại là trong linh nguyên thánh địa trong hồng vận thành đây là hai nơi hoàn toàn khác biệt thiết lập tổng bộ liên minh thương hội nguyên châu ở trong linh nguyên thánh địa có thể để cho người đại thương hội hoàn toàn an tâm giờ phút này đám người lôi đạo và nguyên lão tổ còn mang theo huyền không tử rốt cục về tới linh nguyên thánh địa vừa về tới linh nguyên thánh địa đám người tuyết uyên vội vã chạy đến sau khi tuyết uyên nhìn thấy lôi đạo bình yên vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng có chút oán giận nói đạo huynh đệ mấy ngày trước mới truyền đến tin tức người đại triển thần uy ở thánh yến chém giết thánh tử của thánh địa không biết có việc này không có tin tức truyền đến không sai biệt lắm chứ cái gì người thật sự chém giết thánh tử tuyết uyên cảm thấy có chút lo lắng thánh tử há lại dễ dàng chém giết như vậy một khi chém giết thánh tử thánh địa há sẽ từ bỏ ý đồ tuyết uyên yên tâm đi không có đại sự gì vị này chính là đệ nhất thánh tử huyền không tử của linh lung thánh địa hắn theo ta trở về linh nguyên thánh địa chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì hay sao tuyết uyên gật đầu đây cũng là sự thật có một vị thánh tử của thánh địa đi theo quả thực có thể khiến người ta yên tâm được rồi ta mang huyền không tử đi thánh địa lôi đạo trấn an tuyết uyên một phen sau đó liền dẫn huyền không tử đi tới dược viên của linh nguyên thánh địa từ xa huyền không tử đã thấy được gốc linh dược vạn năm trong dược viên hắn nhìn chòng chọc vào gốc linh dược kia trong ánh mắt đều hiện lên một tia dị mang sợ hãi than thật là linh dược vạn năm không thể tưởng tượng nổi linh nguyên thánh địa không hổ đã từng là thánh địa quả thật có linh dược vạn năm hơn nữa xem ra cũng thật sắp thành thục nhiều nhất qua mấy chục năm nữa là có thể triệt để thành thục huyền không tử cảm thấy rất hài lòng chỉ cần thật sự có linh dược vạn năm như vậy khoản giao dịch này đối với linh lung thánh địa mà nói liền một chút cũng không lỗ thậm chí là kiếm lớn huyền không tử có vừa lòng không Lôi đạo cười hỏi, hài lòng, đương nhiên hài lòng, quả thật là vạn niên linh dược, lôi huynh chỉ giao dịch 15 gốc linh dược 9.000 năm, ngược lại có chút đáng tiếc. Huyền không tử cũng ăn ngay nói thật, nếu như là hắn, chắc chắn sẽ không lựa chọn giao dịch. Dứt khoát cũng chỉ là mấy chục năm mà thôi, chờ một chút là được, dù sao võ giả đạo thể bắt trọng, khẳng định còn có mấy trăm năm tuổi thọ. Huống chi lôi đạo còn rất trẻ tuổi, tuổi thọ có khả năng càng dài. Nhưng huyền không tử cũng không biết tình huống lôi đạo, Lôi đạo mặc dù là đạo thể bát trọng, nhưng trên thực tế chỉ còn lại có hơn 200 năm tuổi thọ, mặc dù cũng coi như rất dài, nhưng lôi đạo trước mắt gặp phải thái dịch thánh địa uy hiếp. Không đợi được mấy chục năm thời gian dài rằng giặc như vậy. Huống chi, lôi đạo đã tìm được con đường của hắn, hắn có con đường thành thánh. Dùng một gốc linh dược vạn năm chưa thành thục, đổi lấy thực lực tăng lên tới đạo thể cửu trọng, thậm chí có thể sớm một bước thành tựu thánh thể, đến tột cùng là thua thiệt hay là kiếm lời, ai có thể nói rõ ràng. Nhưng hiển nhiên, lôi đạo lựa chọn mau chóng đêm dài lắm mộng ai cũng không nói rõ được ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì huống chi là thời gian mấy chục năm lôi đạo không đợi được tốt hiếu huyền không tử đã hài lòng vậy ta cũng yên tâm ngươi ở lại linh nguyên thánh địa thêm mấy ngày thế nào mọi thứ trong linh nguyên thánh địa ngươi đều có thể xem thật kỹ ha ha vậy thì cầu còn không được linh nguyên thánh địa tốt xấu gì cũng đã từng là thánh địa nếu đã tới phải xem thật kỹ một chút huyệt không tử cũng không định rời đi ngay bây giờ vì vậy, lôi đạo để nguyên lão tổ bồi tiếp huyền không tử, hắn thì trực tiếp quay trở về mật thất linh nguyên thánh địa bế quan. Vẫn là ở trong linh nguyên thánh địa để lôi đạo yên tâm. Linh nguyên thánh địa mới là địa bàn của lôi đạo. Bá, lôi đạo lấy ra 16 gốc linh dược 9.000 năm. Trong đó một gốc linh dược là huyền không tử lấy thân phận cá nhân tặng cho lôi đạo. Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lôi đạo cũng nhớ kỹ trong lòng. Đạo thể cửu trọng, lôi đạo thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Bất quá, muốn thành tựu đạo thể cửu trọng, vậy trước tiên cần phải có được một môn bí pháp hoàn mỹ, dựa vào trồng lên, đó là không có khả năng. Lôi đạo vẻn vẹn chỉ có một môn bí pháp đạo thể cửu trọng thượng thừa, làm sao điệp ra ra bí pháp hoàn mỹ đạo thể cưu trọng. Về phần thu thập, dựa vào con đường liên minh thương hội Nguyên Châu, căn bản không khả năng thu thập được bí pháp đạo thể tầng 9 thượng thừa, bằng không, lần trước cũng sẽ không không thu hoạch được gì. Ngay cả một môn bí pháp đạo thể cửu trọng thượng thừa duy nhất, cũng là hạ lễ đến từ huyền không tử. Vốn ta đã dự định không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng công năng thôi diễn, nhưng hiện tại chính là tình huống vạn bất đắc dĩ, Thái Dịch Thánh Địa. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm, trên thực tế, lúc này đây không có người bức bách hắn, là lôi đạo tự mình bức bách chính mình. Thái Dịch Thánh Địa còn không có bất cứ động tĩnh gì, lôi đạo cứ như vậy gấp gáp chuẩn bị thôi diễn. Xét đến cùng, vẫn là lôi đạo đã tìm được con đường thành thánh, hắn muốn đi chính là con đường vô địch, vậy hắn nhất định phải nhanh chóng đạt tới đạo thể cửu trọng. Chỉ là một khi thôi diễn, đây chính là tiêu hao 200 năm tuổi thọ, đến lúc đó, lôi đạo cũng chỉ còn lại có 30 năm tuổi thọ, nếu như lại tăng thêm trăm năm tuổi thọ, vậy chính là 130 năm. Tuổi thọ 130 năm, có thể làm gì? Hành động hôm nay của lôi đạo, đó mới thật sự là đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không? Chỉ còn lại có tuổi thọ 130 năm, đến lúc đó, lôi đạo còn phải thành công đi con đường vô địch, tuyệt đối không thể thất bại, một khi thất bại liền phải phí công nhọc sức. Hơn nữa, vẫn phải tìm linh dược vạn năm, nếu không, căn bản là không có cách nào ngưng tụ thánh thể. Nhìn thái độ của linh lung thánh địa đối với linh dược vạn năm liền biết, trên thực tế coi như ở trong thánh địa, linh dược vạn năm cũng tuyệt đối là tài nguyên, chiến lược, vô cùng thưa thớt, thậm chí thánh địa không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đạt được linh dược vạn năm. Lôi đạo đến lúc đó muốn tìm được một gốc linh dược vạn năm cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà những thứ này đều phải hoàn thành trong vòng 130 năm. Nếu không, đại nạn tuổi thọ vừa đến, lôi đạo cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Điều này tương đương với lôi đạo lại trở về tình huống lúc trước thân mang ho lao, chỉ có điều, số tuổi thọ trên mặt chữ phải nhiều hơn rất nhiều lần, đạt đến 130 năm mà thôi. Thôi diễn ra bí pháp đạo thể cửu trọng hoàn mỹ, cần tiêu hao 200 năm thọ mệnh, có thôi diễn hay không? Quả nhiên, phải tiêu hao 200 năm thọ mệnh, chỉ là, trong lòng lôi đạo đã hạ quyết tâm, vì vậy, không có chút do dự nào. Thôi diễn, ông, sau một khắc, trong đầu lôi đạo mơ hồ có một vài bức ký ức, Phảng phất như là ngày đêm, không ngừng thử thôi diễn bí pháp đạo thể cửu trọng hoàn mỹ. Suốt 200 năm, cho dù Lôi Đạo biết, đây chỉ là ký ức mà thôi, không liên quan gì tới hắn, nhưng loại cảm giác đồng cảm này lại khiến hắn không thể phân biệt rõ ràng. Cho dù biết là giả, dạ, Lôi Đạo cũng có loại cảm giác tang thương. Thời gian 200 năm, thôi diễn bí pháp không ngủ không nghỉ, đó là buồn tẻ bực nào? Ý chí Lôi Đạo kiên định, nhưng dường như cũng có chút không chịu nổi, hắn mơ hồ cảm thấy, dùng dị năng tăng lên bí pháp, nếu như tiêu hao tuổi thọ quá nhiều, đối với hắn mà nói, có thể còn sẽ có một chút tai hại không tưởng tượng được. Hiện tại đã có chỗ hiện ra, 200 năm thôi diễn, dù chỉ là ký ức cũng khiến lôi đạo có cảm giác thương hải tăng điền, cả người tỏa ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Thôi diễn thành công, lôi đạo đã biết, đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp thôi diễn thành công, nhưng hắn lại ngơ ngác ngồi một mình mấy canh giờ, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn đang sắp xếp lại ký ức, trên thực tế lại càng là đang chỉnh lý bản thân. Không thể để cho ký ức của mình bị 200 năm ảnh hưởng, sau năm canh giờ, Lôi Đạo Tài mới xem như thích ứng với ký ức trong đầu. Lập tức, hắn điều động dị năng, xem xét trạng thái trước mắt. Họ tên: Lôi Đạo, 22, tuổi thọ: 30 năm 3 tháng, đạo thể bắt trọng, tổng cộng tiêu hao 790 năm một tháng tuổi thọ. Đạo thể cử trọng bí pháp hoàn mỹ, không thể tăng lên. Lôi Đạo đã thành công thôi diễn ra bí pháp đạo thể cử trọng hoàn mỹ, tuổi thọ lại chỉ có 30 năm. Bất quá không sao, Lôi Đạo thôi diễn ra bí pháp hoàn mỹ tự nhiên rất nhanh có thể đột phá tới đạo thể cửu trọng, đến lúc đó tự nhiên có thể tăng thọ trăm năm. Chỉ là, cho dù tăng trăm năm thọ mệnh, cũng mới vẻn vẹn chỉ còn lại có 130 năm thọ mệnh mà thôi. Được ăn cả ngã về không? Bây giờ đã không còn đường quay đầu, lôi đạo cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Con đường này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Thế là, lôi đạo ăn gốc linh dược 9.000 năm đầu tiên, bắt đầu đánh vỡ gông cùng xiềng xích thân thể, tận lực để cho thân thể đạt tới viên mãn lần thứ 7. Đến lúc đó, lấy 7 lần đạo thể viên mãn tích lũy đột phá tới đạo thể cửu trọng. Đối với thực lực tăng lên, nhất định sẽ là một tăng phúc thật lớn. Thái Dịch Thánh Địa, Thái Dịch Thánh Địa giờ phút này, một mảnh yên tĩnh. Khi tin tức Dịch Vô Cực bỏ mình truyền về Thái Dịch Thánh Địa, khiến cho một mảnh xôn xao. Hầu như không có người tin tưởng đây là sự thực, ai có thể chém giết Dịch Vô Cực? Hơn nữa chỉ là tham gia một cái thánh yến mà thôi. Chỉ là, sau khi Thái Dịch Thánh Địa phái người điều tra, thậm chí tiến về Linh Lung Thánh địa, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đây là sự thật, Dịch Vô Cực chết rồi, hơn nữa giống như lời đồn, là bị bán thánh bên ngoài một thánh địa, Minh chủ Liên Minh Thương hội Nguyên Châu lôi đạo, ở Thánh yến thi đấu thượng tướng Dịch Vô Cực chém giết. Thậm chí lúc ấy Linh Lung Thánh địa cũng vận dụng trận pháp, tách hai người ra, nhưng lôi đạo vẫn dùng thủ đoạn quỷ dị, chém giết Dịch Vô Cực ở trong trận pháp. Đây là thời gian bao lâu, thái dịch thánh địa không có thánh tử bị võ giả ngoại giới chém giết. Huống chi Thái dịch thánh địa còn là đệ nhất thánh địa trong năm đại thánh địa nguyên châu, chỉ là đó trung quy là thánh yến đại bỉ lôi đạo căn cứ vào quy tắc thánh yến là ở trên lôi đài chém giết dịch vô cực. Cho dù là thái dịch thánh địa cũng không thể coi đây là cái cớ truy cứu trách nhiệm của lôi đạo, nhưng mà chỉ là một cái cớ mà thôi, rất khó tìm sao? Hiển nhiên đối với đường đường là thánh địa mà nói, một cái cớ cũng không khó tìm. Nghe nói liên minh thường hội nguyên châu chiếm cứ linh nguyên thánh địa xuất thế linh nguyên bảo châu trong linh nguyên thánh địa cũng coi như là một món trí bảo để cho côn bằng cùng quý phong đi một chuyến a cầm lại linh nguyên bảo châu trong linh nguyên thánh địa nhưng có người ngăn cản giết không tha đây là thánh lệnh của thánh địa thái dịch ta thật sự muốn phát thánh lệnh một bán thánh thôi cần gì phải vận dụng thánh lệnh một số trưởng lão của thái dịch thánh địa vẫn cảm thấy có chút hưng sư động chúng thánh lệnh chính là dụ lệnh do thánh địa phát ra cho đến nay thái dịch thánh địa chỉ phát ra hai lần thánh lệnh đến đâu không ai dám không theo, đây là sự siêu nhiên và bá đạo của thánh địa, một bán thánh có thể chém giết dịch vô cực, đáng giá phát ra thánh lệnh. Đi đi, không cần nhiều lời, trưởng giáo Thái Dịch Thánh Địa lập tức nhắm mắt lại, cho dù dịch vô cực bỏ mình, đối với hắn mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là một chút nhạc đệm nhỏ mà thôi. Chỉ là dịch vô cực dù sao cũng là đệ nhất thánh tử của Thái Dịch Thánh Địa, bị bán thánh bên ngoài thánh địa chém giết. Dù thế nào, cũng là tổn hại uy nghiêm của Thái Dịch Thánh Địa. Vô luận như thế nào, thái dịch thánh địa đều phải tìm mặt mũi trở về. Phát ra thánh lệnh, không ai dám không theo, nếu lôi đạo không theo, vậy thì chém lôi đạo, san bằng liên minh Thường hội Nguyên Châu. Đây chính là danh chính ngôn thuận, hoặc là nói, đây chính là đạo lý của thánh địa. Trong linh nguyên thánh địa, sau khi lôi đạo sử dụng từng cây linh dược 9.000 năm, dưới bí pháp đạo thể cửu trọng hoàn mỹ, dược lực của tất cả linh dược đều bị hấp thu, không có một chút lãng phí. Lôi đạo lại tiến vào trong bản nguyên một lần nữa, mỗi lần tiến vào bản nguyên, tay của nhân diệt thánh năng của hắn lại cường đại thêm một phần, hoặc là nói, càng thêm ngưng thực một phần. Đây cũng là lần cuối cùng lôi đạo có thể dựa vào phá gông cùng xiềng xích thân thể, tiến vào trong bản nguyên. Sau lần này, nếu lôi đạo muốn ngưng tụ yên diệt chi thủ, vậy chỉ có thể dựa vào thánh ngân khác nhau trong thánh địa kích thích. Cho dù lôi đạo thành công trên con đường vô địch, có được niềm tin vô địch, nhưng nếu hắn muốn hoàn toàn hiển hóa thánh năng, cũng phải tăng thánh năng lên tới cực hạn trước, điểm này còn phải dựa vào chính lôi đạo. Thánh ngân chi địa không thể nghi ngờ là một địa phương có thể đi đường tắt. Ở Nguyên Châu có ngũ đại thánh địa, nơi thánh ngân của linh lung thánh địa, lôi đạo đã tiến vào, như vậy chỉ còn lại bốn tòa thánh địa. Nơi thánh ngân của bốn thánh địa này, bất luận như thế nào, lôi đạo cũng phải đi một lần. Đương nhiên, lôi đạo phải hoàn thành đột phá của bản thân trước mới được. Tiến vào bản nguyên, lôi đạo lại thấy được những tinh thể bản nguyên kia. Lúc này, tinh thể bản nguyên đã không còn vết giàn. Đã chữa trị xong, ý thức lôi đạo khẽ động, nhanh chóng rút khỏi bản nguyên. Ở phía sau hắn, yên diệt chi thủ dường như càng thêm ngưng thực, càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm cường đại. Nhưng cũng xa xa không có đạt tới cực hạn, lôi đạo vẫn luôn nhắm mắt, hắn ăn vào từng cây linh dược. Gốc thứ 10, gốc thứ 11, gốc thứ 12. Không biết nguyên nhân gì, có lẽ là thánh năng trong bản nguyên. Cũng cần đại lượng linh dược, bởi vậy mãi cho đến 12 gốc linh dược, thân thể lôi đạo vẫn không viên mãn. Hoặc là nói, Bản thân đạo thể cửu trọng chính là cực hạn của đạo thể, tự nhiên không giống bình thường. Võ giả bình thường đạt đến cửu trọng, vậy đều có thể được xưng là lão tổ. Đủ thấy đạo thể cửu trọng này hiển nhiên rất không tầm thường, cần tiêu hao nhiều một chút linh dược cũng là bình thường. Đương nhiên, lôi đạo là có thể đột phá, thậm chí tùy thời đều có thể đột phá, nhưng hắn cũng sẽ không phí công nhọc sức. Hắn thật vất vả lấy được nhiều linh dược như vậy, há sẽ tùy tùy tiện tiện liền đột phá. Hắn muốn là đạo thể viên mãn đột phá, hơn nữa muốn lấy 7 lần đạo thể viên mãn tích lũy đột phá. Một khi thành công, chỉ riêng phần tích lũy này đã không thể coi thường. Lôi đạo không biết trong thánh địa có thánh tử đạo thể viên mãn 8 lần hay không. Có lẽ có, có lẽ không có, nhưng Lôi đạo cảm thấy hẳn là không có. Có thể 5 6 lần đạo thể viên mãn đã rất không tệ. Nhưng mục tiêu của Lôi đạo là thánh thể, bởi vậy, cho dù có thể gia tăng thêm một chút cơ hội thành tựu thánh thể, Lôi đạo cũng sẽ không bỏ qua, 7 lần đạo thể viên mãn hiển nhiên có thể gia tăng một chút tỷ lệ mặc dù không biết là tỷ lệ phương diện nào có lẽ là ở thời điểm cuối cùng hiền hóa có thể có một chút trợ giúp nhưng loại trợ giúp này ai cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng lớn bao nhiêu hoàn toàn là bằng vào kinh nghiệm cảm thấy đạo thể viên mãn có cơ hội tương đối lớn thành tựu thánh thể cho dù là loại chuyện hư vô mờ mịt này ai cũng không nói rõ được lôi đạo cũng sẽ không bỏ qua tranh thủ làm được tất cả điều kiện đều làm đến cực hạn về phần có được hay không đó là một chuyện khác nhưng có làm hay không chính là chuyện của lôi đạo, gốc thứ 13, 14 gốc. Rốt cuộc, sau khi phục dụng 14 gốc linh dược 9.000 năm, toàn thân lôi đạo chấn động, ngay sau đó, trên người hắn tản mát ra một tia khí tức viên mãn. Đạo thể viên mãn, 7 lần đạo thể viên mãn, một khi viên mãn, lôi đạo có thể lập tức đột phá. Đã 7 lần đạo thể viên mãn, lôi đạo cũng không có bất kỳ do dự nào. Tâm niệm vừa động, lập tức, nhục thân bắt đầu đột phá. Âm âm, lôi đạo chấn động toàn thân, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, hiện ra hình thái chiến đấu, thân thể đang điên cuồng tăng lên, tăng lên mấy chục lần. Mệnh châu trong cơ thể cũng đang điên cuồng bành trướng, hiển nhiên, lôi đạo đột phá tới đạo thể cửu trọng, cũng sẽ kéo theo mệnh châu tăng lên, một khi dẫn nổ, mệnh châu có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường hãn. Đột phá, vô cùng thuận lợi, gần như trong chớp mắt, lôi đạo đã đột phá tới đạo thể cửu trọng. Giờ khắc này, lôi đạo ở trên cảnh giới, không hề có bất kỳ khác biệt gì với cường giả đạo thể khác hắn cũng có thể trở thành lão tổ chân chính. Theo thân thể lôi đạo đột phá tới đạo thể cửu trọng, toàn thân hắn phảng phất đều đang hoan hô, đạo thể cửu trọng cùng đạo thể thất trọng, bát trọng hoàn toàn chính xác có khác biệt rất lớn. Lôi đạo có thể cảm giác được ràng buộc rõ ràng, hoặc là nói, hắn có thể cảm giác được cực hạn. Loại cực hạn này, cho dù cho hắn linh dược vạn năm thậm chí linh dược 10 vạn năm cũng không có bất kỳ khả năng phá tan. Đạo thể cửu trọng, đó chính là cực hạn của đạo thể nhục thân của mỗi người đều có cực hạn không thể nào thật sự là vô cùng vô tận tiềm lực thân thể đích thật là vô hạn nhưng vậy cũng phải chú ý phương thức phương pháp ít nhất giai đoạn đạo thể cực hạn chính là đạo thể cửu trọng một khi đạt đến đạo thể cửu trọng liền không thể tiến lúc này chỉ có thể chuyển hướng sang thánh năng chỉ có thức tỉnh thánh năng sau đó không ngừng tăng lên thánh năng thậm chí hiển hóa thánh năng lại lấy thánh năng hiển hóa kéo thân thể từ đó thành tựu thánh thể đây chính là một loại lột xác khác chỉ có ngưng tụ ra thánh thể, nhục thân mới có thể siêu phàm thoát tục, mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà bây giờ, Lôi Đạo đã đi tới đạo thể đỉnh phong. Hoặc là nói, đạo thể cực hạn, về phần thánh năng, trên thực tế đã thoát ly phạm trù đạo thể. Thuộc về năng lực thánh thể, chỉ là không có hiển hóa mà thôi, muốn thành tựu thánh thể, còn phải dựa vào thánh năng kéo thân thể hoàn thành lột xác. Do đó ngưng tụ ra thánh thể, trong lòng Lôi Đạo cũng có một số ý tưởng lớn mật. Đạo thể, thật sự đã đến cực hạn có khả năng tiến thêm một bước hay không, không cần thánh năng, không cần ngưng tụ ra thánh thể, tiếp tục tăng cường. Lôi đạo nghĩ tới lúc trước hắn đạt tới ngoại công đỉnh phong, sau khi thân thể cực hạn, một mực luyện tập ngoại công. Kết quả thì sao, bất trì bất giác, hắn cư nhiên thành tựu tông sư luyện thể. Thì ra, sau khi đạt tới cực hạn của cơ thể con người còn có thể tiến thêm một bước. Vậy bây giờ thì sao, đạo thể cửu trọng thật sự chính là cực hạn, lôi đạo rất muốn thử một chút, nhưng lại không biết nên thử như thế nào. Đến đạo thể cửu trọng, bình thường muốn tiếp tục tăng lên phải dựa vào bí pháp lại dùng linh dược đánh vỡ gông cùm xiềng xích thân thể chỉ là còn có bí pháp cao hơn một tầng sao có lẽ có có lẽ không có lôi đạo cẩn thận suy nghĩ cảm thấy không có ý nghĩa quá lớn bởi vì võ giả nơi này đã sớm tìm tòi vô số năm tìm tòi ra một con đường võ đạo thích hợp nhất có thể an ổn tu hành đến tình trạng cao hơn cần gì phải hao tâm tổn trí đi ra một con đường hoàn toàn mới điều đó căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì cuối cùng cũng đột phá rồi Lôi đạo nhìn thoáng qua hai gốc linh dược 9.000 năm trước mặt. Còn thừa lại hai gốc linh dược, xem ra dường như huyền không tử tặng là dư thừa. Nhưng lúc trước huyền không tử đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phần tình nghĩa này càng quan trọng hơn. Lôi đạo cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, thậm chí hắn có thể một quyền dễ dàng đánh nổ võ giả đạo thể cửu trọng. Thậm chí, lôi đạo còn cảm thấy thánh năng dường như cũng không phải đáng sợ như vậy. Đương nhiên, nếu bây giờ lôi đạo chỉ dùng hình thái chiến đấu để chống lại thánh năng, chỉ sợ vẫn rất nguy hiểm. Cho dù là lấy lôi đạo bảy lần đạo thể viên mãn, thậm chí còn có thần huyết tăng phúc, muốn chống lại thánh năng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng nếu dẫn bạo mệnh châu thì lại khác, cho dù không mở ra thần nhãn, lôi đạo cũng có lòng tin đấu một trận với những bán thánh kia. Nếu mở ra thần nhãn, thậm chí lôi đạo có lòng tin đánh nổ thánh năng. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là cảm giác của lôi đạo mà thôi, cụ thể như thế nào, lôi đạo cũng phải thật sự chiến đấu mới biết được. Sao không tìm huyền không tử thử một lần? lôi đạo nóng lòng muốn thử hắn thật sự cảm giác được sau khi đột phá tới đạo thể cửu trọng thực lực tăng cường rất rất nhiều thậm chí đều có loại ảo giác có thể đánh nổ thánh năng bởi vậy hắn muốn thử một lần cũng càng thêm rõ ràng thực lực của mình bây giờ bằng không mà nói hắn thật đi con đường vô địch ngay cả thực lực của mình cũng không định vị rõ vậy coi như phiền toái hà có người đến còn là bán thánh hay bán thánh bỗng nhiên lôi đạo dường như cảm ứng được điều gì đó cao mày nhìn hư không bên ngoài mật thất lôi đạo đã đột phá tới đạo thể cửu trọng dứt khoát kết thúc bế quan đứng dậy trực tiếp xài bước ra mật thất lam và quý phong hai người đều là bán thánh của thánh địa thái dịch hơn nữa còn là loại bán thánh đỉnh tiêm thậm chí đại nạn đã đến gần như không có cơ hội thành bán thánh thánh thể vốn dĩ bọn họ cũng muốn bế quan chỉ là mệnh thánh địa khó trái bọn họ đành phải cầm thánh lệnh trong tay chạy tới hồng vận thành giờ phút này ngay tại trên không linh nguyên thánh địa bệ ngạn không giỏi ăn nói danh hiệu của hắn là bệ ngạn cũng không phải dị thú. Quý Phong là một lão giả áo xám, toàn thân tử khí trầm trầm, dáng người gầy gò, thoạt nhìn đều không có khí tức cường hãn gì. Bất quá, cường giả bán thánh, mạnh là thánh năng của bọn họ mà không phải thân thể. Bọn họ lúc trước ở Thái Dịch Thánh địa chỉ là thánh tử bình thường, cũng vẻn vẹn chỉ có một hai lần đạo thể viên mãn, nhưng cuối cùng lại thức tỉnh thánh năng, trở thành bán thánh. Chỉ tiếc, cái này cũng tới cực điểm, bọn họ đại nạn tiến đến, không có cơ duyên to lớn căn bản là không cách nào thành tựu thánh thể quý phong khàn giọng nói tiếp theo chính là linh nguyên thánh địa lôi đạo này chẳng qua chỉ là bán thánh bên ngoài một thánh địa mà thôi có lẽ thánh năng thức tỉnh của nó có chút đặc thù có thể chém giết dịch vô cực nhưng nơi nào cần thánh địa phát ra thánh lệnh cho nó bởi vì dịch vô cực quá phế vật hắn chết thì cũng đã chết nhưng lại mất hết mặt mũi của thánh địa chỉ có phát thánh lệnh chẳng lôi đạo mới có thể vãn hồi mặt mũi của thánh địa miểu miểu hư lạnh một tiếng đối với dịch vô cực Kỳ Thật Kỳ Giác và Quý Phong đều rất hâm mộ. Dù sao, bọn họ đều đã mất đi hy vọng thành tựu thánh thể. Nhưng Dịch Vô Cực còn có hy vọng, dù thực lực của bọn họ cường đại hơn xa Dịch Vô Cực, thậm chí thức tỉnh ba loại thánh năng, nhưng vậy thì thế nào? Bọn họ vĩnh viễn mất đi hy vọng thành tựu thánh thể, thậm chí đại nạn tiến đến, cách cái chết không xa. Nhưng đệ nhất thánh tử của Thái Dịch Thánh Địa Dịch Vô Cực, ở một mức độ nào đó đã đại biểu cho thể diện của Thái Dịch Thánh Địa, kết quả lại chết. Bị bán thánh bên ngoài năm thánh địa lớn chém giết một thánh tử đã chết dĩ nhiên chính là phế vật được rồi để hồng vận thành tiếp lệnh đi vì vậy quý phong hét lớn một tiếng lật tay lấy ra một lệnh bài ném mạnh lên trên âm um, lập tức một lệnh bài tản ra tia sáng chói mắt vắt ngang phía trên hồng vận thành làm cho toàn bộ người hồng vận đều có cảm ứng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phụng mệnh lệnh trưởng giáo của thánh địa thái dịch chúng ta cầm thánh lệnh tới thu hồi linh nguyên bảo châu các người tiếp lệnh ai vi phạm giết không tha thanh âm trùng trùng điệp điệp quanh quẩn trong hư không nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ hồng vận thành đây đây là thanh âm gì thái dịch thánh địa người của thánh địa tới bệ ngạn và quý phong lăng không đứng giữa hư không ánh mắt bế nghế chúng sinh quan sát tất cả mọi người nếu không phải Phụ mệnh mà đến hai đại bán thánh đỉnh tiêm bọn họ há có thể đến hồng vận thành này thánh địa cho dù là người bình thường nhất cũng biết thánh địa dù sao thì cũng biết thánh địa siêu nhiên vật ngoại ở toàn bộ nguyên châu đó mới thật sự là chúa tể cái gọi là thập đại thương hội cái gọi là thế lực nhất lưu ở trước mặt thánh địa căn bản cũng không tính là gì tiện tay là có thể diệt mấu chốt nhất là thánh địa cũng đủ cổ xưa thánh địa trên cơ bản đều truyền thừa vạn năm thậm chí mấy vạn năm mặc cho thế cục nguyên châu phát triển biến hóa như thế nào thánh địa cũng vẫn là thánh địa kia lù lù bất động loại địa vị siêu nhiên này là do thực lực siêu cường của bản thân mang đến bởi vì thánh địa có cường giả thánh thể cường giả thánh thể còn được xưng là thánh tôn Thánh tôn cao cao tại thượng, cực ít xuất hiện trước mặt người khác, có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ giống như đứng ở đỉnh Nguyên Châu, quan sát mọi người. Bất luận là kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, nếu thật sự đi tới đỉnh Nguyên Châu, vậy thì không cách nào vòng qua thánh địa. Mà bây giờ, người thánh địa tới vẫn là hai người. Nhưng thánh lệnh xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người bình thường không rõ ràng thánh lệnh, nhưng mà, các lão tổ đạo thể cử trọng lại tuyệt đối rõ ràng. Khi thấy thánh lệnh trong hư không, sắc mặt các lão tổ của người đại thương hội đều thay đổi thậm chí ngay cả thân thể cũng hơi run dày vô lúc này lôi đạo bước ra một bước đám người nguyên lão tổ huyền không tử cũng đều ở bên ngoài sau khi nhìn thấy lôi đạo lập tức liền đi tới trước mặt lôi đạo minh chủ người của thánh địa thái dịch tới bọn họ cầm thánh lệnh của thánh địa thái dịch trong tay bảo chúng ta giao ra linh nguyên bảo châu nếu không giết không tha sắc mặt nguyên lão tổ rất khó coi thánh lệnh lôi đạo nhìn thoáng qua hai người trong hư không hắn không nhìn ra nội tình của hai người chỉ biết hai người là đạo thể cửu trọng dù sao bán thánh cũng phải thi triển ra thánh năng mới có thể biết là bán thánh nếu không bình thường là không nhìn ra minh chủ thánh lệnh a đó chính là thánh địa dụ lệnh phàm là thánh địa phát ra thánh lệnh vậy thì ý nghĩa đó là ý chí của toàn bộ thánh địa bất luận kẻ nào cũng không được chống lại bằng không mà nói chính là đối kháng toàn bộ thánh địa thái dịch thánh địa đã từng phát ra hai lần thánh lệnh trong đó một lần có người cãi lời kết quả nghe đồn có mười mấy lão tổ đạo thể cửu trọng bị chém giết mười mấy thế lực nhất lưu sau lưng bị san bằng sắc mặt nguyên lão tổ rất khó coi thánh lệnh đó là không thể vi phạm bằng không mà nói thánh địa sẽ ra tay san bằng nhưng linh nguyên bảo châu chính là căn cơ của liên minh thương hội nguyên châu bọn họ sao có thể dễ dàng giao ra thánh địa thật đúng là bá đạo một tấm lệnh bài là có thể khiến người ta cúi đầu bá đạo thì sao đó chính là thánh địa siêu nhiên ngoại vật chính là trưởng khống giả chân chính của nguyên châu người vi phạm đều đã nhận lấy trừng phạt kết cục kia chúng ta đảm đương không nổi lão tổ của người đại thương hội cũng đều nhao nhao lắc đầu dù bọn hắn không nguyện ý nhưng đối mặt thánh lệnh lại có thể thế nào nhưng mà ai cũng không có động tính gì lôi đạo mới là minh chủ mặc kệ lôi đạo nghĩ như thế nào đều phải do lôi đạo quyết định lôi huynh không nên xúc động lúc này huyền không tử nhìn lôi đạo lập tức nói hắn biết tính khí lôi đạo một khi xúc động hậu quả khó liệu huyệt không tử hít một hơi thật sâu ngữ khí ngưng trọng nói lôi huynh ngươi không phải người trong thánh địa đương nhiên không biết thánh lệnh này thánh lệnh này trên thực tế đại biểu cho uy nghiêm của thánh địa bất kỳ người nào nếu dám can đảm khiêu khích thánh lệnh đó chính là khiêu khích thánh địa thánh địa sẽ dốc hết tất cả lực lượng diệt trừ nó bên trong thánh địa đối với thánh lệnh cực kỳ coi trọng chỉ là không nghĩ tới thái dịch thánh địa lại phát ra thánh lệnh cũng may thái dịch thánh địa phát ra thánh lệnh vẻn vẹn chỉ là yêu cầu linh nguyên bảo châu không có công khai muốn giết lôi huynh nếu không thái dịch thánh địa ăn tướng cũng quá khó nhìn rất rõ ràng thái dịch thánh địa vẻn vẹn chỉ là muốn tìm về mặt mũi mà thôi lôi huynh không bằng liền thuận nước đẩy thuyền tiếp hạ linh nguyên bảo châu giao cho thái dịch thánh địa như vậy tất cả đều vui vẻ thái dịch thánh địa đạt được linh nguyên bảo châu cũng tìm về mặt mũi nói vậy cũng sẽ không tìm lôi huynh phiền toái nữa nhưng nếu lôi đạo từ chối tiếp nhận thánh lệnh chỉ sợ toàn bộ hồng vận thành toàn bộ liên minh thương hội nguyên châu thậm chí chính lôi huynh cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng uy nghiêm thánh địa không thể khiêu khích lôi huynh nhất định phải thận trọng huyền không tử đã giải thích vô cùng kỹ càng thậm chí không ngừng khuyên nhủ lôi đạo thánh lệnh đối với thánh địa mà nói vô cùng trọng yếu vậy liền đại biểu cho mặt mũi thánh địa chém một thánh tử cho dù là đệ nhất thánh tử thánh địa cũng có thể buông tha dù sao lôi đạo vẫn ở trong thánh yến chém giết dịch vô cực trong quy tắc nhưng nếu công khai đối kháng thánh lệnh vậy thái dịch thánh địa cũng có lý do quang minh chính đại đối phó lôi đạo. Bởi vậy, nhất định phải tiếp nhận thánh lệnh này. Lôi đạo nhìn hai bóng người trong hư không, lại nhìn thoáng qua huyền không tử, hắn biết, huyền không tử xuất phát từ nội tâm, không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, khóe miệng lôi đạo lộ ra một nụ cười, huyền không tử, những người khác không biết, chẳng lẽ người cũng không biết. Ngươi đã quên con đường thành thánh của ta rồi sao? Con đường thành thánh của ngươi, ngươi, ngươi đi là con đường vô địch. Đúng vậy, con đường vô địch, lôi đạo từng bước một, chậm rãi đi lên hư không, giống như dưới chân có cầu thang, từng bước chậm rãi đi vào trong hư không. Âm, um, ngay sau đó, khí thế lôi đạo dâng lên tận trời. Khí thế đạo thể cửu trọng, tựa như gió lốc, trùng trùng điệp điệp quét tới bốn phía, để cho tất cả mọi người phảng phất hít thở không thông. Con đường mà ta đi chính là vô địch, con đường vô địch, đánh đầu thắng đó, tung hoành vô địch, sao có thể lùi bước chứ? Cho nên, thánh lệnh, lôi mỗ không nhận, ngay sau đó, lôi đạo cong ngón tay búng ra, vèo, một đạo chỉ khí, trực tiếp bay về phía hư không, hung hăng điểm vào phía trên thánh lệnh lập tức thánh lệnh bị xuyên thủng sau đó triệt để biến thành bột mịn một màn này làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt thậm chí võ giả biết thánh lệnh đại biểu cho cái gì toàn thân đều run rẩy bởi vì hoảng sợ mà run rẩy giọng nói của lôi đạo càng trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ hồng vận thành xong rồi lôi minh chủ không có tiếp nhận thánh lệnh thậm chí còn hủy thánh lệnh đây là con đường chết không chỉ có lôi minh chủ sẽ chết toàn bộ hồng vận thành đều sẽ bị phá hủy liên minh thương hội nguyên châu có một cái tính một cái đều sẽ bị hoàn toàn hủy diệt lôi minh chủ thật sự không khôn ngoan cho dù là bán thánh làm sao có thể đối kháng với thánh địa rất nhiều người đều bối rối thánh lệnh đã ra chúng sinh thần phục thánh lệnh vỡ vụn trời lòng đất lờ lôi đạo lại đánh nát thánh lệnh thậm chí còn mở miệng cự tuyệt tiếp nhận thánh lệnh đây chính là công khai đối kháng với thánh địa đã bao nhiêu năm rồi võ giả công khai đối kháng thánh địa đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện Lúc trước Thiên Nguyên Tổ sư tính là một, nhưng cho dù là Thiên Nguyên Tổ sư, cũng bị Nguyên Sơ Thánh Địa làm cho xám xịt trốn ra Nguyên Châu, cuối cùng thành tựu thánh thể mới đi ra. Còn bây giờ thì sao? Lôi Đạo đây chính là công nhiên khiêu khích Thánh Địa, hơn nữa còn là thái dịch Thánh Địa có danh sưng đệ nhất Thánh Địa Nguyên Châu. To gan, làm hét lớn một tiếng, vừa rồi ngay cả hắn và Quý Phong cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lôi Đạo lại lớn mật như vậy, cuồng vọng như vậy, không kiêng nể gì cả, trực tiếp phá hủy thánh lệnh. Bọn họ làm truyền lệnh sứ vốn là đại biểu cho thái dịch thánh địa, cái này tương đương với ở trước mặt bọn họ làm khó bọn họ. Làm sao có thể nhịn được, lôi đạo, người cũng biết, bởi vì hành vi lỗ mãng của ngươi. Toàn bộ liên minh thương hội Nguyên Châu, thậm chí Hồng Vận Thành, đều sẽ bị xóa đi hoàn toàn, thậm chí ngay cả ngươi, cũng sẽ chết. Quý Phong âm trầm nói, lôi đạo đứng chắp tay, lúc này trong lòng hắn cũng có hào tình vạn trường. Hắn đi đến nay, nếu đã quyết định bắt đầu đi con đường vô địch, nơi nào còn có chút lùi bước, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn đi con đường vô địch bởi vì hắn đã không còn đường lui âm um, sau một khắc thậm chí lôi đạo còn không chút do dự hắn thả thọ luân ẩn giấu trong đó ra đã rất lâu rất lâu lôi đạo cũng không có phóng thích thọ luân ra nguyên nhân rất đơn giản hắn sợ khiến cho những người khác hiểu lầm rõ ràng lúc này mới qua mấy năm làm sao thọ luân lại nhiều hơn mấy trăm vòng hoặc là nói sống lâu mấy trăm tuổi cái kia căn bản là không có khả năng thậm chí loại hiện tượng kỳ quái này kết hợp với tốc độ luyện võ của hắn chỉ sợ sẽ khiến cho một ít cường giả ngấp nghé nhưng bây giờ lôi đạo đã không còn chút lo lắng nào nữa trong lòng có lo lắng che che giấu giấu trốn trốn tránh tránh lấy đâu ra tín niệm vô địch làm sao có thể vô địch lôi đạo muốn đi con đường vô địch mục đích cuối cùng chính là hy vọng có thể có tín niệm vô địch kiên định nhất bởi vậy hắn hiện tại cũng phóng thích thọ luân ra ngoài không sợ những người khác ngấp nghé không sợ ánh mắt của những người khác hắn có thể giải thích cũng có thể không giải thích. Ai có thể làm gì được nào? Cho tới hôm nay, cho đến khi lôi đạo quyết định đi con đường vô địch, hắn mới cảm giác trong lòng hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn thả lỏng, loại cảm giác này thật sự là phi thường tốt. Thậm chí, ý cảnh vô địch của hắn cũng dâng lên dục vọng, thậm chí trong lòng thế mà thật sự sinh ra tín niệm vô địch. Đương nhiên, điểm ấy tín niệm vô địch còn rất yếu, căn bản bé nhỏ không đáng kể, cũng không đủ để cho lôi đạo hiển hóa ra thánh năng. Hắn còn phải đi xa hơn, đi càng nhanh hơn, nhưng mà thọ luân sau lưng lôi đạo vừa phóng thích ra lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn tất cả mọi người thậm chí đều có chút mộng bức cho dù là quý phong lam hai vị cường giả bán thánh này đã đến đại nạn cũng không dám tin vào hai mắt của mình bọn họ chỉ nhìn thấy từng vòng thọ luân sau lưng lôi đạo quả thực lít nha lít nhít giống như vô cùng vô tận tôn lên nó giống như thần linh chỉ là đạo thể cử trọng làm sao lại có được nhiều thọ luân như vậy huống chi tuổi tác của lôi đạo thoạt nhìn cũng không lớn thậm chí còn tương đối trẻ tuổi Vậy, đó là Thọ Luân, một vòng hai vòng ba vòng, tổng cộng hơn 800 vòng Thọ Luân, ý nghĩa lôi minh chủ đã hơn 800 tuổi. Trời ạ, à, gão quái 800 tuổi, điều này, điều này có thể sao? Lôi minh chủ lúc trước ở Hải Loa đảo quật khởi mới chỉ là đạo thể tam trọng. Lúc này mới qua mấy năm thời gian, đã 800 tuổi. Thọ Luân không sai, 800 tuổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Trên người lôi minh chủ nhất định có bí mật, bí mật kinh thiên. Rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào bóng người lôi đạo trong hư không, sâu trong nội tâm càng nhấc lên sóng biển ngập trời. Thọ luôn 800 vòng, làm sao làm được, Lam và Quý Phong đều trở nên vô cùng kích động, nhìn chằm chằm vào lôi đạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Thậm chí, ngay cả chuyện thánh lệnh, đều bị hai người ném ra sau đầu, thọ luôn 800 vòng, vậy có nghĩa là tuổi thọ của hắn khoảng 800 tuổi. Lôi đạo sống 800 tuổi, bọn họ không tin, có lẽ lôi đạo có một số bí pháp tiêu hao tuổi thọ. Mặc dù loại bí pháp này rất ít, nhưng làm bán thánh trong thái dịch thánh địa, Lam và Quý Phong vẫn có một chút hiểu biết. Bọn họ biết, có loại bí pháp tiêu hao tuổi thọ. Đối với việc tại sao lôi đạo lại tiêu hao nhiều thọ mệnh như vậy, hai người tuyệt không quan tâm, bọn họ quan tâm là lôi đạo vì sao có thể có hơn 800 tuổi thọ. Không, nếu như cộng thêm tuổi của lôi đạo, vậy thậm chí có thể đạt tới hơn 900 niên. Tuổi thọ của lôi đạo có hơn 900 năm, nếu như cộng thêm tuổi thọ còn lại, vậy thậm chí còn có tuổi thọ 1.000 năm. Đây chính là tuổi thọ cực hạn trên lý luận của cường giả đạo thể cửu trọng. Nhưng đó chỉ là tuổi thọ trên lý thuyết mà thôi, thậm chí, giai đoạn đạo thể, mỗi tăng lên một trọng, có thể tăng thọ trăm năm, đó cũng vẻn vẹn chỉ là lý luận mà thôi, tình huống chân thật thì sao? Đột phá cảnh giới, đến cùng tăng thọ bao nhiêu, bị bí pháp, nhục thân, đạo thể, rất nhiều nhân tố hạn chế. Bình thường mà nói, đột phá một tầng, trên thực tế có thể gia tăng năm 60 tuổi đã coi như không tệ. Coi như là luyện tập bí pháp thượng thừa, ngẫu nhiên có thể gia tăng một chút tuổi thọ, có khả năng gia tăng 7 chục năm tuổi thọ cũng đã rất tốt. Bởi vậy, thật nếu là đến đạo thể cửu trọng, thậm chí là bán thánh, có thể có 5-600 tuổi, hoặc là 6-700 tuổi đều coi là thọ cao. Còn về 900 tuổi hay thậm chí là 1.000 tuổi, đây chỉ là lý luận tuổi thọ tồn tại trong cổ tịch. Cho dù là trong ngũ đại thánh địa, không biết sinh ra bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí còn có cường giả thánh thể sinh ra, cũng chưa từng nghe nói qua, có ai có thể đạt tới tuổi thọ lý luận cực hạn lôi đạo trước mắt võ giả bên ngoài một thánh địa tám trăm vòng thọ luân kia tản ra từng đạo quang mang quả thực sáng mù mắt tất cả mọi người hai người lam và quý phong đều là đại nạn tiến đến hôm nay vô vọng thành thánh bọn họ chỉ muốn sống lâu thêm một chút thời gian mà thôi vốn đã không còn hy vọng nhưng bây giờ sau khi bọn họ nhìn thấy tám trăm vòng thọ luân sau lưng lôi đạo trong lòng kích động không thôi chẳng lẽ lôi đạo có thủ đoạn tăng thọ gì đó trong lúc nhất thời trong lòng hai người đều vô cùng nóng bỏng giờ phút này tất cả mọi người đều rất chấn động, bao gồm cả Tuyết Uyên và Huyền Không Tử. Lúc trước Tuyết Uyên từng chạm mặt với lôi đạo ở Hải Loa Đảo, bây giờ Tuyết Uyên cũng thành thê tử của lôi đạo. Bởi vậy, Tuyết Uyên rất rõ ràng quá trình trưởng thành của lôi đạo. Lôi đạo chỉ trong thời gian mấy năm, đã từ đạo thể tam trọng đến đạo thể cửu trọng hiện tại. Đó quả thực là kỳ tích, là một truyền kỳ, nhưng 800 vòng thọ luân, 800 tuổi, điều đó hiển nhiên không có khả năng. Lôi đạo tuyệt đối không sống đến 800 tuổi, vậy có nghĩa là chỉ sợ lôi đạo thật sự luyện một ít bí pháp thậm chí tiêu hao tuổi thọ chỉ là tuyết uyên nghĩ đến chính là lời lôi đạo nói hắn xem một lần bí pháp là có thể học được bây giờ xem ra chỉ sợ không đơn giản như vậy lôi đạo rất có thể là lợi dụng tuổi thọ của mình tiêu hao tuổi thọ đi luyện võ khó trách đạo ca nhi vẫn luôn rất khẩn trương vẫn luôn tiến lên hắn không tiến lên đại nạn tuổi thọ sẽ đến mỗi lần gặp phải nguy cơ đều là đạo ca nhi thay ta giải quyết thì ra đạo ca vẫn luôn dùng mạng bảo vệ ta Tuyết Uyên cảm thấy tất cả mọi chuyện nàng đều hiểu rõ. Hiểu cách làm của lôi đạo cho tới nay có chút kỳ quái, hiểu dụng tâm lương khổ của lôi đạo. Chỉ là, bây giờ biết đã muộn, lôi đạo hiện tại ngay cả thọ luân cũng không che lấp. Trực tiếp thi triển ra, hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người, vậy thì có nghĩa là, lôi đạo không sợ hãi, đó chính là đang liều mạng. Nếu đã liều mạng, còn có gì phải lo lắng, chỉ là, Tuyết Uyên lại không giúp được gì, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đạo đi liều mạng. Nàng chỉ có thể trở thành một người đứng xem. Không giống với Tuyết Uyên, Huyền Không Tử không cho rằng Lôi Đạo đang liều mạng. Hắn biết Lôi Đạo đi chính là vô địch lộ, cần vô địch tín niệm. Bởi vậy, bí pháp tiêu hao tuổi thọ có thể tu luyện, có thể có một chút bí mật nhỏ, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tín niệm vô địch. Bởi vậy, Lôi Đạo không hề che lấp, cho dù sẽ có vô số người ngấp nghe bí mật tăng thọ của Lôi Đạo. Nhưng như vậy thì sao? Lôi Đạo đã không còn sợ hãi, hắn đi chính là con đường vô địch, cầu chính là tín niệm vô địch. Ngoại trừ cường giả thánh thể hắn sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào. Con đường vô địch, hy vọng, người có thể thành công. Ánh mắt huyền không tử sáng ngời nhìn qua thân ảnh lôi đạo, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn thế mà cũng nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ có một tia chờ đợi. Một bán thánh chống lại thánh địa, vậy làm sao có thể thắng, nhưng loại mong đợi này lại như không thể ngăn chặn, dâng lên trong lòng huyền không tử, dường như không phải là không có khả năng. Lôi đạo, bản thân đã là một kỳ tích, trong hư không, lôi đạo đứng chắp tay, 800 vòng tuổi thọ sau lưng hắn không kiêng nể gì cả, tỏa ra ánh sáng vô tận, tôn hắn lên như là thiên thần. Lý luận tuổi thọ cực hạn? Không, thật ra Lôi Đạo cũng không đạt tới. Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy số liệu thân thể của mình lúc này. Họ tên: Lôi Đạo, 22, tuổi thọ: 130 năm, đạo thể bắt trọng, tổng cộng tiêu hao 790 năm một tháng tuổi thọ. Đạo thể cử trọng bí pháp hoàn mỹ, không thể tăng lên. Lôi Đạo cho dù cộng thêm tuổi thọ còn lại, cũng mới chỉ có 942 năm. Còn không có đạt tới cực hạn tuổi thọ đạo thể cửu trọng trên lý luận. Dù sao, trên lý luận đạo thể cửu trọng là có thể, tuổi ngàn năm. Lôi đạo còn cách mảnh thọ mệnh ngàn năm một chút, kém hơn 50 năm. Đây có lẽ là bởi vì đạo thể nhất trọng đến đạo thể nhị trọng, không có bí pháp hoàn mỹ, cũng không có đạo thể viên mãn từ đó lưu lại tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối thì tiếc nuối, đến tình trạng của Lôi đạo bây giờ, hắn đã không quan tâm chút tiếc nuối này. Hiện tại hắn cảm giác rất tốt, bảy lần đạo thể viên mãn để nhục thể của hắn đã cường hóa đến cực hạn hắn đứng ở chỗ này mặc cho võ giả đạo thể cử trọng công kích chỉ sợ cũng không làm gì được hắn các ngươi muốn bắt ta hư thúc thủ chịu trói đi cự tuyệt tiếp thánh lệnh thậm chí còn hủy thánh lệnh đây đều là tội không thể tha thứ lôi đạo lắc đầu thôi được con đường vô địch liền bắt đầu từ các ngươi đi ánh mắt lôi đạo khẽ nhíu lại sau đó hắn trực tiếp đấm ra một quyền âm uhm, đây là một quyền cách không đánh ra thậm chí cũng không phải oanh thiên chỉ là tùy tùy tiện tiện đánh ra một quyền nhưng không khí chấn động tựa hồ không khí đều bị áp suất đến cực hạn cùng lúc đó một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giáng xuống trên người lam và quý phong thậm chí bọn họ còn có một loại cảm giác đối mặt với tử vong bành lực lượng hạ xuống hai người còn chưa kịp phản ứng thánh năng trên người bọn họ đã chủ động hộ chủ lại là thánh năng lôi đạo nhìn qua lam lam và quý phong không nghĩ tới hai người này lại là bán thánh thái dịch thánh địa trực tiếp phái ra hai vị bán thánh đây thật đúng là đối với lôi đạo đủ coi trọng sao lực lượng của ngươi lại mạnh như vậy côn bằng chính là bán thánh thậm chí là bán thánh đỉnh tiêm nhưng bọn họ cường đại là thánh năng mà không phải nhục thể của bọn họ nhưng bọn họ cũng từng gặp một số thánh tử cường đại chỉ là lực lượng mạnh đến mức độ như lôi đạo quả thực không thể tưởng tượng nổi khó có thể lý giải một quyền vừa rồi của lôi đạo cách không đánh ra một quyền nếu như không phải bọn họ có thánh năng hộ thể chỉ sợ chỉ một quyền đã có thể đánh nổ hai người bọn họ một quyền đánh nổ hai cường giả đạo thể cửu trọng ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc này hai người tựa hồ có chút hiểu rõ vì sao trưởng giáo thánh địa muốn phái hai người bọn họ đi tới hồng vận thành lôi đạo không hề đơn giản như vậy âm chơi sau một khắc lôi đạo lại động thủ nhưng lần này động thủ thi triển là oanh thiên thức chính là chiến pháp mạnh nhất của lôi đạo một quyền oanh ra giống như cối say khổng lồ ống lan nghiền ép xuống tựa hồ muốn đem hai người đều ép thành mảnh vỡ Bành, Lam và Quý Phong vẫn sừng sững bất động, dường như không bị ảnh hưởng gì. Dưới thánh năng vờn quanh, hai người giống như thiên thần, không thể chiến thắng. Nhưng sắc mặt hai người lại rất khó coi, tiêu hao, thánh năng của bọn họ tiêu hao, hơn nữa là tiêu hao kịch liệt. Lôi đạo vẻn vẹn chỉ thi triển ra hai quyền, một quyền so với một quyền hung mãnh, một quyền so với một quyền cường đại. Chỉ có thánh năng mới có thể đối kháng thánh năng, đây quả thật là luật thép, cho dù lực lượng lôi đạo mạnh hơn gấp 10 lần, cũng đừng mơ tưởng đánh vỡ thánh năng nhưng bọn họ chỉ là bán thánh thánh năng còn chưa hiển hóa mỗi một lần vận dụng thánh năng đều sẽ tiêu hao lượng lớn thánh năng lôi đạo chỉ hai quyền đã khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều thánh năng tiếp tục như vậy bọn họ còn có thể kiên trì được bao nhiêu quyền năm quyền hay là mười quyền hoặc là mấy chục quyền cho dù thật sự có thể chống đỡ được mấy chục quyền như vậy bọn họ kỳ thật cũng đã bại dù sao thánh năng của bọn họ có hạn mà lôi đạo chỉ là vận dụng lực lượng thân thể lực lượng thân thể kia cơ hồ vô cùng vô tận cái này làm sao so cùng nhau động thủ hai người đương nhiên sẽ không bị động bị đánh chờ lôi đạo đem thánh năng của bọn họ tiêu hao hết bởi vậy bọn họ chủ động xuất thủ thánh năng hai người trực tiếp thi triển ra thánh năng nguyên bản hai người đều là bán thánh đỉnh tiêm tâm cao khí ngạo thậm chí cảm thấy trưởng giáo để hai người bọn họ đến truyền lệnh thật có chút đại tài tiểu dụng nhưng bây giờ hai người lại trực tiếp liên thủ đối phó lôi đạo không có chút cảm thấy là đại tài tiểu dụng nào đối mặt với lực lượng lôi đạo khủng bố hai người thật sự có chút sợ hãi nhìn thấy hai cỗ thánh năng bộc phát trong mắt lôi đạo lóe lên một tia tinh mang hắn gần như không có bất kỳ do dự nào trên người loáng thoáng bao trùm lên một tầng lực lượng chôn vùi đồng dạng là thánh năng lôi đạo cũng không e ngại nhưng mà bây giờ còn chưa tới lúc thi triển yên diệt chi thủ hai vị bán thánh vừa vạn thử phong mang cho lôi đạo nhất một lần hắn gần như không có bất kỳ do dự nào lập tức dẫn nổ mệnh châu lập tức mệnh châu dẫn nổ lực lượng vô cùng vô tận điên cuồng cọ rửa ở trong cơ thể phảng phất ngay cả lôi đạo đều có loại cảm giác bị nổ tung đây là tác dụng phụ do lực lượng tăng lên cực nhanh mang đến chỉ trong chốc lát lôi đạo cảm giác được lực lượng tăng lên ít nhất gấp 10 lần toàn thân đều tràn đầy lực lượng đại thủ ấn kinh thiên đỉnh đầu lôi đạo tam hoa hợp nhất mệnh châu dẫn nổ nhưng không sử dụng thần nhãn sau khi dẫn nổ lôi đạo của mệnh châu lực lượng thân thể lại tăng lên gấp 10 lần trở lên gần như là lực lượng mạnh nhất mà hắn có thể bộc phát ra hắn cũng muốn nhìn một chút thánh có thể không thể địch lại vậy lực lượng của hắn dưới sự cứng đối cứng đến tột cùng có thể làm đến trình độ nào âm âm trong nháy mắt bàn tay khổng lồ do kình thiên đại thủ ấn của lôi đạo hình thành liền va chạm mạnh với thánh năng của côn bằng cùng với quý phong mặt đối mặt cứng đối cứng đây là sức mạnh vô địch đây là thánh năng vô địch hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hung hăng va chạm với nhau cho dù là lôi đạo cũng rất chờ mong lực lượng thuần túy Đụng phải thánh năng không gì không phá không thể địch lại, đến tột cùng sẽ là trường hợp gì? Âm, um, ba cỗ lực lượng, một cỗ lực lượng thuần túy, hai cỗ thánh năng, hiện tại thì là hung hăng va chạm cùng một chỗ. Một cỗ ba động vô hình, trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lực lượng lôi đạo quá mạnh, nhưng dù vậy, cũng vẫn bị hai cỗ thánh năng nghiền ép, nghiền ép như bẻ cành khô. Bất quá, nghiền ép đồng thời là cần trả giá thật lớn. Hai cỗ thánh năng đều bởi vì nghiền ép lực lượng lôi đạo bộc phát mạnh châu từ đó tăng lớn hao tổn thậm chí thánh năng trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa chỉ còn lại có một bộ phận thánh năng còn đang cuốn tới lôi đạo ha 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 đến hay lắm lôi đạo thấy cảnh này trong lòng vô cùng vui sướng thánh có thể không thể địch nhưng vậy thì sao hắn có thể lợi dụng lực lượng thuần túy tiêu hao hết thánh năng của đối phương mà theo mệnh châu của hắn càng ngày càng cường đại dưới tình huống dẫn bạo mệnh châu chỉ cần lôi đạo không có mở ra thần nhãn vậy đối với lôi đạo mà nói liền không có ảnh hưởng quá lớn kích nổ mệnh châu dưới tình huống không mở ra thần nhãn, Lôi Đạo có thể chiến đấu liên tục trong một canh giờ. Một canh giờ, vậy là đủ rồi, bởi vậy, Lôi Đạo mới thoải mái cười to như vậy. Lại đến, bóng dáng Lôi Đạo vọt tới, không lùi mà tiến tới, ngược lại tiếp tục phóng về phía Côn Bằng và Quý Phong. Cùng lúc đó, quyền kinh của hắn giống như cuồng phong mưa to chút xuống. Trong lúc nhất thời, cho dù là hai vị đường đường bán thánh, có thánh năng hộ thể, thế mà đều chỉ có thể bị áp chế. Áp chế, đây là hoàn toàn bị áp chế. Ép tới hai vị bán thánh cũng không có cách nào rảnh tay đối phó Lôi Đạo. Hơn 800 vòng thọ luôn lơ lửng sau đầu Lôi Đạo, thân hình giữ tợn gần 4 mét thoạt nhìn như ma thần. Hiện tại công kích như mưa rào gió giật, càng khiến hai vị bán thánh có chút không chịu nổi. Đây chính là đường đường là hai vị bán thánh, áp chế, đây là áp chế tuyệt đối, đường đường là hai vị bán thánh, lại bị Lôi Đạo áp chế. Điều này cũng không quá ngạc nhiên, dù sao Lôi Đạo cũng là bán thánh, điều ngạc nhiên là Lôi Đạo ngay cả thánh cũng không thi triển ra được chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, lại có thể ngăn chặn được hai vị bán thánh. Ý vị này là cái gì? Một ít đạo thể cử trọng lão tổ đã sớm dâng trào cảm xúc, vô cùng hưng phấn. Ý vị này, đặt thể cử trọng không cần thức tỉnh thánh năng, chỉ cần lực lượng đủ cường đại. Thậm chí có thể áp chế bán thánh, đây là chuyện nghe rợn cả người cỡ nào, thậm chí có thể lật đổ nhận thức của võ giả. Không phải nói thánh có thể vô địch sao? Không phải nói bán thánh vô địch sao? Thánh có thể không thể địch lại, nhưng bây giờ có chuyện gì xảy ra? hai vị bán thánh đều bị công kích như gió táp mưa xa của lôi đạo đánh cho hôn mê, bị gắt gào áp chế, ngay cả lực lượng phản kích cũng không thể bộc phát ra. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thấy được chưa, lôi minh chủ dựa vào lực lượng thân thể thuần túy có thể ngăn chặn hai vị bán thánh a. Lực lượng nhục thân thuần túy thế mà cũng có thể mạnh đến loại tình trạng này. Không có bằng vào bất kỳ thần nhiệm chi bảo gì, chính là nhục thân thuần túy, liền áp chế hai vị bán thánh đều không thể thở dốc. Thánh có thể không thể địch nhưng nếu như lực lượng nhục thân đủ cường đại thậm chí cường đại đến sánh năng lôi minh chủ vậy có thể chính diện ngăn chặn thánh năng mặc dù đánh không phá thánh năng nhưng có thể gắt gao ngăn chặn thánh năng của đối phương bán thánh thì như thế nào thánh năng một khi hao hết liền cùng võ giả cửu trọng không có gì khác nhau trong lúc nhất thời ánh mắt thập đại lão tổ đều vô cùng nóng bỏng lôi đạo đây là lật đổ nhận thức của bọn họ thậm chí lật đổ giới hạn giữa bán thánh cùng võ giả đạo thể cửu trọng nguyên bản giữa võ giả đạo thể cửu trọng cùng bán thánh phảng phất như cách một lạch trời, Vĩnh Viễn cũng không cách nào vượt qua. Mà bây giờ, Lôi Đạo dùng sự thật chứng minh, thì ra võ giả đạo thể cửu trọng cũng có thể sánh ngang bán thánh, không, thậm chí có thể áp chế thậm chí đánh bại bán thánh. Đây là hành động vĩ đại cỡ nào? Không thể tin nổi cỡ nào chứ? Đương nhiên, lão tổ của người đại thương hội cũng rất rõ ràng, điều này nhất định rất khó. Nếu muốn dùng lực lượng nhục thân thuần túy ngăn chặn những bán thánh kia, khẳng định vô cùng khó khăn, chỉ ít bọn họ không làm được. Nhưng mà Điều này ít nhất cho bọn họ một mạch suy nghĩ. Để bọn họ biết, bán thánh cũng không phải cao cao tại thượng không thể chiến thắng. Thánh năng cũng không phải thật sự không có cách nào chống lại. Không thể đánh vỡ thánh năng, chẳng lẽ còn không thể áp chế thậm chí tiêu hao thánh năng. Lôi đạo dẫn nổ mệnh châu, thi triển chính là hình thái trung cực, tốc độ, lực lượng các loại của hắn, các phương diện đều chiếm được tăng phúc thật lớn. Ở dưới hình thái trung cực, công kích của lôi đạo căn bản cũng không có một tia ngừng nghỉ hoàn toàn chính là công kích điên cuồng giống như gió táp mưa rào, để cho Lam cùng Quý Phong đều không thể thở dốc. Thậm chí, thánh năng của hai người đều sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Quá trình dường như rất dài, nhưng trên thực tế chỉ mới qua vài nhịp thở mà thôi. Rốt cuộc, Hình Vanh và Quý Phong cũng phản ứng lại. Bọn họ chỉ dựa vào một loại thánh năng, quả thực không thể thoát khỏi áp chế của lôi đào. Nếu bọn họ chỉ thức tỉnh một loại thánh năng, vậy chỉ sợ kết quả thật sự sẽ không tốt. Nhưng mà, bọn họ không phải bọn họ chính là bán thánh đỉnh phong bán thánh đỉnh phong còn cường đại hơn xa dịch vô cực quý phong không nên lưu thủ toàn lực ứng phó động thủ một tiếng gầm nhẹ hắn chưa từng nghĩ tới đường đường là bán thánh đỉnh phong lại bị lôi đạo dùng lực lượng thân thể thuần túy bức bách đến loại trình độ này nhưng mà cũng chỉ đến đây là rừng âm uhm, sau một khắc trên thân côn bằng lóe lên quang mang màu xám ngay sau đó một cỗ thánh năng ăn mòn trong nháy mắt cuốn tới hướng lôi đạo cùng lúc đó quý phong cũng thi triển ra một đoàn hỏa diễm Trùng trùng điệp điệp thiêu đốt, mãnh liệt bộc phát vọt tới hướng Lôi đạo. Thánh năng, loại thánh năng thứ hai, hơn nữa, không chỉ có thánh năng thứ hai, thậm chí trên người bọn họ còn có một tầng ánh sáng như ẩn như hiện, Lôi đạo có thể cảm nhận được, đó vẫn là thánh năng, là thánh năng thứ ba. Ba loại thánh năng, cuối cùng Lôi đạo cũng hiểu được, vì sao sau khi hắn chém giết dịch vô cực, thánh địa thái dịch vẫn sẽ để hai người này đến đây, hóa ra, hai vị bán thánh này, mỗi một vị đều cường đại hơn dịch vô cực mỗi một vị đều thức tỉnh ít nhất ba loại thánh năng có lẽ đại nạn của bọn họ đã đến có lẽ bọn họ âm u đầy tử khí có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng không có cơ hội thành tựu thánh thể hoặc là nói cơ hội thành tựu thánh thể cực kỳ bé nhỏ nhưng mà chiến lực của bọn họ lại vô cùng cường đại ba loại thánh năng không thể để cho bọn họ thành tựu thánh thể nhưng lại có thể để cho thực lực của bọn họ tăng lên thật lớn thực lực mạnh chính là bán thánh hàng đầu hàng thật giá thật trong lúc nhất thời, lôi đạo lập tức đã nhận ra nguy cơ. Hai loại thánh năng cùng nhau công kích, phong tỏa tất cả đường lui của lôi đạo. Cho dù lôi đạo dùng lực lượng thân thể cũng không áp chế được tổng cộng bốn loại thánh năng. Dường như tình thế trong nháy mắt đã nghịch chuyển, ánh mắt lôi đạo thâm thúy, vẻ mặt không có chút biến hóa nào, hắn biết, mỗi một vị bán thánh đứng đầu đều không dễ đối phó như vậy. Nhưng mà, hắn là vô địch, con đường hắn phải đi chính là vô địch lộ, chỉ cần hắn còn, vậy không ai có thể đánh bại hắn bán thánh đỉnh tiêm thì thế nào lôi đạo không chỉ muốn đánh bại hắn còn muốn chém giết thần nhãn sau một khắc lôi đạo gầm nhẹ một tiếng lập tức hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt bao phủ trên người lôi đạo tất cả xung quanh tựa hồ đều dừng lại lôi đạo rất rõ ràng đây không phải là đứng im mà là tốc độ của hắn quá nhanh hắn bước một bước dài vọt đến trên người lam hắn có thể cảm giác được côn bằng rất mạnh thậm chí so với quý phòng đều muốn mạnh nhưng vậy thì như thế nào muốn chém thì chém người mạnh nhất yên diệt chi thủ, lôi đạo không có ý định dùng lực lượng thân thể hao hết xa thánh năng, bởi vì như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối phương thánh năng hao hết đồng thời, lôi đạo mở ra thần nhãn, đồng dạng sẽ tiêu hao hết lực lượng của mệnh châu. Đến lúc đó, không có mệnh châu, lôi đạo cũng không cách nào mở ra thần nhãn, ngược lại không đẹp. Bởi vậy, lôi đạo trực tiếp mở ra thần nhãn, thi triển yên diệt chi thủ. Âm âm, bàn tay của đạo thể cửu trọng yên diệt, so với lúc trước, đã tăng cường qua hai lần lôi đạo đã một lần nữa tiến vào nhục thân bản nguyên hai lần. Giờ phút này yên diệt chi thủ, cho dù còn xa xa không có đạt tới cực hạn, nhưng cũng càng thêm cường đại. Những nơi yên diệt chi thủ đi qua, tất cả đều hóa thành cho tàn. Cho dù là thánh năng của côn bằng, thánh năng có tính ăn mòn màu xám kia, căn bản cũng không ngăn cản được yên diệt chi thủ của lôi đạo. Phốp phốp, yên diệt chi thủ, trôn vùi tất cả, hủy diệt tất cả, phá hư tất cả. Cho dù là hồi vụ thánh năng của Lam cũng bị yên diệt chi thủ trực tiếp trôn vùi mặc dù tiêu hao một ít thánh năng của lôi đạo nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tiêu hao một bộ phận mà thôi sau đó yên diệt chi thủ tiếp tục vỗ xuống xoẹt thánh năng còn sót lại thứ nhất đã hoàn toàn tán loạn dù sao loại thánh năng thứ nhất đã bị lực lượng thân thể lôi đạo tiêu hao gần hết hai loại thánh năng của đào ngột đều đã tiêu hao không còn nhưng mà còn có một loại thánh năng cuối cùng tựa hồ là thánh năng loại hình phòng ngự gắt gao bảo vệ thân thể côn bằng nhưng theo yên diệt chi thủ mạnh mẽ vỗ tới trên người côn bằng nhất thời toàn thân côn bằng run rẩy một trận cho dù dưới tình huống lôi đạo mở ra thần nhãn tốc độ nhanh đến cực hạn nhưng làm hiển nhiên cũng có cảm ứng nghị ly đang sợ hãi bởi vì hắn cảm ứng được tử vong uy hiếp hắn tựa hồ ngửi thấy khí tức tử vong tử vong sẽ quanh quẩn bên người hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến đến loại thánh năng thứ ba xác thực rất mạnh cho dù là yên diệt chi thủ của lôi đạo chôn vùi tất cả hủy diệt tất cả nhưng gặp phải loại thánh năng thứ ba của côn bằng vẫn bị tiêu hao rất nhiều Lúc này mới đem toàn bộ tiêu hao. Đã tiêu hao toàn bộ thánh năng, Lôi đạo lập tức thu hồi Yên Diệt chi thủ, hắn không muốn lãng phí một chút lực lượng nào của Yên Diệt chi thủ. Ừm, um, Lôi đạo nhất quyền đánh vào trên người của Lam, sau một khắc, thần nhãn trên trán Lôi đạo đột nhiên khép lại, hào quang màu đỏ tươi biến mất, không còn tăm tích, trong nháy mắt, hết thảy xung quanh lại khôi phục bình thường. Nhưng Lôi đạo đã đổi hướng, đi tới sau lưng Côn Bằng và Quý Phong, thánh năng của hai người ngay cả bóng dáng Lôi đạo cũng không thể đụng tới ngươi ngươi đã làm gì ta côn bằng quả thực có cảm ứng nguy hiểm tử vong cũng không có tiêu trừ hơn nữa thánh năng của hắn thế mà biến mất không thấy bóng dáng điều này sao có thể chỉ là lôi đạo không giải thích mà lẳng lặng đứng ở trong hư không khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhẹ giọng quát bạo bành sau một khắc thần sắc côn bằng cứng đờ ngay sau đó đầu của gã giống như dưa hấu trong nháy mắt nổ tung máu tươi vẩy ra mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong hư không đào ngột bán thánh đỉnh tiêm thức tỉnh ba loại thánh năng, cứ như vậy ngã xuống. Hơn nữa, chết không toàn thây. Cái gì, người chết rồi, nhìn thấy đầu của Lam trong nháy mắt nổ tung, máu tươi vẩy ra, khí tức sinh mệnh trên người cũng nhanh chóng biến mất, một gã bán thánh khác như không thể tin được vào hai mắt của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, côn bằng sẽ chết bởi hắn, sẽ bị người khác chém giết. Côn bằng sẽ chỉ chết thảm sau khi đại nạn đến, quất ức chết đi, tiếc nuối chết đi, nhưng tuyệt đối sẽ không bị chém giết. Chỉ là, một màn trước mắt này lại là sự thật không ngừng đánh thẳng vào tâm linh quý phong trong lúc nhất thời đường đường là bán thánh đứng đầu quý phong sâu trong tâm linh thế mà cũng sinh ra một tia sợ hãi sợ hãi sợ hãi cái chết làm cho trong lòng quý phong bất an lôi đạo trước mắt lại là cường giả có thể chém giết bán thánh đỉnh phong cho dù hắn liên thủ với côn bằng vẫn không phải là đối thủ của lôi đạo phải biết rằng hắn giống như côn bằng đều là bán thánh đỉnh phong đã thức tỉnh ba loại thánh năng ngươi ngươi đến cùng sử dụng âm mưu thủ đoạn gì giết kiêm hà quý phong sinh lòng sợ hãi trên người thậm chí xuất hiện ba loại thánh năng bao phủ toàn bộ thân thể hắn vào trong đó không chịu cho lôi đạo bất cứ cơ hội nào lôi đạo biết rõ lúc này lại thi triển thần nhãn đã không có ý nghĩa gì đã mất đi ý nghĩa của đánh lén huống chi có thánh năng cũng không cách nào đánh lén đã như vậy vậy thì đường đường chính chính quang minh chính đại chính diện chém giết quý phong ngươi muốn biết vậy thì thử một lần đi Ông, sau một khắc, Yên Diệt chi thủ sau lưng lôi đạo lại lần nữa bộc phát, che khuất bầu trời, Yên Diệt chi thủ trùng trùng điệp điệp, dường như bao phủ cả nửa bầu trời. Những nơi đi qua, tất cả đều chôn vui, thấy cảnh này, sắc mặt Quý Phong trắng nhợt, tuy rằng đồng dạng là bán thánh, đồng dạng là thánh năng, nhưng hắn biết rõ, giữa thánh năng cùng thánh năng là có khác biệt. Nếu muốn thức tỉnh thánh năng đều phải trải qua thiên tân vạn khổ, còn phải dựa vào một chút vận khí. Mà sau khi thức tỉnh thánh năng mạnh yếu, kỳ thật cũng phải dựa vào vận khí ví dụ như có một số thánh năng là trọng điểm phòng ngự có một số thánh năng là trọng điểm tốc độ còn có một số thánh năng là trọng điểm phong cấm thậm chí còn có thánh năng đơn thuần phụ trợ giữa thánh năng và thánh năng cũng có khác biệt rất lớn không chỉ có thánh năng mạnh yếu có khác nhau còn phải xem thánh năng đến cùng có đạt tới cực hạn hay không nếu như đều có thể đạt tới điểm tới hạn của hiền thánh vậy khẳng định cũng không kém chỉ tiếc cũng không phải ai cũng giống như lôi đạo có thể nghiên cứu một loại thánh năng đến cực hạn có thể tiến vào rất nhiều lần bản nguyên, đem yên diệt chi thủ tăng lên tới trình độ cực cao. Bất luận là Dịch vô cực hay là Lam, hoặc là Quý Phong, cho dù bọn họ thức tỉnh hai loại thậm chí ba loại thánh năng, nhưng trên thực tế mỗi một loại đều xa xa không đạt tới cực hạn. Như vậy cho dù thức tỉnh 10 loại thánh năng lại có thể thế nào? Nhiều mà không tinh, Vĩnh Viễn cũng không thể hiển thánh, thành tựu thánh thể. Lôi đạo thì là đi con đường tương phản, hắn chỉ thức tỉnh một loại thánh năng sau đó không ngừng tăng cường loại thánh năng này, lại thêm hắn tiến vào nhục thân bản nguyên rất nhiều lần, để yên diệt chi thủ cũng tăng cường mấy lần. Bởi vậy, mặc dù chỉ có một loại thánh năng, nhưng yên diệt chi thủ của lôi đạo lại vô cùng cường hãn. Không kém hơn ba loại thánh năng của bán thánh khác. Bởi vậy, theo lôi đạo trùng trùng điệp điệp thi triển yên diệt chi thủ, trực tiếp khóa chặt quý phong. Cho dù là quý phong muốn chạy trốn cũng không kịp. Huống chi, dưới tình huống có thần nhãn, quý phong làm sao có thể chạy trốn. Tốc độ có nhanh hơn nữa, lại há có thể nhanh hơn thần nhãn âm um, quý phong cũng chỉ có thể cắn răng một cái thì chuyển ra thánh năng đó là một ngọn lửa nhanh chóng bành trướng dường như biến nửa bầu trời thành thế giới lửa thậm chí cả bầu trời đều đang thiêu đốt cùng lúc đó còn có một cơn bão quét tới hai loại thánh năng đều là thánh năng loại hình tấn công vô cùng bạo liệt đương nhiên quý phong còn có loại thánh năng thứ ba chỉ là loại thánh năng thứ ba đã bị lôi đảo dùng lực lượng thân thể tiêu hao hơn phân nửa bây giờ căn bản là không cách nào vận dụng chỉ có thể hộ thân nhưng hai loại thánh năng che khuất bầu trời thanh thế đã vô cùng khủng bố chỉ ít lúc trước dịch vô cực không có thanh thế như vậy nhìn thấy cỗ thánh năng che khuất bầu trời này kinh khủng tới cực điểm giống như rời non lấp biển hướng phía lôi đạo quét sạch mà đi đám người tuyết uyên nguyên lão tổ thậm chí võ giả bình thường ở hồng vận thành đều mơ hồ có loại cảm giác hít thở không thông cho dù chỉ cảm nhận được một chút khí tức tiêu tán cùng với một màn kinh khủng trên bầu trời đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi phát ra từ nội tâm đây chính là thánh năng thánh năng vô địch trước kia bọn họ tuy rằng cũng nghe nói qua thánh năng thậm chí đem thánh năng ẩn ẩn thần hóa nhưng trên thực tế bọn họ lại chưa từng tận mắt thấy thánh năng càng chưa từng thấy trận chiến giữa các thánh năng mà bây giờ bọn họ thấy được thánh năng hai loại thánh năng của quý phong bán thánh đã không thuộc về phạm trù võ học loại lực lượng kia thật sự có người có thể ngăn cản âm âm cuối cùng ba loại thánh năng hung hăng va chạm với nhau Lần này, Lôi Đạo không thi triển thần nhãn, hắn dùng Yên Diệt chi thủ chính diện chống lại hai loại thánh năng của Quý Phong bán thánh, bởi vậy, tất cả mọi người có thể thấy rõ va chạm giữa ba loại thánh năng. Có lẽ uy thế của Yên Diệt chi thủ cũng không tệ, nhưng ở trước mặt hai loại khí thế thánh năng kinh khủng, tự hồ cũng không tính là gì. Bất quá, khi ba loại thánh năng vừa tiếp xúc, hung hăng va chạm cùng một chỗ, đột nhiên biến hóa. Chỉ thấy Yên Diệt chi thủ của Lôi Đạo giống như là bàn ủi, nung đỏ, vừa mới tiếp xúc, lập tức vô luận là hỏa diễm thánh năng hay là phong bạo thánh năng thế mà đều chôn vùi hết thay yên diệt toàn bộ chôn vùi hai loại thánh năng khi thế ngập trời thế mà bị yên diệt chi thủ của lôi đạo chế trụ hơn nữa còn là triệt áp yên diệt chi thủ của lôi đạo chôn vùi tất cả bất kể là hỏa diễm thánh năng hay là phong bạo thánh năng đều trực tiếp nghiền ép yên diệt chi thủ mà yên diệt chi thủ thì sao cũng có hao tổn nhưng đó chỉ là bởi vì chôn vùi hai loại thánh năng tự thân sinh ra một chút hao tổn mà thôi thấy một màn như vậy quý phong mở to hai mắt giống như không thể tin được một màn trước mắt hắn rốt cuộc biết vì sao lam lại bị lôi đạo chém giết ngươi thánh năng của ngươi sao có thể cường đại như thế giọng nói của quý phong cũng đang run rẩy hắn chưa bao giờ thấy qua thánh năng cường đại như thế có lẽ các thánh tôn trong thánh địa có thể có thánh năng cường đại như vậy nhưng những người đó đều là thánh tôn cường giả thánh thể cao cao tại thượng mà lôi đạo thì sao chỉ là một bán thánh còn chỉ là bán thánh đã thức tỉnh một loại thánh năng mặt lôi đạo không chút biểu cảm, dưới sự phụ trợ của 800 vòng thọ luân sau đầu, giống như thật sự là một lão quái vật, khiến người ta sợ hãi, tim đập nhanh. 800 vòng thọ luân kia, thật sự là quá có tính lừa gạt, cho dù là bán thánh đỉnh tiêm như Quý Phong, nhìn thấy 800 vòng thọ luân kia, đều sẽ có loại cảm giác tang thương. Bất giác cúi đầu trước mặt lôi đạo, không có cách, ở thế giới này, sống lâu chính là một loại tư cách. Lôi đạo đứng chắp tay, mặt không biểu cảm, giọng điệu bình tĩnh nói, thật ra thánh năng của bản tọa cũng không phải thật sự cường đại đến mức không thể địch lại, chỉ là vì bản tọa vẫn luôn tăng cường yên diệt chi thủ, vẫn luôn tranh thủ tăng yên diệt chi thủ lên tới cực hạn. Mà các ngươi ngay cả một loại thánh năng cũng không tăng tới cực hạn. Vậy đi thức tỉnh loại thánh năng thứ hai thậm chí loại thứ ba. Tạp mà không tinh, nhất định không thể thành tựu thánh thể, thậm chí ngay cả thánh năng cũng chỉ là hư hữu kỳ biểu. Cảm xúc của lôi đạo bây giờ càng ngày càng sâu sắc. Tuy hắn mới chỉ thức tỉnh một loại thánh năng, nhưng hắn đã xâm nhập vào nhục thân bản nguyên rất nhiều lần, bởi vậy, hắn hiểu rất rõ tình huống của thánh năng. Dù hắn xâm nhập nhục thân bản nguyên nhiều lần như vậy, nhưng thánh năng cũng xa xa không có đạt tới cực hạn. Chỉ có đạt tới cực hạn mới có cơ hội hiển hóa thánh năng. Bởi vậy, Lôi đạo cũng đã sớm quyết định, một con đường đi đến hắc tuyệt sẽ không đi thức tỉnh loại thánh năng thứ hai, vậy không thể nghi ngờ sẽ liên lụy rất nhiều tinh lực. Tạp mà không tinh, đây là tối kỵ khi trở thành thánh thể. Ngay cả Lôi đạo cũng rõ ràng nhưng vì sao những bán thánh của thánh địa này lại không biết có lẽ bọn họ cũng không phải không biết mà là không thể làm được một khi đến đạo thể cửu trọng không cách nào tiến thêm một bước lại như thế nào tiến vào nhục thân bản nguyên từ đó tăng lên thánh năng đâu lôi đạo thì có cách cũng có ý tưởng nhưng bán thánh khác có sao trên thực tế hiện tại lôi đạo cũng gặp phải vấn đề như vậy tay thánh năng yên diệt của hắn cũng không có đạt tới cực hạn không cách nào hiển thánh đây không phải là do tín nhiệm không mạnh mà là không có đạt tới cực hạn tín nhiệm mạnh hơn cũng không có bất kỳ tác dụng gì mà lôi đạo đã đạt đến đạo thể cửu trọng không cách nào thông qua đánh vỡ gông cùm xiềng xích nhục thân từ đó tiến vào trong bản nguyên nhục thân hiện tại lôi đạo cũng chỉ có một loại biện pháp đó chính là thánh ngân dùng lượng lớn thánh ngân khác biệt kích thích thánh năng có lẽ có thể tiến vào trong nhục thân bản nguyên tiến thêm một bước tăng lên nhục thân bản nguyên nhưng đây là biện pháp của lôi đạo những bán thánh khác đâu bọn họ sẽ bị vây khốn bởi không cách nào tiến vào nhục thân bản nguyên vì vậy liền nghĩ đi con đường khác, thức tỉnh loại thứ hai thậm chí loại thứ ba thánh năng. Thật tình không biết, như vậy sẽ liên lụy đến càng nhiều tinh lực. Đương nhiên, cũng không phải là nói biện pháp này không được. Nhưng hy vọng cực kỳ bé nhỏ, đây cũng là cử chỉ vô cùng bất đắc dĩ, không phải ai cũng có thể may mắn giống như lôi đạo, có thể một con đường đi đến màu đen, một mực tăng cường yên diệt chi thủ là được, hơn nữa còn có biện pháp cụ thể. Xoẹt, ba loại thánh năng còn đang kịch liệt giao phong, nơi yên diệt chi thủ của lôi đạo đi qua, Tất cả đều chôn vùi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hỏa diễm cùng phong bạo trong hư không đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại bàn tay chôn diệt của Lôi đạo, uy năng lại tăng vọt, điên cuồng chôn vùi hỏa diễm và thánh năng phong bạo. Đương nhiên, yên diệt chi thủ của Lôi đạo cũng rút nhỏ hơn phân nửa. Đó là thánh năng bị hai loại thánh năng tiêu hao, nhưng mà, đã đủ rồi. Bành, cuối cùng, Reredo Kameyuki cũng hoàn toàn chôn vùi hai loại thánh năng của Quý Phong, chỉ còn lại một chút xíu tay dập tắt, rơi xuống trên người Quý Phong nhưng trên người Quý Phong còn có một loại thánh năng cuối cùng, dù chỉ còn lại một chút xíu, nhưng đó cũng là thánh năng hàng thật giá thật. Hai loại thánh năng, đụng nhau một cái, cuối cùng tất cả đều biến mất. Chặn lại rồi, Quý Phong rốt cuộc chặn yên diệt chi thủ của lôi đạo, chỉ là, vậy thì sao? Ba loại thánh năng trên người hắn đều bị tiêu hao không còn, yên diệt chi thủ của lôi đạo cũng bị tiêu hao không còn. Vẫn là tất cả thánh năng của hai vị bán thánh đỉnh phong mới tiêu hao sạch sẽ yên diệt chi thủ của lôi đạo. Nhưng đối với Quý Phong mà nói, đây không phải là thắng lợi mà là thất bại thậm chí là thất bại thảm hại không có thánh năng hắn ở trước mặt lôi đạo lại tính là cái gì kết thúc rồi quý phong cười khổ một tiếng cùng lúc đó lôi đạo đánh ra một quyền bành thân thể quý phong căn bản không ngăn được một quyền toàn lực của lôi đạo trong nháy mắt đã bị đánh nổ so với côn bằng còn thê thảm hơn thật sự là chết không toàn thây chỉ còn lại có máu thịt bắn tung tóe khắp nơi quý phong ngã xuống hồng vận thành hoàn toàn yên tĩnh bán thánh hai vị bán thánh cầm thánh lệnh trong tay đi tới nhưng bây giờ đều bị lôi đạo chém chết chuyện như vậy đối với thánh địa mà nói cũng là long trời lở đất chưa bao giờ xảy ra bán thánh bị đánh bại vẫn tương đối thường gặp nhưng bị chém giết vậy thì thật sự là quá khó khăn bởi vì không phải là đối thủ thì chẳng lẽ không thể trốn chỉ cần thánh năng không bị tiêu hao hết bán thánh kia gần như là tồn tại vô địch huống chi bất kể là quý phong hay là lam đều là người mang ba loại thánh năng làm sao lại bị tiêu hao hết chỉ cần còn có thánh năng như vậy bọn họ chính là bất tử chỉ tiếc ai cũng không ngờ thánh đạo có thể cường đại như thế dùng sức một mình mài mòn hết ba loại thánh năng của hai vị bán thánh hơn nữa lực lượng thân thể của lôi đạo cũng vô cùng khủng bố một loại thánh năng riêng lẻ thậm chí còn bị lôi đạo áp chế làm hao mòn thánh năng lúc này mới dẫn đến hai vị bán thánh đỉnh phong thất bại trong gang tấc bị lôi đạo chém giết một màn này tất cả mọi người hồng vận thành đều thấy được căn bản là không cách nào giấu giếm Lôi đạo một lần nữa thu hồi 800 vòng thọ luân sau đầu, khôi phục lại hình thái bình thường. Hắn nhất cử chém hai vị bán thánh của thái dịch thánh địa. Trong lòng vô cùng thư sướng, ý niệm thông suốt, cảm thấy tốt trước nay chưa từng có. Hơn nữa, ở sâu trong nội tâm của hắn, thật sự có tín niệm vô địch đang từ từ tích xúc. Đợi đến khi tín niệm vô địch tích xúc đến trình độ nhất định, yên diệt chi thủ của lôi đạo cũng đạt tới cực hạn, thậm chí có thể thử nghiệm hiển thánh nhưng khi lôi đạo phi trở về bên cạnh tuyết uyên nguyên lão tổ và đám người huyền không tử huyệt không tử lại dành trước một bước trầm giọng nói lôi huynh không ngờ thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ này cho dù là tổ sư thiên nguyên lúc trước vừa mới chạy ra khỏi nguyên sơ thánh địa cũng không cường đại như vậy bất quá ngươi liên tiếp chém giết ba vị bán thánh dịch vô cực làm bằng cùng với quý phong thậm chí còn cự tuyệt tiếp nhận thánh lệnh của thái dịch thánh địa hủy thánh lệnh đây đối với thái dịch thánh địa mà nói là khiêu khích phi thường nghiêm trọng vô luận như thế nào thái dịch thánh địa cũng sẽ không bỏ qua ngươi cho dù là có thánh khác giảng hòa chỉ sợ cũng không có bất kỳ tác dụng bởi vậy lôi huynh ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi nguyên châu đi giống như thiên nguyên tổ sư lúc trước rời khỏi nguyên châu đợi đến một ngày kia trở thành cường giả thánh thể trở về cũng không muộn lôi đạo biết huyền không tử đề nghị là phát ra từ nội tâm hơn nữa cũng là đề nghị phi thường tốt lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt lúc trước thiên nguyên tổ sư cũng có thời điểm vô cùng biệt khuất biết khuất rời đi Nguyên Châu, cuối cùng thành tựu thánh thể lại giết trở về, thậm chí thiếu chút nữa đem Nguyên Sơ Thánh Địa kéo xuống ngựa. Nhưng Lôi Đạo thì không thể, hắn đi chính là vô địch lộ, không thể trốn, ít nhất không thể xám xịt rời khỏi Nguyên Châu như vậy. Mặc dù Lôi Đạo có thể dùng vô số loại lý do rời khỏi Nguyên Châu, nhưng hắn lừa được người khác nhưng không lừa được nội tâm của hắn, không lừa được chính Lôi Đạo. Một khi hắn xám xịt rời khỏi Nguyên Châu, một chút tín niệm vô địch vừa mới tích xúc được ở sâu trong nội tâm Lôi Đạo, chỉ sợ sẽ lập tức sụp đổ đến lúc đó lôi đạo vĩnh viễn cũng không thể thành tựu thánh thể cho dù cậu toàn tính mệnh thì có ích lợi gì hơn nữa thời gian của lôi đạo cũng không còn bao nhiêu hắn chỉ có thời gian 130 năm trong thời gian 130 năm không thành thánh thể vậy hắn liền tiến đến đại nạn bởi vậy lôi đạo không có lựa chọn không thành công thì thành nhân huyền không tử nếu lôi mỗ quang minh chính đại đi khiêu chiến thái dịch thánh địa thánh tôn trong thánh địa sẽ ra tay sao lôi đạo bỗng nhiên mở miệng hỏi một vấn đề đã khác khiến huyền không tử cũng hơi sững sờ. Thánh tôn ra tay, làm sao có thể, thánh tôn sẽ không ra tay. Huống chi, hiện tại thái dịch thánh địa, có thánh tôn tọa chấn hay không cũng không nhất định. Đây là ý gì? Lôi đạo có chút kinh ngạc. Huyền không tử giải thích, ngươi cho rằng sau khi trở thành thánh tôn luôn ngồi chơ chơ ở thánh địa, vĩnh viễn không ra ngoài à. Sao có thể chứ? Đối với các thánh tôn, bọn họ cũng phải tu luyện, bọn họ cũng muốn tiến thêm một bước, ở trên thánh thể còn có thần thể, ngồi chơ chơ một mình trong thánh địa có thể có tiến bộ gì. Bởi vậy, trên thực tế rất nhiều thánh tôn của thánh địa đã ra ngoài. Chỉ là đây là tuyệt mật, những người khác không biết thôi. Thì ra là thế, ánh mắt lôi đạo sáng lên, huống chi, không tới lúc thánh địa bị hủy diệt, sao thánh tôn lại ra tay được. Cho dù lúc trước lão tổ thiên nguyên làm cho thánh địa nguyên sơ long trời lở đất, thánh tôn cũng không ra tay. Đối với thánh tôn mà nói, một khi ra tay, tính chất sẽ hoàn toàn khác. Đương nhiên, nếu ngươi muốn hủy diệt thánh địa, sinh ra uy hiếp cực lớn đối với thánh địa rất có thể thánh tôn cũng sẽ ra tay huống chi cho dù thánh tôn rời khỏi thánh địa người trong thánh địa cũng nhất định có một số phương thức liên lạc có thể liên hệ với thánh tôn lôi đạo gật đầu chỉ cần thánh tôn không ra tay hoặc không dễ dàng ra tay vậy hắn yên tâm tuy hắn rất bồng trướng tự cảm thấy không có lực lượng gì có thể ngăn cản hắn nhưng lôi đạo vẫn tự biết mình thánh tôn đó là cao cao tại thượng vượt xa tưởng tượng của võ giả đạo thể một khi thánh tôn ra tay, lôi đạo không chắc mình có thể chống đỡ nổi. Nhưng mà, lôi đạo cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Dưới tình huống có thần nhãn, lôi đạo không sợ hãi. Thần nhãn mạnh nhất chính là tốc độ, cho dù là thánh tôn, cũng không nhất định có thể giết chết lôi đạo. Dù sao, lôi đạo đã không phải bán thánh bình thường. Chỉ là, lôi đạo cũng không muốn đi tới bước đó. Như thế rất tốt, huyền không tử, ta muốn đi chính là con đường vô địch, không có tín niệm vô địch, làm sao có thể hiển thánh. Huống chi thánh ngân chi địa trong thánh địa đối với ta có đại dụng. Bởi vậy, cũng không cần Thái Dịch thánh địa tới tìm ta, ngày mai ta sẽ đích thân tới Thái Dịch thánh địa. Khiêu chiến bán thánh mạnh nhất trong Thái Dịch thánh địa, Lôi đạo vừa dứt lời, mọi người lập tức xôn xao. Bọn họ nghe được cái gì? Lôi đạo không trốn tránh Thái Dịch thánh địa còn chưa tính, lại còn muốn chủ động giết tới Thái Dịch thánh địa, còn muốn khiêu chiến bán thánh mạnh nhất Thái Dịch thánh địa. Đây là điên rồi sao? Chỉ sợ nếu như Lôi đạo thật sự lên thánh địa Thái Dịch, những đệ tử trưởng lão cao ngạo trong thánh địa thái dịch thậm chí là các trưởng lão đang bế quan không phải sẽ tức chết sao có người không kiêng nể gì như vậy lôi huynh suy nghĩ của người thật đúng là thật sự là không giống người thường huyệt không tử há to miệng muốn nói lại thôi hắn đã không còn gì để khuyên bảo khuyên bảo lôi đạo rời đi nhưng lôi đạo đã quyết định đánh lên thái dịch thánh địa hắn cũng rất tuyệt vọng thời gian một ngày lôi đạo còn cần một ngày để khôi phục yên diệt chi thủ và mệnh châu thậm chí lôi đạo còn chuẩn bị mang theo lượng lớn linh dược chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào mệnh châu của hắn có thể dùng đại lượng linh dược chân quý khôi phục chỉ ít có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục chuyến này đi thái dịch thánh địa ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì bởi vậy lôi đạo không thể không làm tốt chuẩn bị vẹn toàn thời gian một đêm thoáng cái đã qua lôi đạo vẫn luôn ở trong mật thất ngày hôm sau linh dược hắn phân phó đều đã được tuyết huyên chuẩn bị thỏa đáng từ đầu đến cuối không có ai hỏi qua hắn chuyện về thọ luân ngay cả Nhắc cũng không có đề cập qua. Lôi Đạo hiểu rất rõ, đây là bởi vì thực lực và địa vị của hắn bây giờ. Hắn ta chính là bán thánh, thậm chí có thể liên tiếp chém giết ba vị bán thánh, hung uy cực thịnh, có thể nói là mạnh nhất mấy ngàn năm thậm chí vạn năm. Thời gian vạn năm, toàn bộ Nguyên Châu chưa từng xuất hiện nhân vật hung tàn như Lôi Đạo, chém liền ba đại bán thánh. Cho dù hắn có 800 vòng thọ luân, là lão quái thì như thế nào? Cho dù trên người hắn có một chút kỳ quặc, có một ít bí ẩn thì như thế nào? khi tất cả mọi người đều nhìn lên lôi đạo ai còn dám có ý đồ với lôi đạo thậm chí ngay cả ý nghĩ như vậy cũng không có lôi huynh lần này ta không thể đi cùng ngươi nếu ta đi chỉ sợ thế cục sự tình sẽ càng thêm phức tạp huyệt không tử ánh mắt phức tạp nói xác thực huyền không tử thân phận rất đặc thù chính là linh lung thánh địa đệ nhất thánh tử nếu là hắn đi chỉ sợ thái dịch thánh địa còn sẽ cho rằng linh lung thánh địa có âm mưu gì như vậy ngược lại sẽ bất lợi cho lôi đạo không sao các ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi trên mặt lôi đạo lộ ra vẻ tươi cười vù lôi đạo trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời rời khỏi hồng vận thành nhìn bóng lưng lôi đạo rời đi tất cả mọi người đều trầm mặc nhất là các lão tổ của liên minh thương hội nguyên châu sâu trong nội tâm bọn họ còn mơ hồ có chút áy náy lôi đạo thậm chí muốn đánh lên thái dịch thánh địa vậy tất cả đều là vì bảo toàn liên minh thương hội nguyên châu vì bảo toàn hồng vận thành a à, nếu không phải như thế cần gì phải tự mình lên thái dịch thánh địa cho dù lôi đạo có mạnh hơn nữa đó cũng là một người một bán thánh một khi đi thái dịch thánh địa vậy sẽ đối mặt với cả tòa thánh địa cùng với rất nhiều bán thánh làm gì có phần thắng về phần lôi đạo nói đi khiêu chiến thái dịch thánh địa mọi người căn bản không coi là thật đó chẳng qua là một câu nói đùa của lôi đạo mà thôi lôi đạo đi chuyến này có lẽ sẽ vĩnh viễn không về được nữa ta tin tưởng đạo ca nhi nhất định có thể trở về trong ánh mắt của tuyết uyên mang theo một tia kiên định cùng với chờ đợi chỉ là tất cả mọi người đều trầm mặc không ai nói tiếp một bán thánh vẫn là bán thánh không hề có căn cơ không có bối cảnh liên trảm ba đại bán thánh của thái dịch thánh địa hiện tại tự mình đi tới thái dịch thánh địa còn muốn bình yên vô sự trở về nói dễ vậy sao có lẽ sẽ không nghe được tin tức của lôi đạo nữa nhưng mà sự tích lôi đạo đã đủ truyền kỳ mặc kệ kết quả như thế nào lôi đạo ở nguyên châu đều sẽ là một truyền kỳ lôi đạo đã rời khỏi hồng vận thành trong tay hắn có một phần địa đồ là địa đồ liên quan tới vị trí cụ thể của thánh địa thái dịch bởi vậy tìm được thái dịch thánh địa cũng không khó nhưng khi lôi đạo đi vào vị trí trong bản đồ lôi đạo lại phát hiện không phải đơn giản như vậy vị trí cụ thể là tìm được nhưng thái dịch thánh địa cùng linh lung thánh địa giống nhau đều bị trận pháp bao phủ không có lệnh bài căn bản là không cách nào tiến vào thái dịch thánh địa thậm chí đều không nhìn thấy thái dịch thánh địa nhanh hẳn là chỗ này thái dịch thánh địa hẳn là ở chỗ này thánh địa a chúng ta chăm cay nhìn đắng mới tìm được thánh địa nếu như có thể được thánh địa thu vào trong môn vậy chúng ta từ nay về sau cũng chính là đệ tử thánh địa một bước lên trời ô nơi đó lại còn có một người cũng là võ giả đến tìm thánh địa hy vọng trở thành đệ tử thánh địa lôi đạo nhìn lại phía sau lại bay tới ba võ giả hai nam một nữ nhìn khí tức cũng không tính đặc biệt cường đại đại khái chỉ là dáng vẻ tam hoa tụ đỉnh vừa rồi ba người này là chuyên môn tới tìm thái dịch thánh địa hy vọng bái nhập thái dịch thánh địa hiển nhiên cũng biết quy củ của thánh địa trên người mặc dù có linh dược ngàn năm nhưng không có sử dụng đem chính mình áp chế tại cảnh giới tam hoa tụ đình trên thực tế chính là muốn sau khi tiến vào thánh địa có thể đạo thể viên mãn từ đó trở thành thánh tử dã tâm của ba người cũng không nhỏ người tới nơi này bao lâu rồi cũng là tới tìm kiếm thánh địa bỗng nhiên nữ tử trong ba người kia ngược lại hay nói hướng về phía lôi đảo hỏi cẩn thận hai võ giả nam khác có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều đối với võ giả xa lạ bọn họ vốn không muốn đáp lời dù sao ba người bọn họ yếu đến đáng thương vẻn vẹn chỉ là tam hoa tụ đỉnh mà thôi nam tử xa lạ trước mắt nhìn khí chất bất phàm dù thế nào cũng mạnh hơn bọn họ tuy rằng bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ lấy được một tấm bản đồ tìm được nơi này nhưng ai biết nơi này nhất định chính là thái dịch thánh địa dù sao hiện tại nơi này một mảnh trống rỗng có chỉ là núi rừng vô tận nơi nào có cái thánh địa gì lôi đạo không trả lời mà hỏi ngược lại các ngươi đến bái sư muốn tiến vào thái dịch thánh địa không sai ngươi cũng thế sao vậy các ngươi có lệnh bài hoặc tín vật tiến vào thái dịch thánh địa không ách chúng ta chỉ có một tấm bản đồ hay là căn cứ bản đồ tìm được nơi này xin hỏi nơi này thật có thánh địa nhìn ba võ giả này lôi đạo lắc đầu lập tức không chú ý nữa ba người này hiển nhiên là võ giả bình thường cái gì cũng đều không hiểu mà thôi chỉ là may mắn đạt được một tấm địa đồ ghi lại thái dịch thánh địa sau đó theo đồ tác mông lung cuối cùng tìm được nơi này còn tín vật gì đó chắc chắn không có nếu muốn đi vào thái dịch thánh địa còn phải dựa vào chính hắn xem ra chỉ có thể dùng một ít biện pháp đặc thù lôi đạo hít một hơi thật sâu lập tức vươn ra một bàn tay trắng nón nắm chặt lại hóa thành nắm đấm âm um, lôi đạo đấm ra một quyền sức mạnh kinh khủng bộc phát trong nháy mắt dường như ngay cả không khí cũng chấn động sức mạnh kinh khủng bộc phát trong nháy mắt đó khiến ba võ giả tam hoa tụ đỉnh phía sau cảm thấy như muốn hít thở không thông võ giả đỉnh cấp ít nhất cũng là đạo thể ngũ trọng không thậm chí đạo thể thất trọng trở lên dù sao giờ phút này ba người đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của lôi đạo cao nhân tiền bối bọn họ đây là gặp được cao nhân tiền bối a hơn nữa lôi đạo xuất hiện ở đây nói không chừng còn có chút quan hệ với thánh địa thậm chí chính là tiền bối của thánh địa nghĩ tới đây ba người đều vô cùng kích động trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục lúc nào cũng vận chuyển, ở chỗ này gặp được cao nhân tiền bối, nói không chừng được cao nhân tiền bối coi trọng, trực tiếp mang vào thánh địa, từ đó một bước lên trời. Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của bọn họ, theo một quyền lôi đạo đánh ra, hư không vốn trống rỗng, giống như không có gì ở phía trước, dưới quyền kinh kinh khủng, mơ hồ khuế động lên từng tia gợn sóng như nước. Trùng trùng điệp điệp lướt qua trong hư không, không gian trước mắt biến mất, ngược lại xuất hiện một tầng hào quang nhàn nhạt. Đây là trận pháp của thánh địa thái dịch, thật sự có thánh địa, chúng ta thật sự tìm được thánh địa rồi. Ha ha ha, chúng ta có thể trở thành đệ tử thánh địa rồi. Tiền bối, xin ngài mang chúng ta tiến vào thánh địa đi. Ba người nhìn thấy một màn này mừng rỡ như điên. Bọn họ tìm trọn vẹn thời gian mấy năm, mới rốt cục tìm tới nơi này, thậm chí còn biết thánh địa không thích những võ giả cảnh giới đã rất cao kia. Điều này khiến ba người bọn họ rõ ràng có bí pháp, có linh dược ngàn năm, có thể đột phá đến đạo thể nhị trọng, cuối cùng cũng không đột phá chính là vì có thể tiến vào trong thánh địa từ điểm đó mà xem ba người bọn họ cũng coi như là võ giả có trí hướng bây giờ nhìn thấy huy lực một quyền của lôi đạo thậm chí khiến trận pháp thánh địa cũng hiện ra đương nhiên lập tức coi lôi đạo là cao nhân tiền bối của thánh địa hy vọng lôi đạo có thể dẫn bọn họ tiến vào trong thánh địa chỉ là ánh mắt lôi đạo có chút cổ quái chậm rãi mở miệng nói các ngươi thật sự muốn bổn tọa mang các ngươi tiến vào thái dịch thánh địa sao xin tiền bối mang chúng ta tiến vào thánh địa đi ba người không chút do dự tiếp tục khẩn cầu lôi đạo lôi đạo hít một hơi thật sâu lắc đầu nói nếu các ngươi thật sự theo ta tiến vào thái dịch thánh địa chỉ sợ là họa không phải phúc thậm chí vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể tiến vào thánh địa ách ba người có chút kinh ngạc không biết đây là có chuyện gì lôi đạo không giải thích thêm hôm nay ba người này gặp hắn chỉ có thể coi là bọn hắn xui xẻo lôi đạo là thượng môn khiêu chiến thái dịch thánh địa đến lúc đó mặc kệ ba người này cùng lôi đạo có quan hệ hay không chỉ sợ cũng sẽ không được Thái Dịch Thánh Địa chào đón. Muốn đi vào Thái Dịch Thánh Địa, căn bản không có cửa. Ông, theo trận pháp dao động, một bóng người xuất hiện ở bên ngoài trận pháp. Đây là một đệ tử Thánh Địa đạo thể thất trọng, thái độ của hắn cao ngạo, từ trên cao quan sát ba người đứng sau lôi đạo và lôi đạo. Nhíu mày nói, "Là các ngươi kinh động đến trận pháp?" "Chúng ta, chúng ta muốn gia nhập Thánh Địa." Ba người sau lưng lôi đạo vội vàng cúi đầu với đệ tử Thánh Địa, giải thích ý đồ bọn họ đến đây. "Còn ngươi?" Tên đệ tử đạo thể tầng 7 kia lại hỏi về phía lôi đạo. Trên người lôi đạo cũng không có khí thế kinh người gì, nhưng dù sao cũng là bán thánh, khí chất xuất chúng, muốn không làm người khác chú ý cũng không được. Lôi đạo đứng chắp tay, trực tiếp cong ngón búng ra. Vèo, một đạo lưu quang bay về phía tên đệ tử thánh địa đạo thể thất trọng kia. Đệ tử tay chảo một cái, phát hiện là một khối mảnh vỡ, chỉ là khối mảnh vỡ này lại vô cùng quen mắt. Đột nhiên, con người tên đệ tử này co rụt lại, toàn thân đều run dày đây đây là thánh lệnh a thế mà chỉ còn lại có mảnh vỡ ngươi ngươi rốt cuộc là ai dám can đảm hủy đi thánh lệnh tội không thể tha thứ tên đệ tử đạo thể thất trọng này toàn thân đều run rẩy lên hắn cũng không phải đệ tử bình thường mặc dù là đạo thể thất trọng nhưng hắn lại phụ trách trông coi trận pháp a hắn còn nhớ rõ hình như hôm qua thánh địa mới có hai vị bán thánh đỉnh tiêm bế tử quan cầm thánh lệnh trong tay mà ra nghe nói là tiến về hồng vận thành phát thánh lệnh cho liên minh thương hội nguyên châu nhưng bây giờ, hắn chỉ thấy mảnh vỡ thánh lệnh cùng với võ giả trước mắt thoạt nhìn khí chất bất phàm này. Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Chỉ là, ý nghĩ tồi tệ nhất trong lòng hắn kia, có thật không? Lôi đạo đứng chắp tay, lặng lặng đứng giữa hư không, khí chất xuất trần trên người làm nổi bật lên tiếng vang khác thường của nó, sẽ không bị bất kỳ kẻ nào khinh thường. Lôi đạo thản nhiên nói, trở về nói cho trưởng giáo Thái Dịch Thánh Địa, bổn tọa Lôi đạo, chém hai vị bán thánh là Kiêm Hà và Quý Phong hủy thánh lệnh đặc biệt đến thái dịch thánh địa để chấm dứt âm um, lời nói của lôi đạo khiến đệ tử của thánh địa thái dịch run lên trong đầu trống rỗng hắn nghe được cái gì lôi đạo chém hai vị bán thánh đỉnh tiêm của côn bằng và quý phong thậm chí còn hủy thánh lệnh điều này sao có thể từ khi thái dịch thánh địa sáng lập cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này chưa từng mất hết mặt mũi như vậy chỉ có thời gian một ngày tin tức cũng còn chưa truyền tới thái dịch thánh địa nhưng nếu như có lòng tìm hiểu Tin tưởng vẫn rất dễ dàng tìm hiểu ra. Huống chi, Lôi đạo đã tự mình đi tới Thái Dịch Thánh địa, còn có thể là giả sao? Chỉ là, Lôi đạo đến đây, chẳng lẽ là chịu chết? Thế nào, lời bản tọa nói không có nghe rõ ràng. Ánh mắt Lôi đạo ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào tên đệ tử Thánh địa đạo thể tầng 7 kia, lập tức, toàn thân tên đệ tử kia run lên. Với uy thế Lôi đạo liên chạm ba đại bán thánh hiện tại, cho dù chỉ là một ánh mắt, cũng không phải võ giả đạo thể tầng 7 có thể chịu đựng được. Bởi vậy, tên đệ tử này trong lòng cả kinh lập tức không cần nghĩ ngợi nói mời lôi minh chủ chờ một chút thế là đệ tử thánh địa lập tức quay người trở về thánh địa hướng cao tầng thánh địa báo cáo tình huống lúc này ba võ giả bên cạnh lôi đạo đã trợn mắt há hốc mồm bọn họ dường như còn chưa lấy lại tinh thần vốn cho rằng lôi đạo là cao nhân tiền bối của thánh địa làm sao chỉ chớp mắt cái này tựa hồ có cửu oán với thánh địa liên minh thương hội nguyên châu ta hình như từng nghe nói qua là vị bán thánh kia lôi bán thánh Ba người tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt càng ngày càng sáng. Chỉ là, bọn họ trăm cây nhìn đắng muốn đi vào trong thái dịch thánh địa, trở thành đệ tử thánh địa, nhưng hiện tại, chỉ sợ hết thảy đều ngâm nước nóng. Mặc kệ bọn họ cùng lôi đạo có quan hệ hay không, thời cơ bọn họ xuất hiện không đúng. Vậy thái dịch thánh địa khẳng định sẽ không để cho bọn họ trở thành đệ tử thánh địa. Nỗ lực của ngàn vạn kho của bọn họ, tất cả đều trôi theo dòng nước. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người vô cùng ủy oài các ngươi chăm cay nghìn đắng đi tới thái dịch thánh địa vốn là cơ duyên của các ngươi nhưng lần này cũng coi như bổn tọa phá hỏng cơ duyên của các ngươi nếu như thế khối lệnh bài này các ngươi cầm có thể đi liên minh thương hội nguyên châu ở hồng vận thành đến lúc đó tự có người an bài các ngươi tiến vào liên minh thương hội nguyên châu lôi đạo cong ngón tay búng ra bắn một khối lệnh bài vào trong tay nữ nhân kia liên minh thương hội nguyên châu nữ tử còn có chút kinh ngạc nhưng hai nam tử khác thì vui mừng quá đỗi lập tức lôi kéo nữ tử hô đa tạ tiền bối liên minh thương hội nguyên châu tự nhiên kém xa thánh địa thái dịch dù sao nếu như có thể trở thành đường đường đệ tử thánh địa vậy khẳng định tiền đồ không nhỏ nhưng cũng phải phân ra theo ai lôi đạo tự mình lấy ra lệnh bài minh chủ liên minh thương hội nguyên châu bán thánh bên ngoài năm thánh địa lớn đây là uy vọng cỡ nào biết bọn họ đi liên minh thương hội nguyên châu vậy tuyệt đối sẽ được trọng điểm bồi dưỡng cái này đã không kém trở thành đệ tử thánh địa thậm chí so với trở thành đệ tử thánh địa bình thường còn tốt hơn dù sao bọn họ là người được lôi đạo nhìn thấy tự nhiên không tầm thường được rồi tiếp theo nơi này có thể không thích hợp cho các ngươi ở lại mau chóng rời đi đi lôi đạo phất phất tay ba người lập tức lại hành đại lễ nhanh chóng xoay người rời đi có lẽ đối với lôi đạo mà nói đây chỉ là tiện tay mà thôi là việc nhỏ không đáng kể nhưng đối với ba người này mà nói đây cũng là cơ duyên to lớn thậm chí là cơ duyên lớn nhất đời này của bọn họ, đủ để thay đổi vận mệnh của bọn họ. Sau khi ba người rời đi, Lôi Đạo liền lặng lặng chờ đợi bên ngoài đại trận của Thái Dịch Thánh Địa. Âm, um, trong đại điện của Thái Dịch Thánh Địa, rất nhiều trưởng lão nghe được đệ tử thánh địa báo cáo, một mảnh xôn xao, trong lòng càng nhấc lên sóng gió ngập trời. Không thể nào, chỉ là một bán thánh, làm sao có thể chém được Kim Hà và Quý Phong? Người này giết dịch vô cực, chém giết Kim Hà và Quý Phong cũng chưa chắc không có khả năng. Thậm chí hắn ngay cả thánh lệnh cũng hủy người này không diệt uy nghiêm của thái dịch thánh địa ta ở đâu lôi đạo tất trừ huống chi lôi đạo đã chủ động đi tới bên ngoài thánh địa hắc hắc coi như hắn tự biết rõ biết căn bản không cách nào đào thoát liền dứt khoát đến thánh địa tìm cái chết dám hủy thánh lệnh nhất định phải chết nhìn thấy bộ dạng lòng đầy căm phẫn của đông đảo trưởng lão thậm chí thái độ cao cao tại thượng trưởng giáo ngồi ở vị trí cao nhất thật sự rất thất vọng quá lâu thái dịch thánh địa an nhàn quá lâu những trưởng lão này thậm chí đệ tử thánh địa nguyên một đám mắt cao hơn đầu đã không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cho dù lôi đạo đã liên tục chém dịch vô cực kiêm hà cùng với quý phong nhưng ở trong mắt những trưởng lão này nào có lo lắng gì chỉ có phẫn nộ cùng với sát ý nhưng bọn họ có nghĩ tới ngay cả lam và quý phong đều đã chết ai có thể chém giết lôi đạo chẳng lẽ lại để thánh tôn ra tay đó càng là chuyện cười lớn hơn chư vị trưởng lão đã quên thiên nguyên tổ sư chưa trưởng giáo thái dịch thánh địa mở miệng Hắn vừa mở miệng, toàn bộ đại điện liền đều yên tĩnh trở lại. Đông đảo trưởng lão có chút kinh ngạc, có chút không hiểu, có chút nghi hoặc. Lôi đạo và Thiên Nguyên Tổ sư có quan hệ gì? Hoặc là nói, Lôi đạo chẳng lẽ còn có thể đánh đồng cùng Thiên Nguyên Tổ sư lúc trước? Trưởng giáo, người cũng quá đề cao Lôi đạo rồi, Thiên Nguyên Tổ sư là nhân vật bậc nào? Chỉ là một cái Lôi đạo, há có thể đánh đồng? Không sai, trưởng giáo trực tiếp phát động trận pháp, chém giết hắn là được, không cần phí khí lực quá lớn. Lôi đạo đây là tự tìm đường chết. Đã đến Thái Dịch Thánh Địa ta, há có thể để cho hắn sống sót. Mặc dù trưởng giáo nhắc tới Thiên Nguyên Tổ sư, nhưng rất hiển nhiên, rất nhiều trưởng lão của Thái Dịch Thánh Địa vẫn không có quá để ý một bán thánh bên ngoài thánh địa. Đối với bọn họ mà nói, một bán thánh bên ngoài thánh địa lại tính là cái gì? Căn bản không đáng nhắc tới. Thấy cảnh này, sắc mặt trưởng giáo Thái Dịch Thánh Địa dần dần trầm xuống, hắn thật quá thất vọng, hắn đã nhắc nhở qua những trưởng lão này, nhưng những trưởng lão này vẫn không có được coi trọng nếu các ngươi đều cảm thấy chỉ là một lôi đạo không đáng nhắc tới vậy thì để các ngươi đi đối phó lôi đạo đi bổn tọa mang lôi đạo vào thánh địa thế nào trưởng giáo thái dịch thánh địa vừa dứt lời toàn bộ đại điện đều yên tĩnh hiển nhiên trưởng giáo tức giận rất bất mãn với bọn họ bảo bọn họ đi đối phó với lôi đạo sao có thể như vậy được lôi đạo có thể liên tiếp chém giết dịch vô cực lam lam cùng với hung nhân tuyệt thế của quý phong trong những trưởng lão này cho dù có một ít là bán thánh nhưng đại nạn còn xa xa không có tiến đến bọn họ cũng không muốn đi mạo hiểm huống chi trong tất cả trưởng lão đang làm cũng không có ai tự nhận mạnh hơn so với lam và quý phong ngay cả lam và quý phong đều bị lôi đảo chém giết bọn họ đi lên thì có thể làm gì chẳng qua là chịu chết mà thôi chỉ là điều này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng cảm thấy rất khó chịu bởi vì bọn họ phát hiện đường đường là thánh địa nội tình thâm hậu truyền thừa lâu đời hiện tại lại không có biện pháp ứng đối khi đánh lên thánh địa lôi đạo bọn họ không làm gì được lôi đạo cho dù thật sự dùng đại trận có thể trấn áp Lôi đạo, nhưng Lôi đạo cũng có thánh năng, một khi cưỡng ép trấn áp, Lôi đạo cũng có thể lợi dụng thánh năng để xé rách trận pháp, từ đó rời khỏi thánh địa. Bảo thánh tôn động thủ, vậy càng không thể, đừng nói thánh tôn không ở trong thánh địa, cho dù ở trong thánh địa, nhất định có thể bảo đảm thánh tôn có thể đắc thủ. Mỗi một vị bán thánh đều không nên bị khinh thường. Thánh tôn của Nguyên Sơ thánh địa cũng không phải chưa từng ra tay với Thiên Nguyên Tổ sư, kết quả như thế nào? chỉ cần bị bán Thánh đỉnh phong bắt lấy cơ hội, có thể trốn được một mạng. Đến lúc đó, chỉ sợ thật sự là không chết không thôi. Từ phương diện này mà nói, Lôi đạo có thể không chết không thôi, nhưng Thái Dịch Thánh Địa lại không dám. Có đôi khi, gia nghiệp lớn cũng là một loại gánh nặng. Huống chi, Lôi đạo đã chủ động đi tới Thái Dịch Thánh Địa, thậm chí đến làm một cái chấm dứt, như vậy chuyện này, Thái Dịch Thánh Địa có thể thuận nước đẩy thuyền, thật cùng Lôi đạo làm một lần chấm dứt. Mặc kệ kết quả như thế nào, Thái Dịch Thánh Địa đều phải tiếp nhận xin mời lôi minh chủ rốt cục trưởng giáo thái dịch thánh địa làm ra quyết định hắn nên đoạn tức đoạn tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng lúc trước phát ra thánh lệnh chính là hắn hiện tại muốn cùng lôi đạo chân chính làm một cái chấm dứt cũng là hắn đây mới là một vị trưởng giáo hợp cách vĩnh viễn lấy lợi ích của thánh địa làm trọng hiển nhiên lôi đạo liên trảm thương cùng quý phong đã thu được tư cách cùng thánh địa đàm phán điều kiện bên ngoài thánh địa lôi đạo vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi hắn tin tưởng chỉ cần trưởng giáo thánh địa là một người thông minh vậy tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn tiến nhập thánh địa bởi vì lôi đạo đây cũng là chủ động đưa tới cửa thái dịch thánh địa không có lý do gì cự tuyệt một vị bán thánh nếu như liều lĩnh cùng thánh địa làm nhiều hơn nữa thánh địa còn không làm gì được ta đây cũng là một phiền toái lớn lôi đạo nếu có thể chủ động đi tới thái dịch thánh địa chủ động tìm kiếm kết thúc thái dịch thánh địa sẽ không cự tuyệt ông quả nhiên thái dịch thánh địa bỗng nhiên đi ra vài tên trưởng lão đạo thể cửu trọng bọn họ vừa cười vừa nói, các hạ chính là lôi minh chủ. Chính là lôi mỗ, lôi đạo gật đầu trả lời, trưởng giáo cho mời lôi minh chủ vào thánh địa một chuyến. Sau đó, mấy tên trưởng lão cửu trọng vung tay lên, trận pháp của thánh địa trực tiếp mở ra, lôi đạo không có một tia do dự cùng trần chờ trực tiếp bước một bước vào trong trận pháp của thánh địa. Vù, gần như trong nháy mắt, lôi đạo đã đặt mình vào trong đại trận của thánh địa. Vài tên trưởng lão đạo thể cửu trọng trong lòng cả kinh. Bất quá cũng không thể không khâm phục can đảm của lôi đạo, lại không có chút trần chờ cùng cẩn thận nào, liền tiến vào trong thánh địa. Phải biết rằng, một khi bước vào trong thánh địa, đó chính là có trận pháp bao phủ, đến lúc đó, một khi phát động trận pháp, lôi đạo sẽ bị áp chế. Lôi đạo có thể, sảng khoái, tiến vào trong thánh địa như vậy. Hoặc là lôi đạo quang minh lỗi lạc, không sợ trận pháp thánh địa. Hoặc là lôi đạo tới đây đích thật là ôm quyết tâm, kết thúc. Nhưng mặc kệ lôi đạo ôm tâm tư gì, chỉ riêng một chút can đảm này, đã khiến cho mấy tên trưởng lão cửu trọng này có chút khâm phục rất nhanh các trưởng lão mang theo lôi đạo đi tới trong đại điện lôi minh chủ trưởng giáo và chư vị trưởng lão đều đang chờ lôi minh chủ trong đại điện lôi đạo gật đầu không chút chần chờ ánh mắt bế ngế nhìn chúng sinh trực tiếp đi vào trong đại điện bá lôi đạo cương vừa bước vào đại điện lập tức hơn 10 ánh mắt rơi xuống trên người hắn chủ nhân của những ánh mắt này đều là đạo thể cửu trọng thậm chí trong đó nhất định còn có bán thánh chỉ là không có tản mát ra khí tức thánh năng không cách nào phân biệt mà thôi nhưng không hề nghi ngờ những người trong đại điện này nhất định chính là cao tầng hạch tâm của thái dịch thánh địa một vị nam tử mặc trường bào màu vàng ngồi ngay ngắn ở phía trên vẻ mặt uy nghiêm chỉ sợ chính là trưởng giáo của thái dịch thánh địa lôi mỗ bái kiến trưởng giáo lôi đạo chỉ hơi hơi hành lễ hơn nữa còn là lễ tiết bình đẳng vẻn vẹn chỉ hành lễ với trưởng giáo những trưởng lão chung quanh kia tựa hồ có chút không hài lòng lắm ai cũng có thể nhìn ra được cho dù lôi đạo bị hơn 10 ánh mắt nhìn chăm chú cho dù bước vào trong thái dịch thánh địa cũng vẫn có ngạo khí của mình. Hừ, lôi đạo, ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Sao lại không biết, nơi này là Thái Dịch Thánh địa, nếu biết là thánh địa, vì sao không biết lễ nghĩa? Chúng ta đều xem như tiền bối của ngươi, một tiểu bối như ngươi đi tới thánh địa, lại còn một bộ dáng vẻ kiêu ngạo, không hướng chúng ta hành lễ, đây chính là thái độ của ngươi. Nói chuyện chính là lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, cũng không biết là bán thánh hay là đạo thể cửu trọng. Bất quá, nhìn vị trí ngồi ở phía trên, nghĩ đến địa vị của thánh địa cũng khá cao. Tiểu Bối, Lôi Đạo liếc mắt, lập tức chắp tay mà đứng, cười lạnh nói, chỉ sợ các ngươi không chịu nổi một lễ của Lôi Mỗ. Âm, uhm, các trưởng lão bên dưới vốn đã sắp nổi giận, nhưng ngay sau đó khí thế trên người Lôi Đạo bùng nổ. Từng vòng thọ luân bay lên, khoảng hơn 800 vòng thọ luân hiện lên phía sau Lôi Đạo, làm Lôi Đạo giống như thiên thần. Ách, đây là thọ luân, 800 vòng thọ luân, Lôi Đạo là lão quái 800 tuổi? Không, không có khả năng, một đạo thể cửu trọng cho dù là bán thánh, có thể sống 800 tuổi. Những trưởng lão vốn chuẩn bị nổi giận này, nhìn thấy hơn 800 vòng thọ luân sau lưng Lôi đạo, từng con mắt đều thẳng đến, ở sâu trong nội tâm cảm thấy chấn động không gì sánh được. Đây chính là dòng giả 800 vòng thọ luân a, đại biểu cho Lôi đạo đã sống hơn 800 tuổi, chỉ là có thể sao? Cho dù bọn họ đối với Lôi đạo không hiểu rõ, cũng biết Lôi đạo quật khởi tốc độ rất nhanh, làm sao có thể sống 800 tuổi. Nhưng thọ luân không phải giả, mà là hàng thật giá thật những người này đều là trưởng lão của thánh địa làm sao còn có thể thấy không rõ đó chính là thọ luân những trưởng lão này cho dù có chút đại nạn tiến đến có thể có năm sáu trăm tuổi đã rất không tệ rồi nhiều nhất lúc trước có thể có mấy lần đạo thể viên mãn gia tăng tuổi thọ nhiều một chút nhưng có thể đến hơn sáu trăm tuổi đã là cực hạn tám trăm tuổi đó quả thực là không dám tưởng tượng lôi đạo lấy tám trăm tuổi cao linh đứng ở chỗ này ngoại trừ trưởng giáo thánh địa chấp trưởng thánh địa ra những người khác thật đúng là không chịu nổi một lễ này của lôi đạo. Hơn nữa, lôi đạo kính cũng không phải trưởng giáo thánh địa, mà là kính thái dịch thánh địa. Lôi minh chủ, lúc này, trưởng giáo thái dịch thánh địa mở miệng, thanh âm của hắn tựa hồ nghe không ra hỉ nộ, lộ ra vẻ rất bình tĩnh, lôi minh chủ, người lần này đường xa mà đến. Đến thái dịch thánh địa ta, trung quy không phải là vì hiển uy phong a. À. Ngươi Người liên trảm dịch vô cực, làm cùng quý phong, còn cự tuyệt tiếp ta thái dịch thánh địa thánh lệnh, đủ loại như thế, lôi minh chủ hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Đổi lại bất kỳ một cái thánh địa nào, cũng sẽ không tha cho ngươi. Theo trưởng giáo mở miệng, thanh âm đại điện cũng dần dần lắng xuống. Lôi đạo nhìn trưởng giáo thái dịch thánh địa một cái thật sâu. Có thể trở thành trưởng giáo của một tòa thánh địa, tự nhiên không đơn giản. Một câu nói, đã trừ khử rung động mà lôi đạo mang đến trong vô hình. Nhưng đúng như trưởng giáo nói, lôi đạo không phải tới để thể hiện uy phong. Hắn đến chấm dứt với thái dịch thánh địa, hoặc là nói, lôi đạo còn có một mục đích đó chính là vì thánh ngân chi địa vì tín niệm vô địch của hắn vì con đường vô địch của hắn trưởng giáo bản tọa tự nhiên không phải đến hiền uy phong có ai có thể hiền uy phong trong thánh địa bản tọa chỉ là đến cùng thái dịch thánh địa làm một cái chấm dứt một cái chấm dứt chân chính cho dù bản tọa chết ở thánh địa cũng không oán không hối ô kết thúc như thế nào rất đơn giản lôi mỗ sẽ ở trong thánh địa tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến đạo thể cửu trọng cũng tốt bán thánh cũng được, tóm lại, bất luận kẻ nào cũng có thể khởi xướng khiêu chiến với lôi mỗ, đương nhiên, ngoại trừ thánh tôn. Chỉ cần ai có thể thắng được lôi mỗ, như vậy muốn giết muốn dóc thịt tất cả nghe lời là được. Nhưng nếu như người của thánh địa giết không được lôi mỗ, như vậy lôi mỗ cùng thái dịch thánh địa ân oán liền xóa bỏ, hơn nữa lôi mỗ còn muốn tiến vào thái dịch thánh địa lĩnh ngộ 3 ngày thời gian. Như thế nào? Âm, uhm, lôi đạo vừa dứt lời, đông đảo trưởng lão trong đại điện liền lập tức nghị luận. Ngông cuồng, quá ngông cuồng lôi đạo cho rằng hắn là ai nội tình mấy vạn năm của thái dịch thánh địa ta cường giả xuất hiện lớp lớp một mình hắn muốn đẻ ép tất cả thiên tài của thái dịch thánh địa ta cho dù là thiên nguyên tổ sư lúc trước cũng không cuồng vọng như thế nghe được lời nói của lôi đạo sắc mặt của đông đảo trưởng lão trở nên rất khó coi thậm chí trong lời nói còn rất kích động lôi đạo đây là muốn lấy sức một mình lực áp cả tòa thái dịch thánh địa mặc kệ thành bại thắng bại chỉ là có ý nghĩ như vậy cũng đã là quá cuồng vọng rồi lôi đạo không có sốt ruột mà là lẳng lặng chờ đợi trưởng giáo thái dịch thánh địa trả lời hắn tin tưởng trưởng giáo thái dịch thánh địa nhất định sẽ không cự tuyệt đề nghị như vậy lấy sức một mình áp chế một tòa thánh địa điều này có thể sao không có ai ngu xuẩn kể cả những trưởng lão kia tất cả mọi người rất rõ ràng có thể thành tựu bán thánh không phải tùy tùy tiện tiện dựa vào vận khí liền có thể thành tựu bán thánh nhất là lôi đạo hay là bán thánh bên ngoài năm đại thánh địa trình độ gian khổ của nó có thể nghĩ Lôi đạo nhất định trải qua thiên tân vạn khổ, hắn sẽ không biết đi tới thánh địa, cùng thái dịch thánh địa làm ra một kết cục như vậy sẽ phải trả giá bao nhiêu. Để Át có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để Át có kinh phí mua bản dịch, cảm ơn mọi người nhiều nha.